bác ơi, lần này mà không được nữa em nghỉ thật. Quá mệt rồi. Hôm nay live stream bật lần thứ 3 rồi đấy. Ôi là. Chưa thấy ai này. Hôm nay em bật live stream lần thứ 3 các chế ơi, cứu em đi. Đèn như cờ hó. Mọi người vào đi nào. Trời ơi, chán quá. Được đúng một hôm kiểu cái số em mà không được live sớm. Anh em bật dễ đi. Được đúng một hôm em sang kho từ 8 rưỡi xong rồi loay quay treo đồ các thứ, 9 giờ lên live stream. 9 giờ lên live stream thì mất điện, bố nó đến 10 giờ kém. Ôi đúng là cái số không được live sớm, khổ ấy. Em đấy bây giờ 10 giờ kém rồi mới lên live stream, chả biết còn ai xem không. Chia sẻ live stream đẩy là xem giúp em đầu live stream em bán tặng nhá. Thật sự luôn là đầu live stream lúc nãy em bật rồi. Bật live stream lần này là lần thứ 3 trong tối ngày hôm nay luôn. Trời ơi, đen dã man luôn ấy. Chán thôi là chán, mọi người lên luôn nhé. Chia sẻ live stream và đẩy được xem lên giúp em. Điều hòa là mất nãy giờ, mất điện điều hòa còn chưa lên này. Ôi lạnh, lạnh kinh khủng mọi người ạ. Mà toàn nhận áo xinh đẹp quá. Em cảm ơn chị Quỳnh Anh Nguyễn này ghim cái bình luận cho nó sung sướng hoan hỉ cái này. Trời ơi mọi người ơi, chia sẻ like lên cho em cái. Một tối lên từ sang đây từ 8 rưỡi chuẩn bị đến 9 giờ, 9 giờ 1 phút bật live stream thì mất điện đến 9 giờ 41 phút ngồi há hết cả mồm mà chuẩn bị đi về rồi đấy. Em định chờ đến 9 giờ 45 mà vẫn không có điện là em đi về. Cuối cùng đến 9 giờ 41 thì có điện. Thôi thế là cũng may rồi. Bán tặng áo chị mặc ok luôn. Thế luôn là quá nhậu luôn rồi ấy. Đẩy lượt xem lên giúp em ít nhất là 4.000 người nhá. Hôm nay lên muộn. Hôm nay lên muộn quá cho nên là chắc là cũng chẳng có đông người xem đâu. Mọi người chia sẻ livestream giúp em nhá. Thương em thì chia sẻ livestream cho em đầu live bán tặng hôm nay rất nhiều mã hot, áo bò mới này, 4 mẫu phông mới này, sơ mi mới này, sơ mi kẻ mới này, sơ mi trơn mới này, à sơ mi kẻ mới này, váy mới này, sơ mi trắng cộc mới này. Đấy nói chung là rất nhiều hàng mới, em thề là rất nhiều hàng mới. Nhưng mà thật sự phải bật đến lần thứ ba là em kiểu bị tụt mo rồi, kiểu như là bị kiểu như là đang hứng khởi tinh thần để lên livestream ấy mà chờ đến tận 10 giờ kém xong rồi kiểu muộn quá rồi, xong bây giờ kiểu bị tụt cảm xúc một chút rồi. Nên là mọi người ủng hộ em, chia sẻ livestream và đẩy là xem lên giúp em. Mọi người nhìn cái gì đây nào? Cái này là một mã mới, mới tinh tình tình luôn, mới tinh tình tình luôn. Em đang mặc ở bên trong cái quần vẩy này này. Quần vẩy này live trước mọi người biết không? Tổng số lượng em đặt cái quần vẩy này đến thời điểm này em đặt nhá, giả tiền hết rồi nhá, là 2.500 cái quần vẩy này, dã man luôn. Quần ống vẩy đắt hàng kinh khủng, một livestream 2.500 chiếc và ngày mai sẽ đặt tiếp 2.000 chiếc nữa. Đẩy lượt xem lên giúp em ít nhất là bao nhiêu ạ? 4.000 người xem đi. Đứng anh chia sẻ đi anh ơi. Đứng nguyên ở 2.800 không thấy lên được này. Hôm nay làm sao ấy, thật sự hôm nay không biết kiểu gì luôn ấy. Hôm nay kiểu gì ấy. Lên livestream được bình thường nhá. Cái hôm mà em đầu năm ấy, mở hàng đầu năm ấy thì 9 rưỡi mới mò lên được tại vì bận quá. Hôm nay tí tởn sang kho từ lúc 8 rưỡi thì đến bây giờ 10 giờ kém mới livestream được. Giờ này thì còn ai xem nữa các chế ơi. Chia sẻ livestream và đẩy lượt xem lên giúp em nào. Chia sẻ mạnh mẽ lên, nhiều người xem em tặng tiền, hôm nay phải tặng tiền. Chứ bởi vì là live muộn quá. Hôm nay phải tặng tiền, lên từ 4.000 người xem bắt đầu tặng tiền nha, được chưa nào? Quần này em bán tặng livestream này, quần này không phải quần ngố thái đâu, quần này là quần đùi thái nhá. Một mã mới năm nay cực kỳ hot luôn để mặc với áo phông. Nhưng mà đầu like thì em xin phép anh gọi anh Khánh ra xem thế nào. Bây giờ đầu like thì em xin phép bán tặng cái áo em đang mặc đây này. Có cái quần ống vẩy này hôm nay không, thật sự luôn là khô máu với các chị này. Nhìn giúp em cái quần ống vẩy đẹp chưa? Em đang đi với sụp thể thao nhá, lên dáng vẫn rất là ok. Nhưng quần ống vẩy này đi với guốc thì siêu phê luôn. Quần ống vẩy full size SML XL. Đẩy là xem lên giúp em ít nhất là 4.000 người xem để em bắt đầu tặng tiền nhá. Ít hơn thì em không tặng tiền được. Tối thiểu là 4.000 bởi vì nhà em bình thường là toàn hôm nay chắc là hôm nay mọi người cũng đi chơi 14 tháng 2 nữa hay sao. Nhưng mà căn bản bây giờ đã là 10 giờ kém 15 rồi. Các chị lạnh này đi ngủ hết rồi còn đâu. Rồi bắt đầu nha, lên luôn nào. Chiếc áo em đang mặc một con chất, cái này gọi là chất gì nhỉ? Yêu em thề luôn là chất cực kỳ đẹp luôn. Chất này là một cái chất zip tàu ấy mọi người. Chất zip tàu như em đang mặc này, mặc cực kỳ phê luôn, em bỏ ra cho các chị xem nhá. Linh ơi đã chốt lì xì tối hôm trước chưa? Lì xì thì đâu có phải gọi điện chốt đâu chị. Ai được lì xì thì inbox số tài khoản, sau đấy bên em sẽ chuyển khoản. Chứ sao lại lì xì lại phải gọi điện nữa à? Em bảo là ai được lì xì thì chụp lại màn hình và inbox mà, được chưa? Lượt xem lên chậm quá, chia sẻ mạnh mẽ lên. Em sẽ tặng cho 3 tình yêu chia sẻ livestream nhiều nhất đi. 3 tình yêu chia sẻ livestream nhiều nhất. Nhưng mà phải đẩy view lên ít nhất là 3.500, 4.000, 5.000 cho em cho nó tưng bừng đi nào.
Hôm nay thật sự hôm nay đen như chó thầy. Quần vống vẩy ok, bắt đầu chốt đơn nha. Thôi không để mọi người chờ lâu nữa này. Khả năng là hôm nay không lên được rồi. Hôm nay không lên được view rồi tại vì em like muộn của 2 sao ấy. Quần đống vẩy kèm size kèm số, đẩy lượt xem lên ít nhất 4.000 người xem cho em. Thôi bây giờ em bắt đầu nhá, em bán tặng áo này đầu like, em khô máu luôn. Nhưng em chỉ chốt cho khách chia sẻ like thôi nhá, tại vì hôm nay em nhọ thật sự luôn. Mọi người thấy cái like trước em live stream 6-7.000 người xem. Hôm nay ấy, mạng đầu tiên thì mất mạng, đầu tiên là mạng bị văng, sau đó là mất điện và chầy chật cho đến bây giờ. Không phải công bố gì cả chị ơi. Em đã đọc tên và đọc cả số rồi. Ai trúng game là inbox kèm số tài khoản thôi nha. Em không công bố gì nữa bởi vì em đã công bố trên livestream rồi mà. Được chưa nào? Thôi em bán tặng luôn, không dài dòng, không câu giờ nữa. Riêng mã này em chỉ chốt cho khách chia sẻ livestream và cố gắng chốt đủ hai màu giúp em. Ví dụ như màu trắng này rất là dễ mặc này. Chất này là chất zip nha. Chất này là chất zip. Chất zip nha mọi người ơi, nhìn giúp em này, chất zip tàu màu đen này. Màu đen này, màu xanh này, màu trắng, màu hồng và màu nâu. 5 màu ở đây như em đang mặc, form đỉnh chưa? Form đỉnh chưa nào? Chia sẻ livestream và đẩy lượt xem lên ít nhất 4.000 người xem cho em. Hôm nay em live muộn quá, mọi người nhìn cái quần đỉnh chưa? Nhìn cái size em đang mặc bảnh được chưa nào? Em đeo thêm một cái túi xanh nữa nhá. Cú pháp áo này sẽ ghi giúp em là áo phông trơn đi nhỉ. Áo phông trơn kèm hay hư gọi là A1 đi. A1 đi cho nó dễ, đỡ phải nhiều cú pháp làm gì. Đẩy lượt xem lên ít nhất 4.000 người xem cho em đi nào. Trời ơi, 10 giờ kém 15 mới livestream được, chán vãi trưởng luôn. Em giới thiệu lại quần này một lần nữa này. Quần này tổng số lượng em Linh đặt cho đến thời điểm này là 2.500 quần rồi. Em nói điêu em mất sạch lọc luôn. Em đặt 2.500 quần. Và mọi người biết là bây giờ mới là livestream thứ hai em bán cái quần này. Thì mọi người hiểu là một livestream em bán được bao nhiêu quần. Đấy, nói một cách dễ hiểu là như thế nha mọi người nha. Chị ơi nói nhiều quá chị không thích nghe, chị đi ra ngoài giúp em nha. Chứ lên livestream không nói chẳng nhẽ đứng à, đứng yên à. Được chưa? Ai cảm thấy em nói nhiều quá không thích nghe, đi ra ngoài nha. Được chưa? Còn á, lên livestream chả nhẽ cứ như này. Các chị ơi, các chị mua đi này, này. Mua đi nhá, như thế à. Được chưa? Ghi cho em mã này là A1 kèm màu kèm số. Siêu, quần siêu đỉnh ạ. Cảm ơn Ngọc Lan nhá. Những khách ở Hà Nội thì khả năng là đã nhận được hàng rồi. Còn những khách ở tỉnh thì chắc là chỉ một vài gọi là rất là ít người, số ít mới nhận được, mới nhận được thôi. Được chưa? Cú pháp cho em mã này là quần vẩy và em đang mặc size S nha. Đẩy lên 4.000 người em Linh bắt đầu tặng tiền. 4.000 người bắt đầu tặng tiền, tặng cho 3 người chia sẻ livestream nhiều nhất, mỗi người 100.000. Nếu như cán mốc 4.000 người xem giúp em đây. Em đang mặc size S, mọi người nhìn rõ không ạ? Đây, em không biết là dơ ra kiểu gì đây này. Size S nha, mọi người nha. Em đang mặc size S, còn áo này đầu livestream tặng luôn. Không dài dòng nữa. Không dài dòng, không loằng ngoằng nữa, được chưa nào? 60. Mọi người nghe giá luôn nha, chất zip tàu. Nghe giá kỹ rồi hãng chốt. Nghe giá kỹ rồi hãng chốt. 67.000 đồng. A1 kèm màu kèm số 67.000 đồng. Em thề em hứa luôn là mã này em chỉ chốt cho khách chia sẻ livestream thôi. Còn ví dụ như quần này hay tất cả những mặt sản phẩm khác, mọi người chia sẻ hay không chia sẻ tùy mọi người nha. Nhưng riêng mã này em phải giải vía đầu like, bởi vì tối nay em đen thật sự luôn. Em sang đây từ 8:30, em 10 giờ kém 15 mới livestream được. Mọi người nhìn form này, đây này, em cho mọi người xem cái quần này. Em đang mặc hai quần và hai áo, một áo ở đằng trong nữa nha. Mà mọi người nhìn form này, đây. Bây giờ em bỏ ra cho mọi người nhìn form áo này, xuất sắc chưa? Vừa vặn mấy người, không bị dài quá, không bị ngắn quá. Và em bao vừa đến 70 cân đổ về vẫn vừa, chất zip tàu. Riêng mã này cú pháp là A1 và em chỉ chốt cho khách chia sẻ livestream. Mỗi người cố gắng chốt hai cái để đỡ mất công đi đơn nha mọi người nha. A1 em có màu nâu, A1 em có màu này em tính là màu hồng nha, nó là kiểu hồng cam ấy. A1 em có màu trắng, A1 em có màu xanh và A1 em có màu đen. Chắc chắn những màu cháy hàng đắt hàng là gì? Màu nâu, màu trắng, màu đen. Đấy là những màu chắc chắn sẽ đắt hàng. Còn màu hồng với cả màu xanh là điểm thêm vào cho mọi người gì ạ? Có nhiều sự lựa chọn thôi. Được chưa nào? Quần này em thề là like trước. Tổng số lượng quần này em đặt là 2.500 chiếc rồi mọi người ơi. Nói điêu mất sạch lọc được chưa? Áo là cú pháp là A1, còn quần cú pháp là quần vẩy kèm size. Và chồng em cao 1m7, nặng 45 cân, mặc vừa thoải mái size XL. Thế nên là size to nhất em sẽ nhận đơn đến 65 cân nha mọi người nha. Cú pháp là quần vẩy, một livestream bán hết 2.500 quần. Nó không phải là dạng vừa đâu các chị ơi. Thật sự luôn, đây này mọi người nhìn này đẹp chưa? Em cao 1m6 và nặng 49 cân, hiện tại em đang mặc size S. Và mặc với áo này giúp em là A1. A1 mặc với quần vẩy. Quần vẩy nếu không biết mặc size gì để lại cân nặng, nhân viên bên em chốt size. Sau mã này em sẽ qua mẫu luôn, bởi vì áo này chỉ có 350 chiếc thôi. Lên cho mọi người một con sơ mi hàng công ty. Em nhắc đi nhắc lại, cái này là hàng công ty nha mọi người. Hàng công ty này, trời ơi xuất sắc luôn. Lên 4.000 người cho em để em bắt đầu tặng tiền, chia sẻ mạnh mẽ lên.
rất là lâu rồi em Linh không tặng tiền nữa. Chỉ có cái live stream hôm trước là gì nhỉ, là đầu năm thì là gì, đầu năm thì là em lì xì thôi, chứ còn rất lâu rồi nhà em Linh không tặng tiền nữa, bởi vì là em sẽ giảm trực tiếp vào sản phẩm nhiều hơn. Thế nhưng mà hôm nay đen quá cho nên là hôm nay sẽ ngoại lệ, một hôm là em sẽ tặng tiền tiếp, đẩy lên 4.000 người xem, tặng cho 3 người chia sẻ live stream nhất mỗi người 100.000 đi nha. Này, một con áo cộng, em nhắc đi nhắc lại, cái này là hàng công ty, cái này là hàng công ty này, không phải là hàng kiểu xưởng cắt lại đâu, cái này là hàng công ty. Mọi người nhìn kỹ hàng nha, đây này, có size SM, bây giờ em chuẩn bị lên luôn, cực kỳ rẻ luôn. Ai lấy A1 nó chốt luôn nhá. A1 em có màu nâu này, A1 em có màu đen này, A1 em có màu xanh này, A1 em có màu trắng này, A1 em có màu hồng, và mã cuối cùng cho em là A1 màu nâu. Mọi người chia sẻ mạnh mẽ lên 4.000 cho em sau hôm nay. Hôm nay em live muộn quá nên hơi bị buồn một tí nhá. Quần vẩy này mọi người nhìn kỹ nhá, cho mọi người xem này. Đây, cho mọi người xem, đây là cái điện thoại 13 Pro Max nha. Đây cái túi quần này mọi người thấy không? Đó, nó có một cái túi quần ẩn ở đằng trong. Lên sơ mi hồng đi Linh, ok hôm nay nhiều mã lắm luôn. Này áo bò này, chia sẻ like đây anh ơi. Áo bò này, áo bèo này, áo phông này, rồi sơ mi mới này, nói chung là cực kỳ nhiều váy mới này. Nên là mọi người phải gì ạ, chia sẻ mạnh mẽ và tưng bừng lên nhá. Đừng để tụt view là hơi bị thất vọng nha. Quần vẩy em chốt trong like này cho các chị là bao nhiêu ạ? 118.000 một quần. Bao giá thị trường mọi người nhìn form này, 118.000 một quần, 118.000 một quần. Các chị ơi, đây này, em này, bụng em siêu to luôn, là mặc quần này nhìn rất là gọn nha. Rồi em qua mẫu A1 nha. Qua mẫu A1 hết hàng nha các chị ơi. Qua mẫu A1 bây giờ em sẽ lên cái mã này. Em sẽ lên cái mã này mặc với quần này. Hàng công ty. Em nhắc đi nhắc lại nha, hàng công ty. Chờ em một tí. A1 kèm màu kèm số và quần vẩy kèm size kèm số. Nếu không biết mặc size gì, mọi người cứ để là cân nặng. Ví dụ như là quần vẩy 56 cân hay là quần vẩy 65 cân. Đấy, kèm số điện thoại là được nha mọi người nha. Đây, hàng này là hàng công ty. Cho nên là mọi người nhìn kỹ này, đường kim mũi chỉ này. Đó, và form là rất là to. Hai size SM, ngay bây giờ mình sẽ mặc luôn nha. Mọi người đẩy lượt xem lên cho em cho 4.000 cho em có động lực live stream nha. A1 này là có nhiều màu lắm, em vừa đọc quên, hôm nay em có cả áo dây mới này, áo dây bún nữa nha. Hôm trước mọi người hỏi áo dây nhiều quá, hôm trước mọi người hỏi áo dây nhiều quá. Đây này, em sẽ mặc áo này với quần này cho các bà công sở mua thì thôi rồi, lượng ơi luôn. Nhớ chia sẻ live stream nha. Mấy cả quần này em nói thật, không có nhà ai mà có form đến 65 cân đâu, thật sự luôn. Bởi vì form này, quần này trên thị trường ấy, form rất là nhỏ. Còn form em bán là đến 65 cân lận cơ. Các chị bình thường, các chị ví dụ như là 6 mấy cân đi mua những cái quần này rất là khó mua. Thường là form của nó bé. Này, đẹp chưa? Áo cũng là form to, 2 size SM này. Áo form to thoải mái đến 65 cân luôn. Đây là em mặc size M nha, có cả size S. Nhưng mà em thích mặc rộng nên là em mặc size M. Đây này mọi người nhìn này, rộng chưa? Ít nhất cũng phải là 63 đến 65 cân. Đây, đẹp chưa? Em nhắc lại, cái này là hàng công ty á. Hàng công ty may 10 á mọi người nhá. Được chưa? Rồi, em mặc cho mọi người xem. Trời ơi, mặc cái này xong rồi mặc đóng thùng cái quần này xong đi con guốc vào nữa. Trời ơi, đi làm, đi dạy, đi học, đỉnh quần chóp luôn. Áo bò Burberry không còn một cái nào chị ơi. Áo bò đấy của em là hàng tàu các chị ơi. Cho nên là từ cái hôm em live stream cách đây gần nhất là 5 ngày. Và 5 ngày nữa mới có hàng nha chị nha. Đấy, chứ còn nếu như mà hàng nháy lái lại thì nó nhanh lắm. Nhưng mà cái hàng mà hàng tàu, hàng bò, ui dồi ôi, mặc cái này này. Chờ em đi cái guốc vào nữa nha. Chia sẻ like cho em 3.600 rồi, cố gắng lên. Lên 4.000 người đi, thôi em tặng luôn 500.000 đồng đi. Lên 4.000 người để động lực cho các chị chia sẻ live stream. Lên 4.000 người em tặng 500.000 chia đều cho 3 người chia sẻ live stream nhất. 3.700 rồi, ok chưa? Máu luôn hôm nay, ui dồi ôi. Mặc cái set này vào giống cô giáo các trẻ ơi. Giống cô giáo không? Này, đẹp chưa? Xuất sắc chưa? Em nhắc lại, hàng này là hàng công ty, không phải là hàng xưởng nhái lại nha. Em thề, áo này nếu như mà em nhập cái hàng mà hàng xưởng nhái lại ấy, xong rồi là nhìn, nói chung là may nó xấu lắm. Em thề em nhập vào chỉ khoảng 50.000 một áo thôi. Nhưng hàng này là hàng công ty nha. Hàng công ty, khi mọi người nhận hàng, nhớ giúp em một điều là gì? Kiểm tra hàng, sờ chất. Em nhắc lại này, các chị nếu như không muốn bị ẩn comment và không bị kiểu như là ẩn comment thì sẽ không có đơn ấy, thì các chị nhớ thì thả tim này, thả like cái live stream này. Và nếu có sao free tặng sao cho em 3.800 rồi. Cố gắng lên, bởi vì hôm nay em live muộn cho nên là gì ạ, em sẽ tặng tiền. Còn bình thường bây giờ thì gần như nhà em không tặng tiền nữa. Cố gắng lên 4.000 người, em tặng 500.000 cho 3 người chia sẻ live stream nhất nha. Chia sẻ mạnh mẽ lên. Này nhìn giúp em này, còn không lên được 4.000 là không có tiền đâu ạ. Đẹp chưa? Áo này sẽ ghi là áo trắng cộc nhá. Áo trắng cộc 2 size SM. Mọi người nghe rõ nha. Áo trắng cộc 2 size SM. Em có, em đang mặc là size M và size S nữa. Ôi dồi, lại tụt rồi, không được rồi.
Size S thì sẽ là tầm dưới dưới 46 cân. Còn à không, không phải, thật ra là size S dưới 50 cân vẫn mặc được. Thế nhưng mà hay là thôi em chỉ bán size M thôi nhỉ? Bởi vì là em thấy mặc rộng rộng như này nó mới đẹp ấy, mặc nhỏ nó không đẹp ấy. Hay là cứ bán một size thôi nhỉ? Hay là cứ bán một size, hay là mọi người muốn mua hai size? Áo trắng cầu kèm màu kèm số, bởi vì em đang mặc ở đây nó là size M. Em không thích mặc nhỏ, em thích mặc to nên là em mặc size M này. Áo trắng cầu, trời ơi cái chất này. Nhớ kiểm tra hàng trước khi nhận nhá mọi người nhá. Quần vẩy 118.000, không đẹp thì hoàn lại hàng, bởi vì mọi người sẽ được kiểm hàng trước khi nhận. Mọi người nhìn cái form này, cả cái set này đeo thêm cái túi nữa, trời ơi, đi dạy được, đi học được, đi làm công sở được, quá lịch sự, đi lễ đi chùa các thứ, cái set này đỉnh luôn. 3.800 ok, 4.000 cho em đọc giá con này. Chắc là các chị xỉu, bởi vì hôm nay thật sự là em nhọn, hôm nay em hơi bị đen luôn. Đang gọi là gì, đang hứng khởi lên livestream nhưng mà hôm nay đen nên là bán rẻ nhá. Áo này sẽ ghi giúp em là áo trắng cầu kèm số. Thôi em bán 3.900 rồi ok. Cố gắng lên 4.000 đi mọi người ơi, cố gắng lên 4.000 đi nhá. Trời ơi không ngỡ, không nghĩ hôm nay tương tác kém như thế luôn. Kiểu em mã này là áo trắng cầu kèm số nhá, áo trắng cầu kèm số. Thôi em sẽ bán đây này cho mọi người xem size M, nếu như mà ok thì chắc là bán mỗi size M thôi cũng được cho nó đẹp, bởi vì em chỉ có 49 cân thôi, bán mỗi size M thôi nhá, không bán size S nữa. Ghi em mã này là áo trắng cầu để đỡ phải size số lằng nhằng ấy. Áo trắng cầu kèm số, nghe giá luôn giúp em nha. 89.000 cho khách chia sẻ livestream, được chưa? Ngọc lên lấy cho chị hai cái áo nhún eo một à quên, hai cái áo sơ mi xinh một trắng một nâu xuống đây. Ghi hiệu em mã này là gì ạ? Ở dưới này có ạ? À? Đây á, đây cái này là sơ mi xinh này, con này like trước bán được hơn 1.500 chiếc, 4.000 người xem ok. Giữ luật xem này cho em ít nhất 5 phút nha, chứ tụt xuống luôn là em cũng không tặng đâu, lúc nào nhà em cũng như thế. Bây giờ là 21:57, giữ mức lượt xem này hoặc tăng hơn cũng được, đến từ bây giờ 21:57 cho đến 10:22:02 phút nha thì là mới được tặng, chứ còn lên một phát mà tụt xuống luôn là em nên cũng không tặng đâu. Áo trắng cầu kèm số nhìn giúp em này, nghe giá nhá, 89.000. Em nhắc đi nhắc lại một lần nữa, nó là hàng công ty. Còn em dám khẳng định luôn, trên thị trường kể cả bán rẻ hay hơn em tầm 5.000 thôi á, em cũng khẳng định là hàng không bao giờ giống nha. Khẳng định luôn là không bao giờ giống. Áo trắng cộc kèm số 2 size M. Mọi người thích lấy size nào thì lấy, nhưng mà em thì em thích mặc size M thì tốt nhất là thôi, không cần size đâu, bởi vì là mặc size M cho nó rộng rãi. Bởi vì size S thì nó cũng kiểu như là nó cũng không chênh nhau mấy ấy. Mặc size M nó rộng rãi hơn nhiều. Đây này mọi người nhìn này. Đó, đẹp chưa? Mặc một cái set này 118.000 cộng 89.000, mọi người cộng lại của em là bao nhiêu tiền? Nhớ chia sẻ đẩy mạnh mẽ lên, 3 người chia sẻ like nhiều nhất, mỗi người à quên, 500.000 chia 3, đẹp chưa? Quần vẩy kèm size kèm số. Nói điều với mọi người mất sạch lộc này, nhìn giúp em áo này này. Áo này like trước em bán, nhân viên thống kê bán được hơn 1.500 cái áo này, sơ mi xinh này. Like trước cách đây 5 ngày, mọi người tua lại xem đây này. Em bán được hơn 1.500 áo nha. Trong khi thị trường người ta chỉ bán mấy chục nghìn. Có những hot girl thì bán 300-400 thì không tính, nhưng mà có những cái hàng đăng lên ảnh bán có khi có mấy chục nghìn. Nhưng em nói lại mọi người nhìn kỹ này, hàng em thiết kế này, đằng sau là thiết kế chi chun, không hề giống hàng trên thị trường. Thiết kế chun, thiết kế riêng, đằng trước là ly. Em nói với mọi người này, trời ơi đẹp kinh khủng. Và cái chất này là chất loại 1. Cái ảnh mẫu em up lên cho mọi người ấy, đó là ảnh mẫu thật nha. Đằng sau có chun cho nên là kể cả những chị 65-70 cân vẫn mặc được, chứ không phải là hàng ví dụ như là sau này mà ly và trước này mà ly thì form nó sẽ nhỏ hơn nha mọi người nha. Ghi hiệu em mã này là sơ mi xinh kèm số. Còn áo em đang mặc gọi là áo trắng cộc, cố gắng đẩy view lên nữa, đừng để tụt xuống nha mọi người nhá. Đúng đến 22:02 phút thì mới chắc chắn là ba người chia sẻ like nhiều nhất, mỗi người à quên, sẽ được 500.000 chia 3. Nên là chia sẻ mạnh mẽ lên cho em, ai có sao free thì chặn sao cho em, rồi em qua mẫu luôn. Qua mẫu luôn nha mọi người nhá, áo trắng cộc hết hàng, 89.000. 89.000 là trắng cộc, mọi người nhìn cái chất này. Em nói thật là quá phê luôn này, hàng công ty nhá. Hàng công ty mọi người nhìn kỹ này, đó thấy chưa? Form này thoải mái, ít nhất tốt nhất là tầm 63 cân đổ về là em bao vừa, chắc chắn thoải mái cho mọi người. Vì em sẽ lên cho mọi người cái sơ mi xinh này nhá. Mọi người vẫn hỏi sơ mi xinh này siêu nhiều. Em thề em nói đi, em mất sạch lộc rồi mà lại là gì? Là nhân viên thống kê bán được hơn 1.500 cái sơ mi xinh này. Và cái màu nâu này trên thị trường rất ít người bán. Màu trắng này thì nhiều người bán này, nhưng màu nâu như của em và đằng sau là chun như của em á, thì không có ai bán đâu nha. Sơ mi xinh kèm màu kèm số 139.000 anh nhỉ, đúng không? 139.000. Hàng giống y xì như thế này, nhìn kỹ này mọi người nha.
tang mác như thế này, thiết kế chun như thế này và chất vải và màu như thế này, ở đâu rẻ hơn em cho hoàn hàng lại. Mọi người nghe rõ nhá, em sẽ mặc màu trắng trước. Bán hơn 1.500 cái một mã sơ mi trong một live stream thì quá là khiếp khủng mọi người, em nói thật đấy. Còn cái quần này là 2.500 quần. Nay vừa nhận sơ mi xinh đẹp từ dáng đến chất. Trời ơi, đọc comment giúp em. Đọc comment giúp em. Nay vừa nhận sơ mi xinh đẹp từ dáng đến chất. Dám tự tin nói với các chị này. Trời ơi, đây. Sơ mi xinh kèm màu, kèm số điện thoại. Đây, cái này đằng sau có cúc này. Tay này là có cúc tay lỡ. Chuẩn form hàng hot girl. Chuẩn đằng sau nó là có chun nha mọi người. Đằng sau có chun để làm gì mọi người biết không? Nhìn đằng trước này, ai cũng rất là eo thon. Ok, nhìn rất là eo thon, đúng không? Nhưng, ví dụ như eo thon như thế này, nhưng mà chị nào nặng hơn em mà đằng sau này không có chun, ví dụ như chị nào 60-65 cân mà đằng sau này không có chun thì không thể mặc được cái áo này, đúng chưa? Nhưng, mọi người nhìn này, nếu mà em kéo giãn này hết cỡ phải ra đến đây và tối thiểu 67 cân đổ về mặc được, em bao vừa thoải mái nha. Đừng để tụt view một phút nữa là ok, chắc chắn được 500k rồi. Các chị ở nhìn giúp em này, sơ mi xinh trắng và sơ mi xinh nâu kèm số. Nhìn kỹ, em nói luôn, nhập hàng rẻ hơn nữa em vẫn nhập được, nhưng hàng chuẩn và xịn như thế này. Mọi người nhìn kỹ nha, màu nâu này và màu trắng này, được chưa? 139.000 cú pháp. Sơ mi xinh trắng và sơ mi xinh nâu. Em ưu tiên mặc màu trắng trước, tại vì màu trắng có ảnh mẫu mặc này. Mọi người nhìn thấy không? Sơ mi trắng này mà mặc với quần vẩy này thì thôi rồi, lượng ơi luôn, được chưa? Quần vẩy 4 size SML XL 40 cho đến bao nhiêu ạ? 40 cho đến 65 cân đổ về. Chồng em cao 1m7, nặng 65kg, mặc thoải mái size XL. Em hôm nay gần 49 cân, vẫn mặc vừa size S mọi người ơi. Test xong em lên 2 cân. Đừng để ok, 22:02 rồi nha. Chia sẻ mạnh mẽ lên nha, 1 phút nữa là ok. Chia sẻ mạnh mẽ lên. Ai có sao free tặng sao cho em rồi em qua mẫu nha. Qua mẫu nha mọi người nha. Quần 118.000, em thề với các chị. Ôi dồi ôi, sao mà căn giờ chuẩn thế. Đúng 22:02 là tụt xuống 3.900 người xem luôn. Rồi tiếp theo này, em lên tặng mọi người một cái mã quần này. Thôi tặng luôn nhá, quần này này. Em cho mọi người xem nhá. Quần này là một mã mới. Một mã mới, không phải là ngô thái đâu. Đây nhá, em bóc ra cho mọi người xem. Và đảm bảo là chưa có một ai livestream hết. Đây, nó là quần đùi thái. Mọi người nhìn kỹ này. Nó là dáng legging, nhưng mà nó là legging đùi. Em đang mặc bên trong này. Nó là legging đùi, mặc đến đây và mặc với áo phông. Đây này, mọi người nhìn kỹ nha. Đó, nó là dáng legging đùi. Đây nhá, em tặng luôn đầu livestream mỗi người 2 chiếc. Mỗi người em bán tối đa 2 chiếc và cũng tối thiểu 2 chiếc. Một chiếc bên em không bán nha mọi người nhá. Một chiếc không thể bán được. Áo đẹp chưa? Màu nâu này. Trời ơi. 3.800 rồi, tụt view rồi mọi người ơi. Chia sẻ mạnh mẽ lên nha. Nhưng livestream này bây giờ ai mới vào và muốn chơi game thì vẫn tham gia giúp em nhá. Là 3 người chia sẻ livestream nhất sẽ được 500.000 chia đều cho 3 người. Được chưa nào? Có cần em mặc màu nâu nữa không? Thôi em mặc nhanh nhá, mặc nhanh. Mặc 30 giây thôi, mặc nhanh cho các chị ngắm. Sơ mi xinh nâu và sơ mi xinh trắng kèm số. Quần đùi thái em chỉ bán từ 2 cái, một cái bên em không thể bán được. Bởi vì mọi người biết em bán giá bao nhiêu không? Không thể bán một cái được, mọi người thông cảm nha. Và em đảm bảo là chưa, ui dồi ôi, màu nâu này. Like trước mặc cái bộ này, view lên gần 8.000 người xem. Trời ơi, Tân ơi, bởi vì nó đẹp quá mà mọi người. Này nhìn giúp em này, hôm nay lẹt ta lẹt tè chỉ được 4.000 người xem thôi. Đây này, mọi người nhìn giúp em này. Đó, đẹp chưa? Đẹp chưa? Nhìn cái màu nâu này, sơ mi xinh nâu này. Cả cái Facebook không ai có màu này đâu, em khẳng định luôn. 139.000 một cái sơ mi xinh nâu và một cả 118.000 một cái quần vẩy. Em nói thật chứ cái set này mà đi làm công sở mà không mua á. Này, mọi người nhìn này, đấy, thiết kế thông minh chưa? Đằng sau có chôn, thiết kế cực kỳ thông minh. May, nói chung là 10 giờ mà may trộm vía vẫn được 4.000 người xem là em mừng lắm rồi. Đây này, mọi người nhìn giúp em này, đẹp chưa? Đó, mặc với quần vầy này, cả cái set này, chảnh không ạ? Em hỏi thật các chị chảnh không? Mặc cái set này đi làm mà đồng nghiệp hỏi mua ở đâu bao tiền đấy thì nhờ giới thiệu cho em nhá. Bảo là mua ở con Linh Zin, mọi người nhớ nhá. Rồi, qua mẫu luôn. Em tặng luôn này, không để các chị chờ lâu nữa, ok. Đây, cái quần này ghi giúp em là quần đùi thái. Quần này tí nữa em Linh sẽ mặc với gì? Mặc với áo phông. Áo phông hôm nay 4 mẫu mới. Mọi người thấy cái này quen không? Mọi người thấy cái này quen không? Cái áo này rất là quen trong cái drama gần đây đúng không? Này nhìn giúp em này. Quần đùi thái kèm số điện thoại và tặng trong livestream này cho các chị. Nghe giả luôn giúp em giải hạn chốt nha. Mỗi người tối thiểu 2 cái và tối đa 2 cái. Có nghĩa là ít hơn 2 cái
em không bán. Và tạm thời thì bây giờ em chưa có nhiều, cho nên là nhiều hơn 2 cái em cũng không bán. Thế nhưng mà ít nữa mà có nhiều thì các chị mua bạt ngàn hoa sim luôn nhá. Nghe giá luôn giúp em này, 38.000 một quần đùi thái. Em hứa với các chị là em được 5.000 một cái quần này. Hứa luôn nha, 5.000 một cái quần này. 38.000 một cái quần đùi thái này. Cho nên là mọi người mua hai cái giúp em nha, mua tối thiểu hai cái và tối đa hai cái. Nhìn này, mọi người nhìn này, ghi giúp em là quần đùi thái kèm số, hoặc là ghi combo đùi thái, tức là hai chiếc nha. Một chiếc bên em không chốt đơn. Mọi người nhìn kỹ này, ai mua ngố thái nhà em thì biết rồi, bao nhiêu ạ? 38.000 một quần. Lần đầu tiên có mã quần này luôn, cho em là người tranh thủ đẩy lên 5.000, người xem em tặng thêm 500.000 nữa luôn cho nó rực rỡ cuộc đời xem nào. Rồi qua mẫu luôn nhá. Em sẽ qua mẫu luôn anh ơi, vào xử lý đi anh ơi. Đừng ấy. Này. Bây giờ em sẽ lên cái mã. Bây giờ sẽ lên cái mã nào đây nhỉ? Mã này là mã nào nhỉ? Thôi lên mã này đi, đẹp không? Cái này cũng xinh, bây giờ chưa biết lên mã nào, nhiều mã quá nhỉ. Lên cái nào nhỉ? Hay là bây giờ lên nào 08? Hay là bây giờ lên nào phong? À thôi lên con này đẹp này. Nó nhiều mã quá không biết lên cái gì luôn thật. À hay lên cái này đi. Đây ok. Lên mã này đi mọi người ơi. Cái này đẹp này. Cái này em có đủ 5 màu luôn, rất là đẹp này. Xinh không? Chất của nó là chất nhung, chất của nó là chất nhung. Trời ơi, đẹp chưa? Em sẽ mặc cái màu, màu này là màu gì? Màu này sẽ tính là màu cam này, màu này là màu bò này, màu trắng này, màu đỏ, và màu này sẽ ghi cho em là màu màu nâu đi, màu nâu nhá. Nâu đỏ trắng bò cam, nâu đỏ trắng bò cam. Trời ơi, bây giờ em không biết phải lên cái gì luôn ấy. Lên cái gì mọi người? Nhiều mã quá. Không biết lên cái gì luôn. Combo đùi thái. Combo đùi thái nha. 38.000 một quần, đảm bảo chưa có một ai bán luôn. 38.000 một quần. Em bán tối thiểu 2 quần nha. Một quần bên em không bán. Được chưa nào? Lên nào phong đi, ok, hay là lên nào phong trước đi nhỉ? Hay là lên tí phong đi nhỉ? Lên cái gì? Sammy xinh nâu à, ok. Áo phong nhá. Áo phong đi, ok. Thế đây là hôm trước đi nhá. Bây giờ em đang phân phân gì luôn nhá. Nào con trật tự nhá. Thôi lên nào phông đi đã. Đây. Em lên cho mọi người cái mã phông này. Trời ơi, ta nói nó xịn mà nó đẹp. Sao sang phòng bên kia đi. Tụt view rồi các chế ơi, chia sẻ like cho em nào, đẹp chưa? Ôi giời ơi, này. Đẹp chưa? Phông mới này. Phông mới nha, kiểu như là bị nhiều mã quá xong là bị lúng túng á mọi người. Em tô đi sang bên kia đi trước khi mẹ đánh nha. Mẹ không nói nhiều đâu. Lên sơ mi hồng đi Linh ơi, quần chị mang là sao? Quần em đang mặc gọi là quần vẩy nhá, quần vẩy kèm size hoặc kèm cân nặng nhân viên chút size, phông gấu à. Phông này gọi là phông phông báo này, phông chó này, phông gấu này. Ừ, nhiều phông quá. Hay lên phông trước đi. Ok. Chia sẻ like giúp em nhá, combo đùi thái. Ok. Rồi, để em hay là em mặc cái áo này với cái quần này cũng được, cái áo này đẹp này. Áo này đẹp lên luôn nhá. Đây áo phông này nhá. Áo em đang mặc bao nhiêu? Áo em đang mặc có mã là sơ mi sinh nâu 139.000. Một livestream vừa live trước em bán được hơn 1.500 áo này đấy. Mà đến hôm nay mặc vẫn cứ hot và vẫn cứ đẹp. Đây nhá. Áo dây tam em đang mặc đây này. Áo dây tam này chốt trong live cho các chị là bao nhiêu ạ? 30 áo dây em đang mặc ở đây 39.000 một áo. Áo dây gọi là dây bốn. Bây giờ em sẽ mặc áo này. Ok chưa? Chia sẻ like mạnh mẽ rực rỡ cho em nào. Quần vẩy 118.000. Bán 2.500 con rồi. Trời ơi, dã mà. Đây, áo này em sẽ đóng thùng với quần này cho các chế xem. Đẹp cực. Đừng ghi là áo sơ mi nâu em mặc, mà cái áo nâu em vừa mặc có mã là. Bố bế nó ra đi, nó đang đùa đấy. Bố bế hẳn ra, đi đi. Sơ mi xinh với quần vẩy mà bán đúng dịp Tết chắc bùng nổ luôn Linh ơi. Ừ, nhưng mà lúc đấy chưa có hàng ấy. Lúc đấy chưa có hàng ấy thì khổ lắm. Này đẹp chưa? Xuất sắc. Ui giời ơi. Này mọi người ơi. Này. Ui giời ơi. Xuất sắc. Này. Áo này. Ui giời ơi. Áo này đáng lẽ phải mặc đầu livestream mới đúng. Áo này phải mặc đầu livestream, mặc với cái quần vẩy này mọi người đừng nhầm nhá. Áo phông mặc với quần vẩy cực kỳ chất và đẹp, chứ không phải là quần vẩy thì phải mặc với sơ mi nhá. Và áo phông này mọi người thấy ai livestream chưa ạ? Đẹp kinh khủng khiếp, mọi người nhìn này. Em mặc cái quần vẩy xong em đi sục thể thao như thế này, được chưa nào? Xong em mặc một cái áo phông em đóng thùng vào như thế này. Trời ơi, thật sự là rất là trẻ. Em khẳng định luôn là rất là trẻ. 31, 32 tuổi rồi. 32, 32 tuổi mặc cái set này cho em, được chưa? Cú pháp áo này gọi là gì nào? Cái này gọi là gì anh ơi? Đây. Đâu rồi nhỉ? Áo đâu rồi? Sao mà được mỗi một màu vậy? À, sao được
màu nhỉ, một màu nữa đâu nhỉ, màu màu đen đâu nhỉ? Anh lấy cho em nhanh cái này màu đen này. Không biết ở đâu hay là tìm trong đống này cho em cái. Áo này cú pháp là gì nào? Phong gọi là phong gì nhỉ? Phong GC nhá, GC kèm màu nhá. Phong GC kèm màu, em nói thật lòng luôn, set này em 32 tuổi à 31 tuổi chứ nhỉ? 31 tuổi này mặc cái set này rất là sang chảnh luôn. Tức là áo phong nhá. Khi mọi người mặc với quần bò, quần xốp bò hay là quần bò nhìn nó sẽ trẻ trung. Nhưng khi mọi người mặc với quần vải như này, nó vẫn trẻ trung nhưng pha thêm cái sự kiểu như là sang chảnh trong cái set đồ. Thật sự luôn, mọi người nhìn này. Đó. Phong GC kèm màu kèm số, tôi lấy luôn cái này được. Phong GC em có màu trắng và phong GC em có màu đen. Trời ơi dính cái gì đây? Phong GC kèm màu kèm số giúp em nhá, được chưa nào? Đây. Phong GC kèm màu kèm số, mọi người nghe giá nha. Bao nhiêu ạ? 97.000 đồng. Ở đâu rẻ hơn em cho hoàn hàng lại. Chất cốt tông 100%. Cái này em khuyên chân thành mọi người nên mua đôi, mặc đôi với chồng với người yêu. Và khi hàng đến gọi cả chồng với người hoặc người yêu ra kiểm hàng cùng. Nếu như sờ chất ưng thì lúc đấy mới trả tiền. Còn không ưng thì auto hoàn hàng lại cho bên shop. Mọi người nhớ giúp em mua hàng shop em, kiểm tra hàng rồi mới trả tiền. Phong GC kèm màu kèm số, chất cốt tông 100%. Nói chung là nếu như là mùa hè khi mọi người sờ vào cái chất này ấy, mọi người sẽ cảm thấy là nó mát, nó vô cùng mát luôn, em nói thật. Cái áo này là mọi người không làm một đôi, 30 tháng 4 sắp tới rồi. Hôm nay đã là nửa tháng 2, cuối tháng 2 rồi. Mọi người vào cái set này nhá. Mặc cái quần vải này, quần vẩy này, xong mặc với cái áo phông này, rồi đi một cái sục thể thao hay giày thể thao và đeo một cái túi nữa. Tức là nó vẫn có cái sự trẻ trung của áo phông, nhưng cái quần vẩy nó sẽ làm mọi người sang chảnh cho cái set đồ hơn. Được chưa nào? 97.000 đồng cú pháp. Phong GC kèm màu kèm số, em có phong GC đen và em có phong GC trắng. Mọi người nhớ thả tim, thả like để không bị ẩn comment nhé. Bởi vì nếu bị ẩn comment thì mình sẽ không có đơn đâu. 97.000, nhớ giúp con Linh là gì? Kiểm tra hàng. Nếu như mua đôi với người yêu, gọi cả người yêu ra kiểm hàng cùng, sờ chất cùng. Hoặc kể cả mang về nhà rồi mà chồng hay người yêu các chị che chất xấu, em cho các chị hoàn hàng lại. Được chưa nào? Chất cốt tông 100%. Phong GC, mọi người nhìn cái hình in cho em này, nó là đẳng cấp luôn đây này. Không có một cái loang, có nghĩa là cái hình in nét này nét luôn. Thôi em qua mẫu nhá, hết hàng. Cái này mỗi màu có 50 chiếc thôi. Em qua mẫu luôn nha mọi người ơi. Phong GC kèm màu kèm số và mọi người, để mọi người hình dung nha nhá. Từ đầu livestream đến bây giờ em Linh phối cái gì nào? Mọi người ơi đừng để tụt view ạ. 3 người chia sẻ like nhiều nhất sẽ được tặng 500.000 đồng chia đều cho 3 người. Nên là kể cả ai mới vào thì nếu không mua hàng thì vẫn chia sẻ like để được tặng quà nhá. Mọi người nhìn kỹ này. Đầu livestream em mặc áo này với quần này, rất là hợp đúng không? Sau đấy em mặc sơ mi với quần này đi work, auto hợp đúng không? Và bây giờ em mặc áo phông với quần này, vẫn cứ là hợp đúng không? Thế có nghĩa là gì ạ? Cái quần này mặc với cái gì cũng hợp, cái quần này mặc với áo gì cũng hợp. Đó. Thế nên là quần này 118.000. Cú pháp quần vẩy kèm size, nếu không biết mặc size gì để lại cân nặng. Ví dụ quần vẩy 65 cân, quần vẩy 56 cân, quần vẩy 45 cân và kèm số. Auto điều kiện bắt buộc phải có, đó là số điện thoại. Và cái quan trọng là gì? Kiểm tra hàng rồi mới xuống tiền giả cho bưu tá. Mọi người nhớ cái đấy là được, được chưa nào? Rồi em qua mũ luôn nhá. Đây một mã phông tiếp theo. Đây. Một mã phông tiếp theo. Lên áo phông hay là mọi người lên sơ mi nhỉ? Hay là lên phông xen kẽ đi nhỉ? Phông GC kèm màu kèm số. Thật sự luôn là nó đẹp quá. Thôi em cởi ra nhá. Đây bây giờ nhá. Bây giờ em bảo mọi người này, bây giờ em sẽ cởi ra cho mọi người, cởi cái quần vẩy này ra để cho mọi người nhìn cái quần đùi thái nó sẽ như thế nào. Bởi vì lúc nãy mọi người chưa biết là mặc lên như thế nào. Đây, quần đùi thái nó như này này. Đó nha. Quần đùi thái nó sẽ như thế này. Đây. Còn quần ngố thái thì nó sẽ dài đến đây. Quần đùi thái nó sẽ đến đây, nó như này này. Đó mọi người nhá. Quần đùi thái là cái quần mới về này này. 38.000 một quần. Và em bán tối thiểu từ 2 quần nha mọi người nha. Quần vẩy đây này, cho mọi người xem size không mọi người, bảo em nói điêu. Đây. Em mặc size S đây, mọi người thấy không? Em mặc size S mọi người thấy không? Em mặc size S nha. 49 cân mặc size S và có size XL cho đến tận 65 cân cơ. Chồng em còn mặc vừa. Được chưa? Lên cho mọi người mã tiếp theo. Em thấy cái váy này đẹp này. Thật sự luôn là cái váy này đẹp. Có thể hơi hỗn độn một tí nhưng mà mọi người thấy cái váy này đẹp không? Trời ơi xuất sắc nhở. Đẹp không? Váy đẹp không? Cho lên cái váy này xen kẽ nhá. Lên cái váy này xong tiếp tục lên sơ mi. Bởi vì là tầm 20 mã sơ mi mới ấy. Sơ mi bò này, sơ mi rách rắc về thêm này, sơ mi bèo mới này, sơ mi tầng mới này, sơ mi trơn mới này, sơ mi cổ nhọn mới này, sơ mi cúc bọc này, rồi sơ mi xinh này, rồi sơ mi caro này. Ôi trời ơi, nói chung là em lú luôn rồi. Thôi cho em lên váy một tí thay đổi không khí nhá. Đây,
quần đùi thái đây này, anh lên trên kia lấy cho em 5 cái quần ngủ thái xuống đây em làm mẫu. Đây này, quần đùi thái đây nhá. Đây ví dụ như mọi người mặc cái áo này thành cái dấu quần như này này, được chưa nào? Hoặc là kiểu mặc bên trong chân váy, những cái khi mà mình mặc cái chân váy ngắn mà mình cảm thấy không tự tin ấy nha. Quần đùi thái sẽ là 38.000 một quần đùi thái. Và áo gì đấy ạ? Áo dây 4 này sẽ là 39.000 một áo nhá. 30 thôi cũng 38.000 luôn đi, cũng 38.000 luôn đi nha. Để em lên trong một cái váy này. Đảm bảo là chưa có ai bán hết. Nói chung là mua ấy. Ví dụ nha, bây giờ mọi người cứ hình dung nhá. Ví dụ như là tháng 8 dương lịch, tháng 9 dương lịch là bọn em đã bán hàng mùa đông rồi đúng không? Nhưng mà lúc đấy thì thật lòng là đang nóng chảy mỡ ra. Thế còn bây giờ thì trời vẫn đang rất là rét. Thế nhưng mà phải bán hàng này thì đến tầm tháng 4 là đến mùa du lịch rồi, thì mọi người lúc đấy sẽ có hàng để diện. Chứ bởi vì có thể thời điểm đấy thì mình chuẩn bị đi chơi hay như nào đó, nhưng mà có khi là nó sẽ không có những cái sản phẩm mà mình ưng ý nữa. Cho nên là mình mua từ bây giờ. Thứ nhất, hàng đầu mùa lúc nào cũng đẹp, may kỹ. Thứ hai là gì ạ? Mua sớm, mua trước thì là gì ạ? Đến lúc không bị đậm, kiểu như là cuối tuần này mình đi chơi, lúc này mình mới đi tìm mình có những khi là không ưng lắm nhưng mà vẫn phải mua, kiểu thế đó. Và em đang mặc đẹp chưa? Này, xuất sắc nha. Em cao 1m6 mà mặc đến tận bắp chân, mặc đến tận bắp chân nhá. Nói chung là form nó rất là dài. Chất ở bên dưới này nó là chất thô lụa, ở bên trên nó là chất cốt tông. 75 cân vẫn vừa cái váy này. Trời ơi, xinh vai trưởng luôn này. Đây này mọi người này. Nói chung là tầm này á, váy không có nhiều, nhưng mà cái nào mà em đã nhập thì có nghĩa là em rất là ưng, chứ em không có nhập linh tinh liên thiên đâu. Cú pháp cho em váy này mình sẽ gọi giúp em là V bao nhiêu nhỉ? Mình sẽ ghi giúp em mã này là V3 đi. V3 kèm màu kèm số. V3, không có màu, chỉ có một màu như em đang mặc thôi. V3 kèm số, mọi người nghe giá luôn nhá. Nhìn kỹ này, phần tay này là pha thô lụa này, bên dưới này là pha thô lụa đuôi cá này, bên trên này là cốt tông 100%. V3 kèm số, một màu duy nhất như em đang mặc. Có giá là bao nhiêu ạ? Dạ phông GC vừa xong là 98.000 hay là 97.000 ấy chị ạ. Em không nhớ lắm, nhưng mà áo đây đẹp, em thấy là rất là đẹp. Hàng năm nay càng ngày càng đắt, áo phông lên giá từng ngày luôn ấy. Ghi em mã này là V3 kèm số 159.000. Ở đâu rẻ hơn em link cho Hoàn Hàng lại. Mọi người nhớ phải chia sẻ livestream giúp em nha. Ghi em mã này là V3 kèm số, một màu duy nhất đây này. Bà nào mà kể cả bầu bí hay là không bầu bí như em mặc vẫn ok. Bầu bí mà đến mùa du lịch thì thôi, mặc con váy này thì thôi rồi, lượm ơi luôn. Dạ chị ơi, áo thun nhà em nó là chất cốt tông 100%. Mọi người nhớ kiểm tra hàng trước khi nhận nhá. Cốt tông 100%. V3 kèm số, nhớ để lại số điện thoại nhá. Nhớ để lại số. Em ơi, sao view tụt như tụt quần ấy nhở, làm sao ấy. Đúng rồi, em có cái phong này đẹp này. Em bảo đây, hot girl mặc đây này. Hàng hot girl mặc đây này, đẹp chưa? Đẹp chưa? Đẹp chưa? Đẹp chưa? Đẹp chưa? Nhiều áo sơ mi lắm. Nhưng mà thôi, tầm này em sẽ bán mỗi thứ một ít thôi, chứ bán tập trung vào một mã sản phẩm nhiều quá đến lúc không có hàng giả khách ấy. Đẹp chưa? Phong gấu này. Hot girl mặc đây chứ còn ai nữa mà không. Ý là ảnh hot girl mặc nha. Hàng chuẩn, đẹp chưa? Đấy, ba màu nha em. Vừa nhận quần vải hôm nay mặc vừa. Cái gì đây? Chị comment lại cho em với. Comment lại cho em với, em chưa kịp đọc. Comment khen. Comment lại cho em với. Vừa nhận quần vải hôm nay. Anh Khánh ơi, vừa nhận quần vải hôm nay nhưng mà comment đi, comment like đi, em chưa kịp đọc. Mọi người chia sẻ live stream cho em nhá. Tụt view nhanh quá. Này, đẹp chưa? Không. Áo thun màu gì? Áo thun này là chất cốt tông. Áo thun này là chất cốt tông. Chia sẻ like đi anh ơi, sao view tụt nhanh dễ sợ luôn. Đoàn đùi thái, áo vông GC, ok tình yêu. Em sẽ không đọc chốt đơn đâu, không đọc chốt đơn ai cả nha mọi người. Em vừa đọc cái comment khen quần vẩy mà em chưa kịp đọc thì đã trôi mất rồi. Comment lại hộ em nhá. Cho em sướng. Quần đùi nhung phồng Q2 còn không? Dạ không chị ơi, hàng trước Tết thì nhà em đã hết hàng rồi ấy nha. Len sơ mi kẻ tối màu đi. Ok, chờ em một chút xíu. Chờ em tí nhá. Chờ em một chút xíu. Đây nhá mọi người nhìn này, nó khác nhau đây này. Đây là quần ngột đùi thái này. Còn đây là quần, ui dồi ôi, đây là quần ngố thái nhá. Ngố thái sẽ là 41.000 một quần, còn đùi thái sẽ là 38.000 một quần. Và em đi đơn từ hai quần nhá mọi người. Áo con chó bao nhiêu? Đấy, áo con chó đấy thì đẹp đấy, nhưng mà nó có ít quần nên là em đang để dành. Chờ một tí. Quần vẩy mặc siêu đẹp. Em cảm ơn chị Nguyễn Hồng đấy, mọi người đọc comment đi. Quần vẩy mặc siêu đẹp. Trời ơi. Này, mọi người nhìn này. Đó, em đang mặc quần này là quần gì ạ? Đùi thái đây nha. Và em đang mặc với áo phông gấu. Đây, phông cái này sẽ gọi là phông hôm nào gọi là phông gì rồi nhỉ? Không, không phải phông gấu nha.
phông này hôm nọ đã là phông gấu rồi. Hôm nay sẽ gọi giúp em mã này là phông gì đây, là từ từ nhá mọi người, từ từ để em nghĩ đã, không phải đến lúc loạn hết lên đấy. Gọi là phông gì ta? Đây, ba màu chuẩn ảnh mẫu này, chuẩn hàng hot girl này, kiểm tra hàng này, sợ chất này, rồi mới trả tiền. Nhớ nhá, cái này mình sẽ gọi giúp em là phông, mình sẽ gọi giúp em là phông gì nhỉ? Thôi mình sẽ gọi giúp em là, mình sẽ gọi giúp em là A mấy đi nhỉ? A5 đi, thôi A5 đi chứ không gọi là phông gấu nhá. Bởi vì cái live trước là em đã có một mã phông gấu khác rồi, để tránh trường hợp bị gọi là bị ấy nhá. Ghi giúp em mã này là A5 nâu. Màu em đang mặc gọi cho em là A5 trắng, à cái này là A5 sữa. Và màu em đang mặc gọi cho em là A5 đen. A5 kèm màu, kèm số. A5 kèm màu, kèm số. Đây, bây giờ em sẽ mặc cho mọi người với cái quần tắc ta này chẳng hạn đi. Ô anh lên lấy cho em một cái tắc ta đen đi. Đây này, em sẽ mặc với mọi người cái quần tắc ta này. Quần tắc ta này em chốt trong like cho mọi người là bao nhiêu ạ? 85.000 một quần tắc ta. Bao giá thị trường. Da sục này là sục nở, em có bán nhá. Mọi người có thể đóng thùng như thế này này. Mọi người có thể đóng thùng như này, rất là xinh này. Đó, quần tắc ta mặc mèo gấu này. Hoặc mọi người bỏ ra như này. Ở đây không có đâu, chắc là ấy rồi. A5 kèm màu kèm số. Áo thun trơn đầu tiên mã gì? À, áo thun trơn đầu tiên là em gọi nó là A1. Cái mà em mặc đầu live stream ấy đúng không? Cái em mặc đầu live stream em gọi nó là A1. Đây này, mọi người mặc này cho em dấu quần này. A5 kèm màu kèm số. Sơ mi xinh nâu, em vẫn đang trên đường về liên tục chị ơi, về liên tục nha. Thật sự là em chưa bao giờ, tức là chưa bao giờ đạt được cái cảnh giới mà trong một live stream mà có thể bán được một mã sơ mi hơn 1.500 chiếc. Tức là nếu như ở bán dồn nhiều live stream như áo sơ mi chun các thứ thì thoải mái 1.500. Nhưng mà bán trong một live stream thì đấy là lần đầu tiên trong cuộc đời em đạt đến cái mức như thế luôn. Cái sơ mi xinh ấy. Yêu em mã này là A5 nâu. Màu em đang mặc là A5 đen. Và màu này cho em là A5 sữa. Nghe giá luôn giúp em nhé. 97.000 đồng. Bao giá toàn Facebook. Ở đâu rẻ hơn em cho hoàn hàng lại. Được chưa? Hàng phải giống như thế này. Form phải to và dài như thế này. Hình in phải chuẩn như thế này. Và chất phải là chất cốt tông, chứ không phải là chất pha ni lông, mọi người nghe rõ. Cho nên là nhiều khi em quảng cáo, mọi người sẽ bảo là làm sao mà biết có đúng như mày quảng cáo hay không, làm sao mà biết là nhận hàng có đúng như mày mặc trên live stream như hay không. Bởi vì những người mua hàng lần đầu tiên, thế em mới nói là kiểm tra hàng rồi mới trả tiền nha. Sờ chất rồi mới trả tiền. Đây quần tắc ta đây. Quần tắc ta của em có 3 màu nâu sữa đen, 2 size M, 40-65 cân đổ về mặc được. Quần này em bán đầu vạn rồi, không phải đầu nghìn đâu, bán nhiều lắm rồi. Bán năm nay qua năm khác rồi các bác ơi, được chưa? Cú pháp cho em mã này là gì nào? A5 kèm màu kèm số đây này, có ảnh hot girl mặc mà. Cho nên là mọi người gì ạ? Mọi người thấy em bán rẻ quá, mọi người bị lăn tăn, mọi người kiểm hàng nhá, ưng thì hãng lấy. Được chưa nào? A5 kèm màu kèm số 97.000. 97.000 một áo, nói thật là nhà em lãi ít kinh khủng. Lại thật sự là nói ra mọi người sẽ không tin, không bao giờ tin. Nói chung là không bao giờ tin. Bởi vì mọi người lúc nào cũng nghĩ, nhưng mà mọi người nghe giá mọi người sẽ biết nha. Ai nhận được quần vẩy cho em xin một câu phản hồi nha. Quần vẩy nhà em nãy giờ nhiều người khen lắm rồi ấy. Này đẹp chưa, màu nâu này. Màu nâu mặc lên siêu trắng luôn, được chưa nào. Nếu như mà mình không mặc quần tắc ta thì mình mặc quần đùi thái thôi. Đây này, quần đùi thái em đang mặc đây này. Đó, quần đùi thái hôm nay mới có luôn, lần đầu tiên có luôn đây này. Bao nhiêu ạ? 38.000 một quần. Đây, lần đầu tiên có, cái này là quần đùi thái. Còn cái này là quần ngố thái. Ngố thái nếu mặc thì nó sẽ đến đây, trên đầu gối. Còn đùi thái là nó hẳn là cái quần đùi như này luôn nha. Nó chênh nhau 3.000 một chiếc. Lên sơ mi hồng đi chị, ok. Tắc ta em đang mặc là màu sữa chế ơi. Nhìn lại kỹ giúp em này, đây. Màu này em tính là màu nâu này. Màu này em tính là màu nâu này. Màu em đang mặc là màu sữa nha. Bên ngoài nó là màu sữa, kiểu như là chính xác nó như kiểu màu mỡ gà ấy. Thật sự thích quần vẩy á. Trời ơi, sao lại thấp không mặc được. Em cam kết với chị 1m50 mặc vẫn đẹp nha. Hàng đến chị bóc ra chị ướm lên người đi. Không đẹp em cho chị hoàn hàng lại. Em cam kết luôn là 1m50 mặc quần gì ạ? Mặc quần vẩy vẫn auto đẹp. Được chưa nào? Thôi em qua mẫu A5 nha. A5 nâu này, A5 đen này và A5 sữa. Quần vẩy mặc đẹp mắt lạnh lắm em. Em cảm ơn chị yêu nhá. Quần vẩy mặc đẹp mắt lạnh lắm em. Thật sự luôn là cũng chưa bao giờ trong cuộc đời mà bán một mã sản phẩm gì trong một live stream mà cán đến mốc 2.500 chiếc trong một live stream. Tức là cái gì cũng là lần đầu tiên luôn ý. Lần đầu tiên em thề luôn. A5 sữa, A5 nâu và A5 đen. Rồi qua mẫu luôn. Tiếp theo, lên cho một người mã này này. Mã này không tranh nhau, không phải khách em. Thề luôn. U là trời ơi. U là trời ơi mọi người ơi. Đẹp không?
đẹp không? Chỉ có hai màu như ảnh mẫu thôi. Lên luôn nhá, lên luôn sơ mi. Sau cái áo phông này thì em Linh sẽ lên sơ mi. Còn để dành một mã phông này nữa thì tí nữa mình sẽ lên sơ mi xong mình sẽ quay lại nhá. Quần vẩy đấy của em gọi là cái chất gì nhỉ? Không biết. Cái chất mà người ta dùng để may quần Âu, quần Tây, các thứ ấy. Mà bây giờ hỏi em chất gì, nói thật là em không biết. Mà bây giờ kể cả em nghĩ quần vẩy mặc vào ôm người nhìn dáng ngon, mua về phải mặc luôn. Trời ơi, em cảm ơn tình yêu nhá. Like trước, ai chưa được chốt đặt lại luôn mọi người nhá. Like trước, ai chưa được chốt đơn đặt lại luôn và ngay ở livestream này. Bởi vì nhà em sẽ không quay lại, tức là hôm nọ rồi đã chốt hết rồi nhưng mà rất nhiều khách không nghe điện thoại. Thật sự luôn, và vẫn cũng phải xin lỗi mọi người là nhà em chốt lâu quá. Nặng 4 ngày mới chốt xong. Thì em hỏi đến những cái người mà được chốt vào ngày thứ tư thì nói thật là mọi người chờ cũng mòn mỏi quá rồi đúng không? Thật sự là mọi người xin lỗi mọi người, nhưng mà thật sự là đầu năm em bị động và cũng không hình dung được là livestream đầu tiên trộm vía nó đắt hàng đến như thế. Đây nhá, cái áo em đang mặc gọi là áo dây bún, 38.000 một áo. Áo dây bún mọi người nhìn này, form của em bán nó là form dài nhá. Dài như này chứ không phải ngắn. Thứ hai nữa là nó siêu co giãn luôn. Nói chung là em không tiện kéo, nhưng mà em cam kết 70 cân vẫn vừa cái áo dây bún này nhá. Dây bún kèm số 38.000 một áo. Đây, đẹp chưa? Áo này không tranh nhau hơi phí. Áo này không tranh nhau hơi phí. Em thề luôn này, mọi người nhìn em mặc con áo chó này xinh chưa? Cute chưa? Chỉ có hai màu như ảnh mẫu mặc thôi. Này, xuất sắc. Cú pháp. Áo chó nhở, trước có áo chó đúng không? Áo chó nâu và áo chó trắng. Mọi người nhìn cái hình in nhá. Và nhớ kiểm hàng nhá. Kiểm hàng nhá, không phải cứ bảo là lên livestream cứ khen. Này, mọi người nhìn cái hình in này. Đó, thấy không? Hai màu, chó gì nào? Áo này đắt, áo này em nhập vào đắt hơn mấy cái áo lúc nãy. Bởi vì áo này hình in nó to. Hình in nó siêu to luôn, mọi người thấy không? Hình in nó tràn từ đây đến đây. Thì nó sẽ đắt hơn những... đắt hơn hai cái áo mà lúc nãy em mặc qua rồi ấy, được chưa nào? Cú pháp. Trời ơi, áo chó này có vẻ chó Snoopy không mọi người, đúng không? Chó này là chó Snoopy đúng không này, đẹp chưa? Áo chó trắng và áo chó nâu, hàng hot, hàng tuyển, hàng ít người có nha. Nghe giá luôn nha. 99.000, áo này em nhập vào đắt hơn nha, nhập vào đắt hơn 7.000 một cái đấy. 99.000, áo chó kèm màu kèm số 99.000, nhớ kiểm hàng. Em chỉ nói với mọi người đơn giản thì thôi. Quảng cáo nhiều như thế nào nhưng mà đến lúc mọi người nhận hàng, mọi người thất vọng thì cũng không để làm gì cả nha. 99.000 một chiếc áo chó trắng và áo chó nâu. 99k, ok chưa nào? Chốt nhanh giúp em lên. Con này em chỉ có mỗi màu 60 chiếc thôi. Mỗi màu 60 chiếc thôi nha. Bây giờ em sẽ mặc sang màu trắng luôn, bởi vì màu này chắc chắn là cháy hàng rồi. Cái này mặc đôi cũng đẹp, nhưng mà những cái đôi mà ví dụ nhá, đôi nào mà người yêu hay là chồng mà có đứng tuổi rồi ấy, thì mình sẽ lấy những cái mã GC hoặc là BB này chẳng hạn này. Còn đôi nào ví dụ như đang sinh viên, học sinh mà yêu nhau á, thì lấy những cái đôi như này rất là cute. Cho bạn nam mặc màu trắng và mình mặc màu này. Những cái bạn mà ví dụ như mới 18, 20 tuổi, 22 tuổi đang đi học ấy. Trời ơi, quần vẩy em vừa nhận hôm nay mặc thử vào cái gì đấy, đẹp cái gì đấy, chưa kịp đọc, từ nãy giờ phải mười mấy cái phản hồi quần vẩy rồi đấy. Như cái like trước em nói với mọi người là mọi người sẽ phải chờ lâu một tí, bởi vì là cái đơn quần vẩy nó bị gọi là gì, nó bị quá tải, tức là nó bị nhiều quá, 2.500 cái mà, đẹp chưa? Trời ơi, đẹp chưa, màu trắng này. Sơ mi áo quen gọi là gì nhỉ? Phông chó trắng và phông chó nâu mọi người nhá. Nhớ này, hàng nhà em là form giấu quần. Form giấu quần em bảo mọi người, ví dụ như em cao 1m6 đúng không? Mà em mặc như này, quá cả cái quần ở đằng trong. Còn ví dụ như hàng ngắn hơn như thế này, hay là hình in nhỏ hơn, hay là chất pha ni lông, thì chắc chắn hàng nhái lại thì nó sẽ rẻ hơn. Nhưng mọi người nhìn kỹ đi, 99.000 thì không bao giờ, em nói luôn này, không bao giờ mọi người mua được giống y xí này mà ở chỗ khác. Thật sự luôn, nó chỉ có hàng loại khác thì mới rẻ được hơn hoặc bằng tiền thôi. Em dám cam kết là như thế luôn. Áo chó nâu cứ nhìn kỹ hàng, nhìn tag mark của em này, nhìn hàng này, nhìn màu này, nhìn chất này. Áo chó nâu và áo chó trắng form này 99k rồi em lên qua mẫu luôn. Bây em bắt đầu lên sơ mi nhá, rất là nhiều sơ mi luôn ấy. Mọi người chia sẻ like cho em nhá. Những ai mới vào không mua hàng mà muốn được tặng tiền thì mọi người chia sẻ livestream này. Ai có sao free tặng sao cho em. Còn nếu như không có thì mình diện nhớ thả tim thả like để mình không bị ẩn comment. Bởi vì khi bị ẩn comment thì nó sẽ không có đơn, và không có đơn thì sẽ không được chốt đơn ấy nha mọi người nha. Ghi hiểu em mã này là áo chó kèm màu kèm số. Còn quần vẩy không, dạ em sẽ về tiếp chị ơi. Em đang trên đường về tiếp.
2.000 con nữa. Nói chung là quần này em không biết là phải bán, chưa biết bán đến lúc nào luôn. Đây này, size nó ở mặt trong này, size nó ở mặt trong này, size trực đứng trực tiếp ở mặt trong này và size ở mặt ngoài này nhá. Như em đây này, cái quần em mặc đây là em mặc size S, em mặc size bé nhất. Phong chó kèm màu kèm số, sơ mi hồng đi em ơi, sơ mi xinh đi em ơi. Ok, từ từ vậy em sẽ lên cái sơ mi hồng này đi nhá. Có vẻ mọi người hỏi cái sơ mi này khá là nhiều này. Em thấy có vẻ mọi người thích cái sơ mi này nhở. Đây là thiết kế của nó, nói chung là xinh. Cái cổ của nó hơi kiểu nhọn nhưng mà nó lại bo tròn. Xong là tay thì nó như này. Nói chung cái này ảnh mẫu mặc thì công nhận là nhìn phê thật. Mẫu mặc siêu đẹp luôn. Nhưng mà em mặc không biết ra gì không? Từ từ nhá, để em mặc cho. Sơ mi này sẽ gọi là sơ mi từ từ. Nhiều mã quá, từ từ nhá. Để em mặc xong rồi là em sẽ nghĩ mã nhá. Nhưng mà mọi người gì ạ? Mọi người chốt cái mã em đang mặc gọi là áo chó nhá. Lên sơ mi kẻ đỏ đi em. Kẻ đỏ á, cái này á chị, hay là dưới này nhỉ? Dưới này cái này cái kẻ đỏ mà cái like trước em mặc thì là hết rồi. Trời ơi rẻ quá đúng không? Mọi người cứ hoàn toàn tang bạn bè vào xong bảo rẻ lắm các thứ sướng. Quần vẩy combo ngủ thái phong chó nâu ok. À quên, em quên rồi. Quên mất một cái mã này rất là hot, quên chưa lên. Nhớ chia sẻ like cho em nhá, đừng để tụt view, mới có 10 rưỡi thôi à. Mọi người ơi, mới có 10 rưỡi thôi, hôm nay em like muộn. Mới like được có 40 phút rồi đấy, khổ lắm. Đẹp chưa? Ừ cái này xinh nhỉ. Từ nãy giờ toàn comment lên sơ mi hồng đi. Chắc em nghĩ là do mọi người nhìn cái ảnh mẫu mặc mọi người thấy thích đúng không? Nhưng mà công nhận mẫu mặc đẹp thật. Chó nâu, quần vẩy, sơ mi caro, đùi thái, ok cháy luôn. Đùi thái là 38.000, ngô thái là... Đùi thái là 38.000, ngô thái là 41.000. Mùa hè có bộ như mùa đông nhưng chất khác không á? Mùa hè lại bộ như mùa đông á, là như nào? Này, đẹp chưa? Đó, ui dồi, cái này mà mặc với... Thôi, cái này mặc với quần tắc ta này cũng được luôn nhá. Em mặc với quần tắc ta này luôn hay là em mặc... À, quên, mặc CV8. Anh ơi, CV8, Ngọc mang xuống cho em chưa? Đâu? CV8 đây. Trời ơi, đây. CV8, mọi người ơi, mặc với CV8, ok luôn. Chờ em một tí. Quần tắc ta của em là 85.000 thôi. 85.000 thôi, đây này. CV8 thần thánh này. Đấy, mặc với CV8, ui xôi, nhức nách, áo này hai màu. Nhưng mà mọi người ơi, cái màu hồng thật sự rất là đẹp, hay thôi. Mặc với quần vẩy trước đi, xong rồi tí nữa màu trắng mình sẽ mặc với cái này. Tại vì màu hồng mà phối với màu nâu em cảm giác nó không được ổn lắm. Hoặc là em sẽ mặc với CV8 đen, ok. Em mặc với CV8 đen, chứ quần vẩy bây giờ lên lại sợ cháy hàng ấy. Quần vẩy từ nãy giờ mọi người chốt nhiều lắm rồi, đây này. Hay là em mặc với CV8 đen, đây này. Đó, cũng rất là đẹp nha. CV8 đen này, thôi mặc quần vẩy đi. Mọi người vẫn đang hỏi nhiều quần vẩy cho nên là cũng muốn mặc. Và thật sự là mặc quần vẩy vào em cảm thấy rất là tự tin. Em nói thật là rất là tự tin. Vì kiểu, tức là cái form của nó ấy, cái dáng của nó ấy, thật lòng luôn, em nói không phải nói điêu đâu. Em thề, không phải nói điêu nha. Là cái quần vẩy này em bán, em mặc thử thì em cảm thấy rằng là dáng nó đẹp hơn cái quần 400.000 mà em mua. Cũng là kiểu quần vẩy, nhưng mà thật sự là form không đẹp bằng. Thề, nói điêu mất lâu luôn. Nói chân thành đấy. Nhưng mà kiểu như là tớ xem sơ mi bò treo trên. Ok chị chờ em một chút xíu nhá. Chờ em một chút xíu. Quần này size to nhất là đến 65 cân. Mình nhầm, mình đặt quần đùi legging nhà Linh đỉnh luôn. Chị ơi mặc phê thật sự, cảm ơn em nhá. Cảm ơn tình yêu nhá. Hôm nay có quần legging, hôm nay có quần legging đùi thái mới đấy. Legging đùi thái mới hot lắm. Đây nè. Ui cái sơ mi hồng này. Lần đầu tiên trong cuộc đời mà em, hình như là chưa bao giờ em mặc, em nhập sơ mi hồng với sao nhỉ? Hay là có nhập rồi nhưng mà nói chung là em bình thường là không mấy khi nhập sơ mi hồng đâu. Em nhập cái áo này chỉ bởi vì là cái mẫu mặc đẹp quá nên là nhập. Nhưng mà thật sự đẹp thật mọi người ạ. Đây này, đó, quần vẩy này. Thấy chưa? Sơ mi hồng nha. Cú pháp của áo này sẽ là gì anh nhỉ? Đây, hai màu. Mình sẽ ghi cho em là sơ mi trơn đi. Sơ mi trơn chưa có đúng không? Sơ mi trơn trắng và sơ mi trơn hồng kèm số hai màu. Này mọi người nhìn form này. Ảnh hot girl mặc là mọi người bị nghiện đấy. Cho nên là em vì cái ảnh đấy em mới nhập cái áo này ấy. Quá gì đấy ạ? Sơ mi trơn hồng, tức là mọi người nhìn cái thiết kế của cái áo này này. Cái cổ của nó ấy, nó không phải là nhọn nhọn và nhỏ nhỏ như cái áo bình thường, mà cái cổ của nó sẽ là nhọn ra, nhọn ra nhưng mà nó lại bo tròn đấy. Xong rồi cái phần tay thì nó sẽ là tay bồng, kiểu dạng tay bồng đó. Nhưng mà giữa hai màu này nhá, thì cá nhân em lần đầu tiên em thấy màu hồng đẹp hơn màu trắng á. Bình thường là chỉ thích hay bán sơ mi trắng hoặc là nâu thôi, nhưng mà riêng hai màu này thì em thấy màu hồng đẹp hơn màu trắng. Cái này là nói chân thành này, thật luôn.
Màu hồng nhìn cảm giác đẹp hơn, nhưng mặc lên thì không biết như nào, nhưng mà đây ok mà, màu hồng ok mà đúng không mọi người? Bình thường ít ít có mấy khi mọi người mua sơ mi hồng đâu, nhưng mà riêng mã này đẹp, khuyên mọi người nên mua thật. Sơ mi trơn hồng và gì ạ, và sơ mi trắng trơn và sơ mi hồng trơn, trơn hồng hồng trơn thì cũng được. 100 nghe giá nha, ở đâu rẻ hơn con Linh cho hoàn hàng lại, chuẩn hàng như này, chuẩn tang mác như thế này nhá. 138.000 một áo. Đấy, em đang mặc với cả quần vẩy. Quần vẩy này là full size SML XL từ 40 cho đến 65 cân đủ mới mặc được. 65 cân đấy là em nhờ chồng em mặc thử nha, mặc size XL thoải mái. Và em 49 cân mặc size S thoải mái. Em đang mặc size S được chưa nào? Đây, em đi thêm cái con guốc này này. Đấy, đi con guốc là nhìn lên form cái quần rất là ok luôn. Hay kể cả đi sục hay đi giày bệt vẫn được nha. Quần này nó không bị dài quá đâu. Nhiều chị bình thường mua quần vẩy sẽ nghĩ là khó mặc bởi vì sẽ sợ nó bị dài quá. Nhưng mà yên tâm, quần này nó không dài quá đâu mọi người nhá. Nó dài vừa phải thôi. Nó dài vừa phải thôi. Tầm 1m65 ok đủ về là mặc được. Còn trên 1m65 mà mặc quần này thì nó sẽ hơi cộc đấy. Quần này chỉ tầm 1m65 đổ về thôi nha các chị ơi. Đẹp chưa? Đây này, em kéo cái này cho nó bồng bồng ra một tí, nhìn cho nó đẹp này, được chưa? Sơ mi hồng trơn và sơ mi gì ạ? Và sơ mi trắng trơn kèm số. Sơ mi hồng trơn mà thôi em mặc một màu thôi nhá. 138.000 em qua mẫu luôn nhá. Tại vì rất nhiều áo phông em chưa lên, à nhầm, rất nhiều sơ mi em chưa lên được. Quần vẩy kèm size, không biết size gì, để lại cân nặng nhân viên chốt size. Ví dụ quần vẩy 56 cân, quần vẩy 65 cân, quần vẩy 45 cân nha. Còn nếu biết size gì, ví dụ như em lúc nào cũng mặc size S thì em sẽ auto là đặt size S. Chị nào auto mặc size M thì đặt size M giúp em. Được chưa? Sơ mi trơn kèm màu kèm số 138.000. Rồi em lên qua mẫu luôn nhá. Cái sơ mi trắng này đắt hàng này. Cái sơ mi trắng cộc này hàng công ty. Hàng công ty 89.000. Sờ đẹp nhất là cái gì? Đẹp nhất là cái form và cái chất này này. Cái chất của nó đẹp lắm, mềm và mát. Nói chung là mùa hè mặc con này là thôi, lịm, lịm tim, kiểm hàng, sờ chất rồi giả tiền nha. Nhớ giúp em nha, áo này ghi cho em là sơ mi hồng trơn và sơ mi trắng trơn. Em link qua mẫu nhá. Kể cả áo này em bảo cúc hẳn lên như này cũng đẹp này. Cúc hẳn hoi lên vẫn được luôn, để em thử xem nào. Thử xem nào. Đấy. Mọi người cúc hẳn hoi lên kín như thế này luôn vẫn ok nha. Đó. Còn nếu mà thích thoáng ấy, thích thoáng thì mọi người mặc như này. Đúng rồi, có một cái mã sơ mi bò này rất là đẹp, mọi người hỏi nhiều này. Đây này, sơ mi bò mọi người ký hàng nhà em nhá. Em nói luôn này, bò này của em nó là hàng chuẩn tàu nha mọi người nhá. Hàng này nếu như mà hàng rẻ loại mỏng như kiểu như là xưởng bò mà ấy, ấy thì em vẫn có thể nhập được. Nhưng mà mọi người nhìn cái áo này. Đây, vì trước đây áo khoác bò nhá, hàng xưởng em bán có 101, 102 cũng có luôn mà áo khoác hẳn thôi. Nhưng mà đây sơ mi mọi người nhìn kỹ này, hàng này nhìn kỹ nha, chuẩn hàng hot girl, không sai một ly, một like, một gì hết. Đây này, đẹp chưa? Đấy, cái sơ mi này đang rất hot trên thị trường luôn. Đây này, đẹp chưa? Nói chung là em nói luôn là chuẩn từng cái, gọi là không thể lệch đi một tí nào được. Nhưng mà em sẽ bán cho mọi người một cái giá. Đây này, đây là đằng sau này và cái màu này. Nói chung là cái hàng nhái nhìn nó dại hơn, mọi người nhìn là mọi người sẽ thấy. Quần bạn mặc bao nhiêu? Quần em đang mặc là có mã là quần vẩy và có giá là 118.000 trong livestream, cho khách chia sẻ livestream, mọi người lưu ý nhá. 118.000 cho khách chia sẻ live. Áo phông màu xanh rêu không chị? Dạ, áo phông màu xanh rêu hình như hiện tại không có mã nào. Rồi em lên qua mẫu, em lên cái con sơ mi bò này nhá. Và em Linh xin phép lên cái con sơ mi bò này nhá. Rất là nhiều người hỏi áo bò ấy, quần vẩy. Em đang nghĩ là quần vẩy này chắc là phải bảo anh lên lấy giúp em hai cái legging Muji nhá. Và hai cái là legging dài thái luôn, tức là để mình giới thiệu đủ các mã luôn nha. Ghi hiểu em mã này là sơ mi gì đấy ạ? Sơ mi hồng trơn. Sơ mi hồng trơn. Đây nhá, sơ mi hồng trơn đây. Đây này, em không có khái niệm là đồ trước khi live stream đâu. Đây, em Linh không có khái niệm là đồ trước khi live stream đâu. Mà nhân viên treo lên là em auto mặc thôi, không có là nhá. Sơ mi trắng trơn 138.000. Chất của nó là cái chất gì nhỉ? Chất gì ta? Em không biết gọi chất gì luôn á. Áo nó mặc gọi là áo dây bún, 38.000 một áo đây này. Dây bún 38.000 một áo. Chất zip và form dài to nha. Form to và dài đây mọi người nhìn quần này. Em đang mặc hai quần, một quần đùi nữa ở trong. Mọi người nhìn rõ form của cái quần này không? Đây nhá. Áo này, áo dây nó dài như này đây. Em kéo lên nha cho mọi người nhìn cái form quần này. Thấy không? Eo chưa? Mặc dù dạo này em tăng 2 cân so với trước khi nghỉ Tết. Lên 49 cân rồi mà. Đây, mọi người thấy chưa? Này, form này, đỉnh chưa? U là trời này. Em nói nhá, cái quần này ngoài ra nó có một cái thiết kế rất là thông minh.
tất cả nó có một cái túi ở đây. Thường thì quần vẩy ấy, thì không bao giờ người ta may túi, cực kỳ ít luôn. Đây nha, điện thoại Pro Max nha mọi người nha. Đó, ok chưa, thấy chưa, để được điện thoại mà điện thoại to lắm luôn. Đó, form này, trời ơi, ta nói. Đấy, em gấp áo lên cho mọi người nhìn form á. Được chưa, có cái áo này của em form dài. Mọi người nhìn này, đó, nó dài nhẹ này. Được chưa nào, áo dây 4 kèm số. Rồi thì em sẽ mặc sơ mi bò. Và mặc sơ mi bò này thì em Linh xin phép thay chân váy nhá. Tại vì sơ mi bò mặc với quần vẩy em không biết có hợp không. Em cũng không biết có hợp không nha. Ghi của em mã này là sơ mi bò mặt cười nhỉ anh nhỉ. Sơ mi bò mặt cười nhỉ. Nó có cái mặt cười ở đây này, đúng không? Sơ mi bò mặt cười, chuẩn hàng loại 1. Em nhắc lại này, chuẩn hàng loại 1. Còn mọi người thấy đấy, sơ mi này bán 13 mấy, áo phông bán 90 mấy, áo trơn bán 60 mấy nghìn, phải không nhỉ? 60 mấy nghìn thì mọi người biết là em Linh bán giá như thế nào rồi. Cho nên để mọi... Đấy, áo trơn đầu lai A1 nhỉ? 67 nghìn một cái áo. Đây, áo này đẹp chưa? Xuất sắc nhỉ? Áo này thì em sẽ mặc với chân váy nhá. Mặc với chân váy nhìn cho nó trẻ. Sơ mi bò mặt cười. Chắc là mọi người cũng chờ mã này khá là lâu rồi đấy. Tại vì em thấy hot trên mạng lâu lâu rồi. Nhưng mà nói thật là hàng của em bây giờ mới về được. Hàng bây giờ kể cả hàng tàu hay kể cả hàng xưởng thì cũng đều rất là khan. Hàng tàu thì đầu năm ấy, kiểu như là hàng nhiều ấy, nó cũng về lâu. Còn hàng xưởng thì đầu năm cũng không có thợ. Kiểu như là thợ người ta nghỉ Tết lâu này, người ta nghỉ ăn rằm này, người ta nghỉ đi cấy này. Đấy, nói chung là hàng tàu hay hàng xưởng thời điểm này đều rất là cháy hàng luôn. Chị xem sơ mi đỏ Linh ơi, ok chảy luôn. Đây này, em đang mặc cái quần đùi thái đây này, quần đùi thái mà hôm nay mới về đây này. Thì bây giờ em sẽ mặc cho mọi người cái này với CV8 đi, CV8 nhá. CV8 sơ mi bò mặt cười kèm số, nghe giá luôn giúp em nha. Sơ mi bò mặt cười, em nếu như em Linh mà lãi cái áo này được 30.000, bằng 30.000 tiền ship của các chị là em nghỉ không bán hàng nữa. Để mọi người hiểu được rằng là hàng này của em là hàng sweet nha. Nha mọi người nha. 199.000 sơ mi bò mặt cười kèm số. Tiền lãi không bằng tiền ship của các chế đâu. Sơ mi bò mặt cười kèm số 199.000, cam kết hàng loại 1, cam kết kiểm tra hàng rồi mới nhận hàng. Kiểm tra hàng không ưng thì hoàn hàng loại. Đây, form đây. Đằng sau có chữ đây này, mọi người nhìn đây. Mọi người nhìn thấy rõ không ạ? Sơ mi bò mặt cười 199 kèm số nhá. Ghi giúp em là sơ mi bò mặt cười là được và kèm số điện thoại. Mọi người có thể mặc kiểu như này. Buông buông ra như thế này. Đó, kéo tay lên một tí hoặc là sắn tay lên, hoặc là đóng, hoặc là cúc hẳn lên, hoặc là đóng thùng, hoặc là mặc bỏ áo ra, nói chung là tùy mọi người thích mặc kiểu gì mà. Thật sự là sơ mi bò em nói thật, em chỉ sợ không có hàng bán thôi chứ em không bao giờ sợ không bán được như cái live trước nha. Sơ mi bò kẻ Burberry cháy sạch hàng, sơ mi bò gấu cháy sạch hàng đấy. Rất nhiều mã của live trước, sơ mi hoa thì live này không được xuất hiện nữa rồi, hết sạch hàng luôn. Một mã mà chỉ bán một like thôi mọi người ơi. Chân váy CV8 này là hàng Quảng Châu, full size SML XL, 40 đến 58 59 cân đổi về mặc được. Riêng chân váy này thì em tự tin nói là em bán hơn 1 vạn cái rồi. Hơn 1 vạn cái chân váy này rồi nha. Ghi hiệu em mã này là gì ạ? Sơ mi bò mặt cười và CV8. CV8 này em Linh có 3 màu, nhưng cái màu gì ạ? Màu đắt hàng là màu nâu, rồi màu ghi, rồi màu đen. Nói chung là 3 màu này á thì bán xem nhau, tại vì sao? Màu nâu này là xa nhất. Màu ghi là màu trẻ nhất. Còn màu đen chính xác thì lúc nào nó cũng sẽ là màu dễ mặc nhất. Tức là kiểu nó dễ phối ấy. Đây này, màu đen này, màu nâu này và màu ghi nha mọi người nha. CV8 kèm màu kèm size hoặc kèm cân nặng nhân viên chốt size. Xem áo Dio cổ bẻ ở sau đi chị. Dio cổ bẻ là mã nào nhỉ? Đẹp nhỉ? Nhưng mà bò nó có hơi ít. Rồi tiếp, anh cho em xin cái con caro này đi. Con caro anh lên trên kia xem có cái nào. Không thì lấy trên này luôn cho em cũng được. Lấy luôn cho em con caro đấy. Caro để like trước bán được hơn 600 chiếc. Phải là đến hơn 700 chiếc chứ. Caro này like trước, nhân viên em thống kê là bán hơn 600 chiếc. Đây này, mã này này. Sơ mi caro này, hôm nay chỉ còn một chiếc này cuối cùng. Bởi vì sao? Bởi vì ngày mai hàng mới về tiếp. Nhưng mà mai hàng về được cho nên em mới bán. Mọi người nhìn này, nhìn kỹ hàng nhà em Linh nhá. Đó, chuẩn không? Xịn sò không? Đấy, đẹp chưa? Sơ mi caro, bây giờ em sẽ mặc cho mọi người xem luôn nhá. Em qua mẫu sơ mi bò mặt cười nhá. Sơ mi bò mặt cười 199k. Em mà lãi được 30.000 tiền cước ship của các chị, em không bán hàng nữa. Nói điêu mất lộc luôn. Đấy, không là các bác lại tưởng là em bán đắt. Không là các bác lại bảo ui, áo này thấy bọn nó bán rẻ lắm cơ mà. Đây này, đẹp chưa? Nhưng mà sơ mi bò này á, nếu như mà chuẩn hàng như của em ấy,
Em đố mọi người mua được ở đâu dưới 350 đấy. Thật lòng luôn á. Dưới 350 là không có cửa luôn. Đẹp chưa? Mua đồ nhà chị hai lần, ưng cả hai, cảm ơn em nhá. Trời ơi, Sumikaro. Cô ra là Caro. Em bảo cái Sumikaro này, nói thật là cái tay này thiết kế hơi ngu. Thật ra là nó bèo đấy, nhưng mà em cảm thấy nó bất cập, cho nên là em bảo mọi người có hai cách mặc khác. Cái này này chỉ mặc để chụp ảnh thôi, chụp ảnh xương xương thôi. Chứ nói thật, mặc tay này mà ăn cơm thì thôi luôn, nó có mặt chấm nước mắm. Tại vì á, nó cứ lòe xòe, nó cứ lộn thuộn. Thì nếu như mọi người đi chơi chụp ảnh á, ok, như thế này được. Nhưng mà bình thường nha, có hai cách. Một là người sắn lên luôn. Tại vì ở đây nó có chun nè, cho nên là sắn được, nó không bị tuột. Đây, sắn hẳn lên luôn, như kiểu mà mình sắn một cái tay áo sơ mi. Hai, mọi người nhìn này, đây này, gập vào. Em thấy cái cách này là cái cách thông minh nhất và đẹp nhất, bởi vì hôm trước em thử rồi. Hai, cho cái phần loe loe này, cái phần loe loe này vào đằng trong. Cái này chỉ hợp chụp ảnh thôi, chứ còn cái này mà ngồi ăn cơm thì thôi luôn, có mặc áo chấm nước mắm luôn mọi người ạ. Đây, cho cái này vào. Rồi, chỗ này nó sẽ có chun đúng không? Thì không bao giờ nó chui được cái loe loe này ra cả. Đấy, nhìn rất là xinh, nó thành sơ mi tay bồng luôn. Đấy, như này hợp lý hơn này nha. Đấy, tại vì là nhiều khi về các chị lại bảo mua đồ nhà chị hai lần ưng hết nắc, chỉ là đợi hàng hơi lâu thôi. Không phải hơi lâu đấy em ạ, mà lâu vãi chưởng luôn ấy. Thật, mua hàng nhà em đợi lâu, cái đấy là em công nhận. Nhưng mà thôi, thì nếu mà hàng đẹp giá rẻ thì thôi mình hoan hỉ nha mọi người nha. Chứ bây giờ em nói thật, hàng thiếu, nhân viên thiếu, áo chống nước mắm. Đây nha, xinh chưa? Đây này, mọi người làm như em thông minh không? Đấy, tự nhiên thành sơ mi tay bồng xinh xắn vừa vặn đấy. Còn lúc nào mà thích xương xương kiểu cô gái bánh bèo á, bánh bèo hột xèo thì đấy, bỏ cái đấy ra. Đó, sơ mi này cú pháp cho em là sơ mi caro kèm số. U là trời, này xinh không? Mặc nhìn nó kiểu em thấy nó cứ bị tiểu thư ấy. Nó cứ bị tiểu thư ấy. Cái này em bán bao tiền anh nhỉ? 100. Trời ơi, tôi nói mọi người ơi, em nói luôn là cả cái Facebook này không chưa ai bán livestream áo này luôn. Em nói rồi, khách em toàn vào comment ôi xưa, sao mày toàn mẫu mà chưa ai bán thế. Thế xong rồi em bán xong thì thị trường lúc đấy bán đầy luôn. Thật. Đây này, đẹp chưa? Đấy, mọi người thấy không? Em đóng thùng này, xương xương, thấy không? Xinh không? Nhẹ nhàng tình cảm không? Nhẹ nhàng tình cảm thắm thiết không? Đấy, tay nó bồng bồng nhẹ nhẹ như thế này là hợp lý này. Đó, nhìn mình khoe tay rồi khoe trang sức đồ các thứ. Chứ bây giờ bỏ ra như thế này này. Đấy, nhưng mà khi về mặc là nó sẽ như này nha. Đó, như thế nha. Thì cái này chỉ phù hợp để đứng ở đấy chụp ảnh như này chẳng hạn. Chứ còn bình thường là mọi người sắn lên hoặc là mọi người chui cái tay vào. Nhớ nha, nhận hàng áo với quần vẩy xinh lắm. Cảm ơn tình yêu Ngọc Trâm nha. Chân váy CV8 này của em là hàng Quảng Châu, 40 đến 58, 59 cân đổ về là... Trộm vía ra Tết body khác hẳn trước Tết. Ôi béo như con lợn chị ơi. Em tăng 2 cân. Mọi người không biết có ai như em không nghỉ Tết 2 tuần tăng 2 cân. U là trời. Bánh trưng bánh tét là em ăn tèn ga, em không kiêng một cái gì hết. Ăn thoải mái luôn. Kệ, 50 Tết một lần thôi mà. Đẹp chưa? Mọi người nhìn cái set này hộ em cái. Xinh không? Trời ơi, mặc này nhá, 31 tuổi nhá. 31 tuổi mặc vào chỉ còn 29 tuổi thôi nhá mọi người. Cái váy này mặc kiểu như là cái chân váy này, cái mặc gọi là như nào nhỉ? Mặc nó kiểu thanh lịch, nữ sinh thanh lịch. Đây, màu nâu đây. CV8 nâu, đẹp chưa? Đấy, màu nâu, mặc luôn màu nâu nữa. Mặc cả màu nâu nữa nha. Sơ mi caro 138.000. Em nói luôn, chưa có ai livestream đâu, cũng không ai bán giá này hết. Kiểm hàng rồi mới trả tiền. Ở đâu rẻ hơn? Mà nhìn mà sau đấy mà thấy em á thì cứ vào bảo mày bán đắt bảo mẹ. Không mua nữa, block luôn, không phải mua nữa nha. Này, em mặc màu nâu này, em mặc luôn màu nâu cho các chị. Còn màu đen là cái màu em ít mặc nhất, không phải là vì nó không đẹp, mà màu đen nó dễ mặc cho nên em không mặc. Em sẽ mặc những cái màu mà mọi người sẽ phải suy nghĩ hơn. Chứ còn em nói thật, một cái chân váy đen thì có cái gì đâu mà phải suy nghĩ. Thì ví dụ như màu ghi hay là màu nâu thì mọi người mới phải suy nghĩ thôi, là về mặc với cái gì, mặc với áo gì, mặc với quần gì. Chứ cần màu đen thì cần gì phải nghĩ. Thế nên là em không mấy khi, gần như là hiếm hoi lắm mới mặc chân váy đen một lần. Ví dụ như là CV8 ấy, CV8 này là không bao giờ mặc màu đen. Nhưng mà các màu thì em bán đều nhau. Đó, đẹp chưa? Màu nâu nha, màu nâu thì nói thật là mặc nó sang hơn, da là trắng hơn. Nhưng mà màu ghi ấy, là trẻ hơn ấy. Mặc màu ghi trẻ lắm. Em cũng lấy một cái màu ghi mà, đẹp chưa? Ấy, sơ mi caro 138.000, CV8 140.000, 43.000.
143.000 nếu phát hiện ra chân váy này hàng xưởng Việt Nam. Em hoàn tiền thêm 10 lần nữa, được chưa? 10 lần giá trị cái váy này luôn. Đây mọi người này, đẹp chưa? Cả set này này. Ok chưa nào? Sơ mi caro kèm số và CV8 kèm màu kèm size. Chân váy này không có size XL nhá. Nó chỉ có SML, 40 đến 58 59 cân đổi về mặc được. Xinh chưa? Nhớ nha. Nhớ nha, kể cả bỏ ra không cần đóng thùng vẫn xinh. Đây. Nhớ nha mọi người nha. Tay là đây mọi người thấy không? Từ nãy đến giờ em cho cái tay áo này vào xong em múa may quay cuồng em nói em này kia thì nó cũng không bị tụt ra. Thế nên là mọi người nhớ nhá, cho vào nhảy trong nó gọn. Lúc nào chụp ảnh xương xương thì cho nó ra ngoài. CV8 kèm màu kèm size, hoặc không biết size gì mình để là cân nặng nhân viên bên em chốt size nha các chị nha. Đó, đẹp chưa? Xương xương tình cảm nhẹ nhàng chưa? Bỏ ra mặc thì kiểu nó trẻ trẻ hơn ấy. Bỏ ra mặc cảm thấy nó trẻ trẻ hơn ấy. Sumikaro. Rồi, em qua mẫu nha. Biết là lâu nhưng mà vẫn mua đúng không? Ok, cảm ơn tình yêu. Rồi, đây là mã tiếp theo. Anh lấy hộ em đây. Đấy. Trời ơi, mã này đẹp nè. Mã này năm ngoái em bán là 170.000 một áo. 170.000 một áo. Và trước Tết em còn bán sale hay sao ấy mà. Còn vài cái bán sale. Rồi bây giờ lại nhập tiếp. Nói chung là kệ thôi. Vẫn đẹp và vẫn năm nay nó vẫn hot. Nhưng mà năm nay á, thì nó ra thêm cái màu đỏ. Nhưng mà em thì em không thích nhập màu đỏ nữa. Nên là em chỉ nhập mỗi màu nâu thôi. Sumikaro kèm số nhá. Nói chung là những cái chất mà em đã lựa chọn bán cho các chị mặc mùa hè ấy, thì nó là đỉnh của mát luôn. Mát kinh khủng khiếp luôn, thật sự. Đỉnh của mát luôn, mặc mát lắm luôn. Đây này, tay của nó thực tế là như này này. Thôi em qua mẫu nha. Áo này đẹp nên là em mặc hơi lâu ấy. Bây giờ em sẽ qua mẫu tiếp theo luôn. Áo này đẹp nên là mặc bị lâu. Anh ơi treo lại cái này cho em, cái này không có áo nào nữa, hết sạch. Áo dây bún em đang mặc là 38.000 nha mọi người ơi. Đây, thì em sẽ mặc áo này. Cái này mình sẽ gọi là, nó đặt tên là gì nhỉ? Sơ mi tầng. Trên váy có quần không? Tất nhiên là có rồi chế ơi, không thể thiếu quần được. Những cái váy này nó phải có quần ở đằng trong chứ không thì vẩy lên một cái là hở hết. Phải có quần ở đằng trong nha chị ơi. Đẹp chưa? Quần vẩy không co giãn nhưng mà nó có size chị ơi. Thật ra là em cảm thấy hình như nó co giãn một chút chút nhẹ thôi, gần như là không co giãn. À, đẹp chưa? Sơ mi tầng năm ngoái bán 170 này mọi người. Đẹp chưa? Chất của nó là chất đũi. Và em Linh không có khái niệm là trước khi mặc. Đây này, em tung ra là em mặc luôn. Thì nếu mà mọi người thích, nhưng mà nó phải như thế này thì nó mới đúng cái kiểu gọi là bèo bèo. Trước bây giờ nó phẳng quá thì nó lại không có độ bồng bềnh ấy. Cứ mặc này thôi, không cần phải là đâu. Còn mọi người thích chỉnh chu hơn thì mọi người có thể là hoặc mọi người giặt trước khi mặc nhá. Ví dụ em mã này là sơ mi tầng nâu kèm số, em chỉ bán mỗi màu nâu thôi. Áo jean này ghi giúp em là sơ mi bò mặt cười, 199.000, cam kết 100% hàng loại 1 nha. Nhìn giúp em này, u lật trời. Đẹp chưa? Sơ mi tầng nâu, riêng con này thật sự chỉ có 100 chiếc. Bởi vì bây giờ người ta không có hàng nữa. Bán 100 chiếc có nghĩa là khách đặt nhiều hay đặt ít thì em cũng chỉ báo nhân viên chốt đúng 100 chiếc thôi. Những mã kia thì em không hề nói như thế nha. Nhưng mã này là 100 chiếc mà không về được nữa. Đấy, ví dụ như cái sơ mi bò Burberry của lái trước ấy, 5 ngày nữa nó vẫn về được, nó chỉ nó hơi lâu thôi. À, con này là không về được, nó chỉ có 100 chiếc thôi. Ví dụ em mã này là sơ mi tầng nâu kèm số. Ui, nghe giá xỉu, lần trước bán 170. Hôm nay nhập được rẻ hơn. 134.000. 134.000 sơ mi tầng. À, em xin lỗi của mẹ ơi. Em xin lỗi xin lỗi nhá. 144.000, em bị nhầm mất 10.000. 144.000, mọi người nghe lại giá nhá. Nếu như mà ai lỡ comment rồi mà nghe lại giá mà không ưng ý thì mình ghi hủy đơn nhá. 144.000. Cú pháp cho em là sơ mi tầng nâu kèm số này, tay của nó này. Đấy, tay của nó là bên dưới nó cũng chun chun như này, nhưng cái bèo này nó vừa phải này, nó không bị lòe xòe như cái bèo kia. Và áo tầng này, được chưa? Đằng, mọi người biết không? Đằng sau nó cũng là tầng luôn, nó đắt kinh khủng này. Hai bên này là bèo này, tay bèo, cổ bèo, tầng trước, tầng sau. 144.000, cú pháp là sơ mi tầng nâu kèm số điện thoại. Mọi người ơi, chia sẻ like đi, được chưa? Ví dụ em mã này là sơ mi tầng nâu kèm số điện thoại, mặc vào cái CV8 nâu này hợp nè nhờ. 144.000, cú pháp là sơ mi tầng nâu kèm số nha. Mặc áo bò đi. Áo bò em vừa mặc mà. Áo bò em vừa mặc cách đây tầm 5 phút thôi. Nếu mà muốn mặc thì chờ em một tí nữa em mặc lại nhá. Để em còn bán mã khác để... Tại vì là nhiều mã quá. Mới like được có 1 tiếng 14 phút.
Sơ mi tầng nâu kèm số rồi hết nha. Chỉ có 100 chiếc thôi mọi người. Em sẽ nhìn theo cái số đơn nhảy. Hết là thôi em sẽ dừng lại nha mọi người nha. Có váy nào không chị ra em có. Lên trong một cái phông này chuẩn bị tranh nhau này. Phông này gần đây em thấy rất là hot ở trên Facebook. Đây, đấy này. Trời ơi. Phông này là phông đắt nhất hôm nay luôn. Phông này là cái áo phông đắt nhất ngày hôm nay. Đây này. Đẹp không? Anh nhìn áo này anh thấy quen không? Nhìn thấy quen không? Đây này. Phông này mọi người nhìn thấy quen không? Xem áo màu hồng, sơ mi hồng hả chị? Tí nữa em vừa mặc rồi. Này, full 3D luôn. Ui trời ơi. Cái này đóng thùng. Cái này đóng thùng mới lại chân váy. Để chưa? Cái này mình sẽ gọi là phông BB đi nhỉ. Phông BB, sơ mi nâu cổ bèo ở đấy. Cho xong cái này em lên cái cổ bèo đấy. Cổ bèo đấy là hai màu có 500 chiếc. Áo này. Con này này. Con này hai màu này là có 500 chiếc và cũng không về thêm nữa, nhưng con này được tận 500 cơ. Bán thoải mái. Vô tư. Nhưng mà nếu mà hot thì cũng không biết được đâu. Sơ mi sơ mi áo chị Khanh đúng không? Em xin giá chân váy chị mặc. Áo em đang mặc chân váy em mặc gọi là CV8 và có giá là 143.000 nhá. Ui là trời, đẹp chưa? Dấu quần, form to, dấu quần. Ok. Cái em mã này là gì ạ? Phông BB kèm màu, kèm số. Ok. Mã này là mã phông em nhập vào đắt nhất trong tất cả những áo phông em bán ngày hôm nay. Mã này đắt nhất. Đây, xuất sắc chưa? Mọi người nhìn cái áo này, chất lượng không? Này. Chất lượng như con Linh luôn nhá. Xin giá sơ mi hồng, sơ mi trơn hồng 138.000, sơ mi eo lên chưa bạn, mình inbox từ live trước không thể chốt, chị đặt lại ở livestream này giúp em nhá. Live trước bên em đã chốt xong rồi. Và mã đấy, cái đấy của em có mã là guốc, em không bán nhá. Cái đấy của em có mã là sơ mi xinh, sơ mi xinh. U là trời, đẹp chưa? Đẹp không? Chất lượng không? Áo full 3D nha mọi người nhìn kỹ này, áo full 3D. Cú pháp phông BB đen và phông BB trắng. BB đen và BB trắng mọi người đặt nhiều thế. Ví dụ em mã này là phông BB đen và BB trắng mọi người có thể đóng thùng mà nhìn xinh này. Chờ thì em đóng thùng nhưng mà xem. Mã đắt nhất 103.000. 103.000. Đây. Sơ mi kẻ đỏ chỉ còn mấy chiếc thôi chị ạ. Sơ mi kẻ đỏ lai trước đúng không? Đây này, còn mấy chiếc nữa là hết, hàng không về nữa. Nên là chị lấy chốt nha, mã đấy hôm nay chắc là em sẽ không mặc đâu. Lên phông trơn đi chị á. Phông trơn là cái đầu livestream em mặc đấy á. Cái đấy là A1 hot lắm. Bán được nhiều lắm luôn. Thề. Này, đẹp chưa? Đó, đẹp chưa? Đóng thùng nha. Cái này mọi người có thể đóng thùng với quần vải cũng được, đóng thùng với quần bò cũng được, quần sóc bò cũng được, quần bò dài cũng được, chân váy ngắn, chân váy dài thì cũng được hết. Cú pháp mã này cho em là gì ạ? Phông BB trắng và phông BB đen kèm số 103.000. Đây, xinh chưa? Phông BB trắng và phông BB đen. Em thấy cứ áo phông mà đóng thùng với chân váy á, rồi đi sục các thứ nhìn nó sẽ rất là trẻ. Đây này. Đó, mọi người cứ mặc này này, đi chơi mùa hè, du lịch các thứ. Thứ nhất là nó năng động, thứ hai là nó thoải mái. Đúng không? Mà nó dễ phối đồ, mặc với cái gì cũng được. Hôm nay có thể mặc với chân váy, ngày mai thì mặc với quần ngố thái, ngày kia mặc với quần đùi thái. Đấy, tóm lại là nó dễ phối lắm nha. Sơ mi bò Burberry hết chế ơi, hết sạch hàng 5 ngày này mới có. Phông BB đen và phông BB trắng giúp em 103.000 nha. Các chế chia sẻ like đi. Chân váy em đang mặc có mã là CV8 nâu, có đen, có ghi 3 size SML hàng Quảng Châu, từ 40 đến 58 cân đổ về mặc được và có giá là 143.000 giúp em. 143.000 nha mọi người nha. Được chưa? Rồi em link qua mẫu. Sơ mi cộc bao nhiêu cân vừa? Riêng con này em bao vừa thoải mái đến 75 cân, 78 cân vẫn vừa nha. Anh trai em 78 cân mặc vẫn vừa thoải mái luôn chứ không phải là vừa kiểu là bình thường đâu. Thoải mái luôn. 78, 80 cân đổ về vẫn vừa. Thế nên là em mới nói với mọi người là như áo phông nhà em thì mọi người hay mua để mặc đôi. Mặc đôi ý. Đôi yêu nhau hoặc là vợ chồng ấy. Bởi vì bây giờ sắp đến mùa du lịch thì á, váy vóc như thế nào, nhưng mà sẽ có những cái ảnh mà mọi người muốn mặc áo đôi hoặc là áo gia đình kiểu thế nha. Ghi ở em mã này là phông BB kèm màu kèm số. Thôi em mặc một màu thôi nhá. Em lên qua mẫu đây. Ôi ok, bây giờ em sẽ lên cái sơ mi cổ bèo. Sơ mi cổ bèo này rất là đẹp. Rồi à quên, em bảo legging Muji lại tiếp tục về thêm 2.000 quần nữa. Trời ơi, em vẫn mạnh dạn lắm, em vẫn đặt. Bây giờ chị nào đang xem livestream ở đây mà mua legging Muji nhà em rồi, cho em xin một câu phản hồi nhá. Đây, legging Muji. Legging Muji full size SML XL, từ 40 cho đến 68 cân đổ về mặc được. Bản thân em Linh đã lấy ít nhất là 2 chiếc để mặc và trải nghiệm rồi. Và em nhập cái quần này là hơn 1 vạn quần rồi. Hơn 1
hơn 1 vạn mọi người ạ, không phải là 1.000, hơn 1 vạn quần này rồi này, bán khiếp khủng khủng khiếp luôn. Đây này, em sẽ bóc ra cho mọi người xem nhá, cho em 1 phút quảng cáo, à 30 giây thôi. Đây này, đây là sẽ là size M, và cái này trên thị trường cũng có hàng nhái lại, và nếu mà nhập thì chỉ có tầm 60.000 mỗi quần thôi, nhưng quan trọng là cái chất nó không giống. Legging đỉnh của chóp, legging mặc thích thật đấy, khui chị xem quần nhé. Legging nói chung là mọi người tự đọc những cái phản hồi của khách xem có ai chê hay là như nào không. Quần legging mang siêu sướng luôn. Em cảm ơn tình yêu nhá, mặc cực thích nhé shop. Em cảm ơn chị Nguyễn Mến nhá. Đây mọi người tự đọc comment nha, không phải tự nhiên mà con Linh nó bán được hơn 1 vạn quần đâu, tất cả đều có lý do hết. Quần Muji mặc đẹp, chất đẹp, nói chung là đỉnh. Mỗi tội nhầm size, ship nhầm size hả chị? Ship, bên em ship nhầm size chị, nếu legging này mặc thích lắm ạ. Nếu như mà bên em nhầm size, các chị báo lại, bên em sẽ lên đơn đổi, bên em chịu phí ship nha mọi người nha. Nhớ giúp em đừng có ngại ngần gì cả. Không phải là legging Muji nhà Linh mặc thích mà đẹp luôn. Em cảm ơn chị Hoa Mina, mềm mặc thích lắm chị ạ. À. Em cảm ơn chị Thu Huyền. Em nói này, ví dụ như bên em ship nhầm size, mọi người đừng có ngại ngần bảo là thôi để bà cho em gái hay là cái gì đấy. Em đang mặc quần legging Muji nhà chị đây, thích mê. Mọi người cứ in thẳng thắn inbox cho shop và bảo shop đổi size cho mọi người nếu như bên em ship nhầm nha. Nếu như bên em ship nhầm size nha mọi người. Đây. Đây này, đẹp chưa? Mọi người nhìn kỹ này, hàng của em á, nó sẽ có một cái tang vải này này. Mà hàng nhái lại nó sẽ không có. Đây. Nó có một cái tang vải và trên cái tang vải này nó có, sẽ có size luôn. Đây, hai mác kèm một cái size dán ở đây. Nhưng mà nói chung ấy, cái vẻ bề ngoài, cái mác hay là cái tang nó không nói lên được cái gì cả. Nếu như mà cái chất lượng nó không ok thì cái tang hay cái mác mà về mọi người mặc không ưng thì mọi người thì tốt chốt lại là vẫn không ok. Nhưng cái quan trọng là cái chất lượng của cái quần này này. Bản thân em đã lấy ít nhất 2 chiếc để mặc và em đã giặt máy. Nhà em dùng cả máy sấy luôn nha, không phải mỗi giặt đâu, sấy khô luôn nha. Vẫn mặc được, vẫn bình thường. Đây, mọi người nhìn cái cạp này. Cái hay nhất của cái quần này ấy là cái cạp nó rất là cao. Và cạp cao thì khi mọi người mặc như bình thường, cái legging bình thường em mặc chỉ đến rốn thôi. Thì cái legging này nó qua rốn tầm 3 phân nữa. Đây này, mọi người nhìn này, nó sẽ đến tầm đây. Thứ nhất là nó sẽ ôm cái bụng của mình. Thứ hai là cái mọi người nhìn cái phần cạp này nó dày, nó lại càng ôm hơn. Thì cảm giác giống như kiểu mà mọi người sẽ có một cái cảm giác giống như là khi mình mặc quần ghen bụng ấy, kiểu như thế nha. Và nó có full size S, M, L, XL, 40 đến 68 cân đổ về mặc được. Và em chỉ nói đơn giản như thế này thôi. Em quảng cáo thì tất nhiên em lên livestream hay bất kỳ ai lên livestream thì cũng khen cái sản phẩm của mình hết. Thế nhưng mà gì ạ? Mọi người quan trọng là mọi người đọc cái phản hồi của khách ở bên dưới là thứ nhất. Và thứ hai là mọi người kiểm hàng trước khi mọi người trả tiền. Bởi vì tiền là của các chị mà, đúng không? Mọi người phải kiểm chứ, quyền lợi các chị, các chị kiểm ừ ok, sờ soạ các kiểu xem ừ ok, lúc đấy mình mới trả tiền. Nhớ nha. Bao nhiêu ạ? 100. Trong Tết em bán là 113.000 một quần và không bao giờ giảm. Và bây giờ em bán cho mọi người là 100. Anh ghi giá cho em nhá. 109.000 một quần, chưa bao giờ bán giá này. 109.000 một quần nhá. Bây giờ em sẽ bán rẻ đi một chút xíu, tại vì mọi người khen rất là nhiều, mọi người mua rất là nhiều, bán hơn 1 vạn quần rồi. Thì bây giờ cho mình giật lãi đi một tí cũng được. 109.000. Chuẩn hàng như thế này, như ảnh mẫu em up lên, được kiểm hàng nha, không ưng thì hoàn lại. Cú pháp legging Muji kèm size. Ví dụ như bản thân em Linh lúc nào cũng mặc size S thì em sẽ auto ok lấy size S. Còn ví dụ như lúc nào các chị, ví dụ chị nào size S lấy size S, chị nào lúc nào auto size M thì lấy size M, auto size L thì lấy size L, nó chuẩn size. Còn nếu như chị nào lăn tăn sợ rằng mình sẽ lấy nhầm size hay là mình không biết là mình mặc size nào, lúc S, lúc M, lúc L thì mình để lại cân nặng. Ví dụ legging Muji 49 cân, legging Muji 55 cân, legging Muji 65 cân thì nhân viên sẽ áp size vào cho các chị, bởi vì em đã làm một bảng size sẵn rồi. Thì sau đấy nhân viên sẽ áp size vào cho các chị để lấy size cho các chị một cách chuẩn nhất nha. Là mặc nó vừa vặn nhất, không bị rộng và cũng không bị chật nha. Được chưa? Legging Muji em bán hơn 1 vạn quần rồi. Cho nên nó mới nhiều phản hồi như thế. Bao nhiêu ạ? 109. Rồi, con mẫu. Tiếp theo, và em sẽ lên cái sơ mi. Ok, sơ mi này. Sơ mi này. Nhiều vẫn còn chưa lên hết mẫu sơ mi cơ. Cái này chưa lên đúng không? Cái này chưa lên này, cái này cũng chưa lên này. Đó, nhiều mẫu chưa lên mà. Nên là mọi người cứ bình tĩnh nha. Quần legging mặc siêu thích luôn, nay em phải mua thêm 2 cái về mặc dần. Cảm ơn tình yêu nhé, em cảm ơn, à quên, cảm ơn em nhá. Rồi em lên mã này, đẹp không? Xinh không? Con này chất, con này gọi là chất gì nhỉ? Chất lụa, nó kiểu lụa mà lụa như nào nhỉ? Không biết tả như nào, thôi em cứ mặc lên đã nhá. Này, đó, như con này thì là hai màu này là có 500 chiếc. 500 chiếc, thoải mái vô tư, các bác chốt đơn.
Bởi vì hôm nay cũng không đông lắm. Hôm nay chỉ hơi đông thôi. Legging Muji có ngố không? Dạ không. Ngố thì nó sẽ là ngố Thái này, đùi Thái này, chứ nó không không có legging Muji ngố trời ơi. Legging Muji nó chỉ có quần dài thôi. Muji đẳng cấp thật sự luôn, dã man. Áo phông em đang mặc có mã là phông BB 103.000. Quần ngố Thái là 41.000, quần đùi Thái là 38.000 nha. Trên người không có số nhỏ. Cái gì chị ơi, áo phông à chị? Hay là chị hỏi mẫu gì trên người ạ? À? Áo hay là váy à, hay là cái gì ạ? À? Nhưng mà thật ra như em cũng bốn mấy cân thôi, cũng không to đâu, cho nên là em nghĩ là em mặc được thì các chị gầy gầy cũng sẽ mặc được thôi. Chỉ là dạo này em hơi mập lên một tí thôi, nhưng cũng không phải là béo đâu. Mọi người yên tâm. Tắc tay em có 3 màu. Chị thấy em không? Chị có thấy nha. Em vẫn thấy mọi người nhưng mà thường thì em sẽ ít đọc comment lắm. Đây này. Đấy, khách của em 50 cân mà mặc size M vẫn à, mặc size S vẫn vừa cái kiểu legging Muji, chứng tỏ là cái độ co giãn của nó rất là nhiều. Đùi Thái mặc, em nói thật, mặc lâu chỉ có thủng đít chứ không xù được. Thật lòng luôn là cái legging ngố Thái của em có những cái em mặc thủng cả đít luôn. Tức là mặc nhiều quá ấy. Thế xong rồi mình lại mua quần khác, chứ có ba mấy nghìn, bốn mấy nghìn thì em nói thật, mặc một tháng rồi bỏ cũng được ấy. Tại vì ba mấy nghìn mọi người chẳng mua được cái gì. Thật sự luôn. Em đặt nhà mình bao nhiêu lần mà không được chốt. Em đặt nhà mình bao nhiêu lần mà không được chốt. Thế thì em đặt lại đây giúp chị, và với cả em để lại số điện thoại nhá. Với cả là em gì nhở, Em inbox vào cái page này địa chỉ số điện thoại mã hàng của em ấy. Còn những ai mà like trước chưa được chốt thì mình đặt lại luôn ở like này giúp em. Tại vì like trước thì bên em đã chốt đơn hết rồi. Tuy nhiên là có nhiều khách có thể không nghe máy này, hoặc là hủy hay là như thế nào đó, hoặc là cho sai số điện thoại hoặc như nào thôi. Chứ còn bên em đều gọi hết mà nha mọi người, không bỏ sót một ai đâu. Trừ khi là mọi người lên sai cú pháp hoặc là bị ẩn comment thôi nha. Cho nên là em bảo mọi người là nếu như mà mình không muốn mình bị ẩn comment á, thì mình nhớ tương tác với em. Ví dụ như là tặng sao này, tặng sao free ấy. Nếu mà có sao free thì tặng cho em. Nếu không thì mọi người thả tim hoặc thả like cái live stream này là được. Thế thôi, để mình không bị ẩn comment. Thế thôi, và chia sẻ like một lần nha. Áo này mình sẽ ghi giúp em là sơ mi cổ bèo nâu và sơ mi cổ bèo trắng. Rất là xinh, đây này. Sơ mi cổ bèo nâu và sơ mi cổ bèo trắng nha mọi người nha. Form to lắm. Form này phải 70 cân ý. Đây này, mọi người nhìn form này, thấy không? Sơ mi cổ bèo nâu và sơ mi cổ bèo trắng giúp em. Bao nhiêu tiền ạ? À? Áo này mình em chốt trong line này cho các chế là 159.000. Hàng cao cấp, mọi người nhìn kỹ này, 159.000 nha. Em sẽ đóng thùng vào cho mọi người xem. Sơ mi cổ bèo này 70 cân không vừa, em cho chị Hoàng Hà lại. Con này siêu to khổng lồ. Con này phải dùng từ là siêu to khổng lồ rồi mới nó mới lột tả được hết, tại vì nó to lắm. Đây này, em dơ này, đó. Với cả là like này ấy, ai mới vào đấy mà chưa biết thì em nhắc lại là like này em sẽ tặng cho 3 người chia sẻ live stream nhiều nhất 500.000 đồng. Tức là 500.000 chia 3 đó là một người bao nhiêu đấy? 170 mấy nghìn à? Đúng không? 160 mấy nghìn. Sơ mi, cổ, bèo, nâu, dồn đơn, ok này. Đây nhá, em mặc em đóng thùng cho mọi người xem nhá. Mặc bỏ ra cũng được, mặc đóng thùng cũng được. Áo này mình có thể mặc với chân váy, mặc với quần tắc ta, hay là mặc với quần vải như cái quần vẩy mà em bán đấy cũng được luôn. Mặc để đi làm ấy. Đây này. Đó, đẹp chưa? Cú pháp cho em mã này là sơ mi. Nói chung là cái chân váy này và cái quần vẩy của em ấy, em nói thật lòng với mọi người ấy, là phối với cái gì cũng đẹp. Chờ một tí, xong em lại phối áo này với quần vẩy cho mọi người nhá. Chờ em một tí. Này, đẹp chưa? Cho em cú pháp cho em mã này là sơ mi cổ bèo nâu và sơ mi cổ bèo trắng, 159.000. Toàn hàng chưa có ai bán luôn. Em nói thật đấy. Sơ mi thật ra là cái này năm ngoái có kiểu hơi xem như thế này rồi, nhưng màu hơi khác và chất vải nó cũng khác. Năm nay thì cái này ra thì màu nó khác hơn và chất vải nó đẹp hơn. Ghi của em mã này là sơ mi cổ bèo nâu và sơ mi cổ bèo trắng. Riêng con cổ bèo trắng này mà mặc cái quần vẩy thì thôi. Em thề mọi người có xem cái phim mà Thương Ngày Nắng Về không? Cái bạn nữ nhân vật chính suốt ngày mặc quần vẩy, và công nhận là nhìn giá mà như đẹp mới là nhìn sang. Mọi người có công nhận không? Em xem cái phim đấy xong là em cũng nghiện quần vẩy luôn đó. Đây, mặc cái quần vẩy này phối với sơ mi trắng rất là sang. Xong rồi mọi người đi làm công sở ấy, thì mọi người thêm một đôi guốc vào nữa, thêm một cái túi sách vào nữa, thôi rồi, hợp lý luôn nha. Sơ mi cổ bèo kèm màu kèm số lên nào, phông hổ đi chị ơi. Ừ nhở, quên con này. Quên á. Con đấy gọi là phông gì đó? Hổ à? Con đấy là con hổ à? Hay là con đấy là con báo? Ờ em còn một mã phông đấy nữa. Là em hết rồi đấy. Em lên tất cả các mẫu nhá. Phông này sẽ gọi là phông A5 này, phông này BB này, phông chó này, phông này mình sẽ gọi là phông hổ nhỉ. Con hổ đấy. Và phông này sẽ gọi là phông GC, cái phông GC mặc với quần vẩy xuất sắc luôn. Thun hình hổ á. Ok. Con này em chốt trong line là 98.000. Trời ơi, em thề với mọi người là áo phông bây giờ nó đắt.
Tức là nó lên giá theo ngày luôn. Nó lên giá theo ngày luôn. Sợ thật. Lên giá kinh khủng. Quần đùi tắc tao của em là 85.000 nha tình yêu ơi. 85.000 nha bác ơi. Sơ mi hồng bao nhiêu chị? Sơ mi hồng trơn và sơ mi trắng trơn của em có giá là 138.000 phải không anh nhỉ? 138.000 nha chị ơi. 138.000. Sơ mi cổ bèo trắng đây. Bây giờ em sẽ mặc cổ bèo trắng và mặc lại mặc quần vải thêm một lần nữa. Tại vì thật ra là đợt này em cũng chưa có nhiều mã quần vải. Và em đang đặt thêm một mã nữa. Nhưng mà chắc là phải mấy ngày nữa hàng mới vậy. Thì nó cũng kiểu là quần vải nhưng mà nó chỉ hơi khác một tí thôi. Đây này nhá. Bây giờ em sẽ mặc cái áo này với quần vải cho mọi người. Nói ôi rồi đúng con này không có cúc. Đúng con này lại không có cúc rồi. Thật. Thôi được rồi. Giữ tạm nha. Em sẽ mặc với quần vải đấy cho mọi người xem nhá. Chị lên sơ mi hồng đi ạ. Ok chờ em một tí nhá. Em mặc quần này là size S nha mọi người ơi. Em giật cái mác ra đi cho nó đỡ vướng. Đây này cho mọi người nhìn này. Em mặc size S đây nha, thấy rõ không? Máy trực tiếp vào, máy trực tiếp vào quần luôn chứ không mọi người lại bảo là dán size S nha. Form to lắm, em 49 cân mặc size S. Quần vẩy kèm size hoặc kèm cân nặng, nhân viên chốt size mọi người nha. Không biết size gì để là cân nặng nhân viên chốt size. Có legging dài không? Dạ em có. Legging dài loại thường thì là legging muji. Còn legging dài dài mà loại chất thái thì nó gọi là legging dài thái nhá. Legging dài thái em bán là 59.000 một quần. Cho em xin giá. Giá gì nhở? Sơ mi trắng sau lưng bên cánh tay trái của chị. Thế nào ta? Ôi nhiều sơ mi trắng lắm mọi người ạ. Sơ mi tay chun này, sơ mi xinh này, sơ mi trắng trơn này, sơ mi trắng cổ bèo như em đang mặc này. Rồi là còn gì nữa không nhỉ? Sơ mi sọc dưới cùng ok. Chuẩn bị lên cái đấy nhá, chờ em một tí nhá. Ok, xong cái này em lên. Ngô thái cái loại dài qua gối em không có, em chỉ có loại dài trên gối thôi. Đây này, cái này nó bị mất cúc, mọi người thấy chưa? Trời ơi, cô nàng công sở mặc cái set này ta nói, mọi người thấy không? Đây em đang đi tạm cái sục thôi. Còn nếu như mọi người đi làm, mọi người thay bằng một cái giày búp bê cũng được. Mà guốc cũng được, mà giày tóm lại là giày gì cũng được. Giày sục em đang đi còn được nữa nè. Cho giày cao gót thì tất nhiên là nó quá hợp rồi. Này, đẹp chưa? Xinh chưa? Sơ mi cổ bèo trắng mặc với quần vẩy 118.000 trong livestream full size SMLXL. Nói chung là mã này là mã sản phẩm đầu tiên trong cuộc đời mà em bán một livestream mà bán được 2.500 chiếc. Tức là đợt trước bán bộ các thứ mà bán được nghìn mấy là thấy khủng khiếp lắm rồi, nhưng thật sự đây là cái quần đầu tiên trong cuộc đời luôn đấy. Đây nhá, mọi người nhìn thấy không? Đây nhá, đấy nó là hàng một cốc có khóa này. Và nó có một cái túi ẩn ở đằng trong. Nó không phải là túi chéo đâu. Bởi vì những cái quần mà kiểu thiết kế ôm nhỉ, mà túi chéo nhìn nó sẽ rất là xấu. Mọi người biết tại sao xấu không? Nó sẽ bị hách cái phần túi này ra này. Cái túi nó sẽ cứ bị chòe ra. Hoặc khi các chị ngồi này này, hoặc là co quần lên, cái túi nó sẽ bị vảnh ra. Cho nên là người ta thường sẽ không thiết kế cái túi chéo như thế này, mà người ta thiết kế một cái túi ẩn ở trong như này. Hoặc là hàng khác thì người ta có thể không làm túi đó. Nhưng mà túi rất là to. Mọi người thấy em nhét cái điện thoại đơn giản không? Đó. Quần vẩy kèm size hoặc kèm cân nặng, nhân viên chốt size. Mọi người cứ để lại cân nặng rồi nhân viên chốt size cũng được. Mọi người chia sẻ like cho em nhá. Hôm nay em like muộn lắm. Hôm nay em mới like được có một tiếng mấy chục phút thôi á. Đẹp chưa? Đấy, mọi người mặc cả set này này. Em đang mặc với sơ mi cổ bèo trắng. Sơ mi cổ bèo trắng và mặc với quần vẩy size S. Sơ mi cổ bèo em có hai màu, có cả cái màu nâu ở ngay bên trên có màu trắng này luôn này nha mọi người. Đấy em bảo rồi, em xem cái phim này xong là em bị nghiện cái quần vẩy. Mà em thấy ai mặc quần vẩy mà cả phối đồ nhìn nó sang ấy, sang lắm luôn thật. Phối đồ với sơ mi các thứ đóng thùng mà như này này, rồi có một cái túi nữa rất là tiện. Ví dụ hôm lúc nào không đeo túi sách chẳng hạn, đúng không, không muốn cầm điện thoại nhét vào như này đấy. Ok chưa, điện thoại nó dài đến tận đây luôn, cái túi nó rất là sâu. Mọi người để điện thoại để tiền vô tư luôn nha. Đến hôm nay vẫn cứ nổ luôn quần vẩy nè. Quần vẩy kèm size hoặc kèm cân nặng, nhân viên chốt size. Rồi em link qua mẫu nha. Sơ mi bo chun ở eo giống lai trước còn không? Dạ em còn nha, không phải là em còn mà thật ra là em vẫn đang thiếu đơn đấy. Nhưng mà hàng nó sẽ về được, cho nên là em mới dám nhận đơn của mọi người á. Rồi tiếp, bây giờ em sẽ lên một mã nữa. Xong đấy thì là sẽ lên cái, đưa lên cái gì từ từ để em nghĩ cái đã. Đây lên cái con, lên lại con này. Sơ mi này này. Sơ mi này đẹp này. Sơ mi này ghi giúp em là sơ mi trắng cộc. Sơ mi này mình ghi giúp em là sơ mi trắng cộc. Sơ mi trắng cộc 89.000. Em thề với mọi người luôn, hàng này là hàng công ty, không phải hàng xưởng cắt lại. Cam kết 100.000 nó là hàng công ty. Cho nên là cái đường kim mũi chỉ của nó, mọi người nhìn kỹ này. Đây nhá, xem mờ nhá. Này, mọi người nhìn đường kim mũi chỉ này, nhìn rõ không? Đố mọi người tìm được cái chỉ thừa luôn á.
Với lại là cái này có hai size M nhưng mà em sẽ bán luôn một size M đi. Vì là em thấy size S nó hơi nhỏ ấy. Size M là thoải mái đến tầm 63 cân. Ghi cho em mã này là sơ mi trắng cộc kèm số. Sơ mi trắng cộc kèm số. Nó tiện mặc quần này thì em sẽ mặc lại áo này luôn. Sau đấy thì em sẽ qua mẫu, em sẽ mặc sang tiếp thêm để em xem còn hàng gì em chưa lên nữa nào. Gì nữa nhỉ? Lên sơ mi đúng rồi, lên sơ mi zig zag nữa. Sơ mi zig zag về được hàng thêm này. Lên cái này xong thì sẽ lên sơ mi zig zag này. Sau sơ mi zig zag thì sẽ đến sơ mi trơn đúng không? À cái sơ mi mà nhiều màu đúng không? Sơ mi đấy mình sẽ gọi là sơ mi tăm đi. Nó hơi tăm tăm. Ok. CV8 ok chị này. Chị lên sơ mi trắng kẻ đen á. Đây này mọi người nhìn form này, rất là rộng luôn. Sơ mi trắng kẻ đen là mã nào nhỉ? Đây em còn mã này chưa lên, con này hàng tàu này, xịn lắm luôn. Con này hàng tàu đây này, mọi người nhìn này. Hàng tàu 3158 đây này. Đấy, hai màu, màu này gọi là màu vọng, màu con này gọi là màu nâu, con này gọi là màu rêu. Con này em tí nữa em sẽ mặc cho mọi người với chân váy hoặc sẽ mặc cho mọi người với quần tắc ta nha. Chờ em một tí. Mọi người chia sẻ live stream giúp em Linh nhá. Đây. Hôm nay live thì muộn, xong lại còn mất điện. À quên, live thì sớm nhưng mà mất điện cho nên là bị lên live muộn ấy. Nhỏ dã mà. Dạ sai quần thì chị để lại cân nặng nhân với chút sai, bởi vì bây giờ khi mà em nói trên live stream ấy, em nói thì ví dụ nhá, một chị mà 60 cân mà cao 1,5 m nó phải khác sai với một chị 60 cân mà cao 1,6 m. Đấy, thế nên là bên em sẽ tư vấn dựa theo cả chiều cao nữa cơ. Nên là mọi người cứ để lại cân nặng và chiều cao rồi nhân viên chốt. Chứ bây giờ em nói thứ nhất là mất thời gian, thứ hai là nhiều khi em tư vấn nó không chuẩn khi mà đang trên live stream nhanh. Cho nên là em sẽ cho nhân viên một cái bảng size, sau đó thì các bạn nhân viên sẽ áp theo cái bảng size đấy và lấy size đó các chị là chuẩn nhất, bởi vì sẽ phải chốt đơn mà, thì khi chốt đơn thì sẽ lấy size luôn, chứ mình cũng không nhất thiết là phải comment size luôn bây giờ. Cứ để lại quần vải kèm cân nặng và kèm số điện thoại là được. Đấy, hiểu chưa? Sơ mi trắng cộc, sơ mi trắng cộc và quần vải sơ mi trắng cộc 89.000 hàng công ty. Không cần phải mặc áo dây ở đằng trong để làm gì cả nha mọi người. Đây chẳng qua là em mặc để đứng thay đồ trước mặt các chị cho nó tiện thôi. Chứ còn tất cả những sơ mi nhà em không cần phải mặc áo dây ở bên trong, bởi vì nó đều dày dặn cho nó không bị hở đâu nha. Sơ mi trắng cộc kèm số. Tiếp theo bây giờ em sẽ lên cái mã sơ mi này này. Sau đấy sẽ lên mặc lên sơ mi này luôn, nên mặc cái quần này luôn. Ok. Để em mặc sơ mi này luôn. Xong em mặc cái quần này luôn, nó cũng hợp này. Đây này, sơ mi này rất là đẹp luôn. Dáng của nó là tay hơi bồng. Và cái này nó là chất tăm, đây mọi người nhìn rõ không? Đấy, cái này em sẽ đặt tên cho nó luôn là sơ mi tăm. Sơ mi tăm kèm số nha. Sơ mi tăm kèm số, áo dây em đang mặc có mã là áo dây 4 nha chị ơi. Áo dây em đang mặc có mã là áo dây 4. Đẹp chưa, đẹp chưa, đẹp chưa. Cái này có cả màu trắng, cái này có tận 5 màu. Nhưng mà riêng màu đỏ thì nó không về thêm được nữa. Và nó chỉ có 20 chiếc thôi. Đây này, sơ mi trắng cộc form thoải mái đến 63 cân nha. Form size M thoải mái đến 63 cân. Không biết là hôm sau để em hỏi lại người ta, bởi vì hàng này là hàng công ty. Em hỏi lại xem người ta có size L không. Em vẫn muốn nhập thêm size L để mặc cho nó thoải mái. Với cả để những chị nào mà 68 cân, 70 cân mà thích thì vẫn có thể mua được ý. Sơ mi tay chun lên chưa chị? Dạ em chưa. À hôm nay em chơi khô máu luôn. Sơ mi tay chun hôm nay em chơi khô máu, em tặng các chị luôn nha. Chưa bao giờ bán giá này luôn. Ui dồi, áo này mặc vào trắng thế. Nhưng mà từ từ, em uống ngụm nước đã. Em bán máu quá em quên cả uống nước rồi. Chờ em tí nha. Xong tí em sẽ quay lại áo phông. Áo phông hôm nay có cái mã GC này này. Mặc với cái quần vẩy này này, đẹp lắm luôn. Đã được chốt đơn chưa được ship, mình chờ thôi chị ơi. Tại vì là rất nhiều khách like trước sẽ chưa nhận được hàng đâu. Bởi vì là hàng nó về sau, nhiều khi là hôm nay chốt nhưng mà có khi ngày mai ngày kia mới đi. Chốt xong để đấy xong rồi chờ hàng về thì mới cho đơn đi. Với cả đầu năm hàng khan, nhân viên thiếu, cho nên là like vừa rồi chốt mà chưa nhận được hàng thì mình chờ đơn thôi ạ, không cần phải kiểm tra đâu. Bởi vì rất nhiều khách chưa nhận được hàng chị ơi. Nhà em mới đi được tầm phân nửa cái số đơn mà chốt thôi, thật sự luôn á. Nó chỉ là đang trong tư thế chuẩn bị đi đơn. Bởi vì là nhiều khi nhá, mọi người lấy một đơn 4 sản phẩm nhưng mà đang bị thiếu một sản phẩm, thì đơn đấy sẽ được cho vào trạng thái chờ. Trạng thái chờ để cái sản phẩm còn lại về thì nó mới đi đơn. Đấy cho nên là lý do tại sao mà mọi người có thể nhận chậm một tí. Nhưng mà thôi, bây giờ đầu năm dù sao vẫn đang rét, nên là thôi mọi người chịu khó chờ đợi giúp em nha. Được chưa? Màu này mặc vào trắng chưa, mọi người thấy chưa? Cái quần, mọi người thấy quần vẩy của em thần thánh chưa? Mặc với cái gì cũng đẹp.
Mặc với áo nào cũng đẹp. Từ nãy giờ đầu like nhá, em mặc với áo cộc tay dáng trơn, em mặc với áo phông dấu quần, em mặc với áo sơ mi, sơ mi chiết eo, sơ mi rộng, sơ mi kiểu, sơ mi cổ bèo, các thể loại luôn. Em cao 1m6 và nặng 49 cân ạ nhá. Cú pháp cho em mã này là gì ạ? Sơ mi tăm kèm màu kèm số. Con này form to, mua hàng nhà Linh đẹp. Mọi người, nhưng mọi người cũng chuẩn bị tâm lý chờ lâu. Đúng rồi, cảm ơn tình yêu đã hiểu cho em nhá. Đây, áo này của em có tất cả là 5 màu. Nhìn vào đây giúp em. Bảng màu này. Em có tất cả là 5 màu cơ. Cú pháp áo sơ mi tăm, màu em đang mặc em sẽ gọi nó là màu bò. Sơ mi tăm bò. Màu thứ hai sẽ gọi là màu cam. Màu thứ ba chắc chắn là màu dễ mặc nhất, đó là màu trắng. Màu thứ tư cho em là màu đỏ. Đầu năm thì thường thường mọi người vẫn thích màu đỏ, nhưng mà rất tiếc là màu đỏ này em chỉ có 20 cái nhưng nó lại không về nữa. Có nghĩa là chắc chắn là nó sẽ không về nữa, còn những màu còn lại thì nó vẫn về tiếp. Và màu cuối cùng này ghi giúp em là sơ mi tăm sữa đi. Màu này sẽ gọi là màu sữa. Anh chụp lại bằng màu đi. Sơ mi tăm sữa nha. Cái này mình sẽ gọi là sơ mi tăm sữa này, sơ mi tăm đỏ này, sơ mi tăm trắng này, sơ mi tăm cam này và sơ mi tăm bò nha. Cái này có ảnh mẫu mặc rất là xinh. Bao nhiêu ạ? 148.000. Hàng loại 1, chất tăm rất là đẹp và mọi người nhớ kiểm tra hàng. Nói chung là khi mọi người sờ vào cái chất này thì em chắc chắn luôn là mọi người sẽ thích. Chắc chắn luôn là mọi người sẽ thích. Ví dụ em mã này là sơ mi tăm màu này bò nhá. Em đọc lại một lần nữa để em qua mẫu luôn. Em chỉ mặc một màu thôi nhá. Chứ bây giờ màu trắng này mấy màu này, bây giờ mà mặc 5 màu chắc hết thời gian luôn á. Đây màu này cũng đẹp này. Màu này em sẽ màu này đẹp nhỉ. Màu này sẽ gọi là sơ mi tăm sữa này, tăm đỏ này, tăm trắng này, tăm cam này và tăm bò nha. Em đọc lại đọc kỹ nên là mọi người cũng nghe kỹ hộ em để tránh trường hợp mình gì ạ? Mình lấy nhầm màu nha, mình đọc nhầm màu xong bên em lại ship sai màu nha. Sơ mi tăm kèm màu kèm số điện thoại nha. Form to, mọi người nhìn form này. Đó, thoải mái đến 65 cân. Áo đỏ sau sơ mi trắng hồng đi chị. Sơ mi tay chun hôm nay chơi khô máu với các chị luôn nhá. 69.000, em sẽ bỏ mẫu luôn và em không nhập thêm nữa đâu. Em tính là ra Tết sẽ nhập tiếp. Thế nhưng mà bây giờ em thấy mọi người thấy đấy, nhà em gọi là ngập tràn sơ mi luôn, cho nên là thôi không nhập nữa đâu. Bởi vì mọi người cũng không để ý đến nó mấy nữa. Vì trước Tết đã bán nhiều rồi. Xong rồi bây giờ lại còn bao nhiêu mẫu mới như thế thì mọi người đâu để ý nữa đâu, đúng không? Màu này ghi giúp em là màu sữa. Thôi em sẽ qua mẫu này luôn nhá. Thôi bây giờ mặc thêm màu nữa lại mất thời gian. Tiếp theo lên một mẫu này rất là đẹp. Bao tiền nhỉ? 148.000. Đây em sẽ lên mã này. Mã này đẹp này, mã này mặc trẻ này. Mã này thì em sẽ không mặc với quần vẩy, mà mã này em sẽ mặc với chân váy hoặc quần tắc ta nha. Quần vẩy của em nó là cái chất vải, nó rất là dày và nó không, cam kết là nó không bị xù. Và em nếu như bây giờ em nói chất mà em không biết là chất gì, và kể cả em nói một cái tên mà mọi người cũng không biết nó là chất gì thì cũng không để làm gì cả. Cho nên là tốt nhất mình kiểm hàng rồi mình giả tiền. Thế chứ còn bây giờ không biết chất gì thật. Đây nhá mọi người nhìn này, em cho mọi người xem form này. Áo em đang mặc gọi là áo dây bún. Áo dây bún 38.000. Đây này, em dơ cái áo lên cho mọi người nhìn form quần này. Mà đằng trong em còn mặc một cái quần đùi nữa đấy, mọi người thấy không? Mặc này chân dài lắm luôn, siêu siêu đẹp luôn. Mọi người cứ xem cái phim Thương Ngày Nắng Về, mọi người thấy nhân vật chính không? Suốt ngày mặc quần vẩy, đẹp ơi đẹp, dáng đẹp. Mà nó bị hách dáng hơn ý, nhìn chân dài hơn. Và bên dưới thì kể cả là khi mình đi một cái guốc rất là cao thì mọi người cũng không biết được. Vì là cái quần vẩy nó xòe xòe ra, nó che. Chỉ biết là chân rất là dài thôi. Mặc vào nhìn chân dài lắm. Thế là mọi người có công nhận là thời trang nó đúng kiểu quay vòng nhỉ? Ngày xưa ấy, ngày xưa có một đợt là hot quần vẩy. Như cái thời của mẹ em còn trẻ em thấy đã mặc quần vẩy rồi. Sau đấy thì hot sang quần côn, tức là ống cũng phải sát chân sạt vào. Sau đấy bây giờ lại quay ra hot quần vẩy. Mà bây giờ thì các thể loại đều hot. Còn đợt ý là nó kiểu vẩy là đi ra đường ai cũng vẩy, mà côn là đi ra đường ai cũng côn nhỉ, kiểu thế. Đây nhá, áo này mình sẽ ghi cho em là cái này em sẽ mặc với ấy đi. Em sẽ mặc với chân váy đi nha. Tắc ta em có 3 màu. Tắc ta em có 3 màu, màu đen, màu nâu và màu sữa. Bây giờ em sẽ mặc cho mọi người tắc ta màu đen nhá. Màu đen nhá. Đây còn bên trong em đang mặc quần đùi thái đây này. Quần đùi thái. Áo này thì em thấy mặc theo kiểu như trẻ trung, hoặc mọi người có thể cúc hẳn vào rồi mọi người đóng thùng cũng được. Đây nhá, tắc ta đây này, 2 size SM. Chuẩn tang mác này nhá, 85.000 một quần. Mọi người nhận hàng cứ chuẩn tang mác như em live stream này này. Không phải mọi người thấy rẻ quá, bởi vì quần này năm ngoái bán tận 100 mấy chục nghìn. Đơn giản bởi vì năm ngoái đắt. Năm ngoái nhập vào đắt. Đắt hơn hẳn so với năm nay luôn đấy. Đây này, đẹp chưa?
mặc quần tắc ta này xong rồi thôi sẵn đồng tay lên chắc là ok hơn đấy. Sơ mi tăm bò, sơ mi trắng cộng ok chị này. Mã kèm số, nhớ là mã kèm số và chủ động inbox địa chỉ số điện thoại mã hàng cho em nhá, vào page giúp em nhá. Đây, đẹp chưa, sơ mi này đẹp nhỉ. Sơ mi này mình sẽ ghi giúp em là sơ mi kẻ nâu và à thôi, mình sẽ ghi cho em mã này là sơ mi gì nhỉ, sơ mi kẻ nâu và sơ mi kẻ rêu đi nhỉ, đúng không, được không, sơ mi kẻ nâu và sơ mi kẻ rêu nhá mọi người nhá. Đây, sơ mi kẻ nâu và áo à, em xin lỗi, sơ mi kẻ bò, màu này là màu bò, màu này là à không, cũng không được sơ mi kẻ bò rồi bởi vì nó là có áo bò kẻ rồi. Nghĩ ra được cái gì luôn ấy. Thôi gọi là A mấy đi nha mọi người cho đỡ nhầm nhá. Mình sẽ ghi cho em mã này là A6. A6 bò và A6 rêu. A6 đi, không có bò kia bò này nữa, nó mệt ra ấy. Sơ A6 bò và A6 rêu. Màu này bên ngoài nó là pha rêu chủ đạo, còn màu bên ngoài nó sẽ là pha bò chủ đạo nha mọi người. Sơ mi gì đấy ạ? Sơ mi A6 rêu. Em nói mà xong em quên. A6 bò và A6 rêu đây này, em thấy mặc kiểu như này trẻ trung này. Đó, form rất là to, siêu to khổng lồ, 70-75 cân đổi mặc được. Cái này thì nó không rẻ bởi vì cái này nó là hàng tàu, 158.000 một chiếc. Tại vì thường thường nhá, có những cái sơ mi kẻ mà em chỉ bán rẻ 100-120 thôi, nhưng cái này thì là 158.000 nhá. Cú pháp cho em là A6 bò và A6 rêu 158 anh ơi. A6 bò và A6 rêu 158.000. Đây, mặc như này. Hoặc là mặc để em cúc hẳn hoi vào cho mọi người. Sau đấy thì em sẽ đóng thùng vào nhá. Mặc được rất là nhiều kiểu. Mặc với quần vải, mặc với, nhưng mà em thấy sơ mi kẻ này mà mặc với quần bò là thường nó sẽ rất là hợp. Nhưng mà hiện tại thì sơ mi hồng, đến giờ phút này mọi người vẫn cứ sơ mặc sơ mi hồng đằng sau đi. Sơ mi hồng phía sau đi ạ. À. Sơ mi hồng phía sau bao nhiêu tiền? Cái sơ mi hồng đấy hot dã man nhờ. Em nhập nó là bởi vì em thấy mẫu mặc đẹp ấy. Chứ còn nếu mà đơn thuần mà tự nhập là em không nhập màu hồng đâu á, hiểu chưa? Đấy, mọi người đóng thùng như này vào cũng ok nhá. Thì em đóng thùng cho mọi người hình dung thôi. Còn thường thì sơ mi mọi người có thể mặc với quần vải, mặc với quần bò để đi làm, đi học, đi chơi đều rất là ok. Ghi em mã này là A3 bò, A3 bò và A3 rêu. A6 em xin lỗi nha, A6 A6 bò và A6 rêu. A6 bò và rêu nha. Đây, thôi em thử một màu thôi để em qua mẫu tiếp theo. Bây giờ sẽ lên mã gì nhỉ? Sơ mi hồng này mọi người vẫn hỏi nhiều rồi. Mọi người vẫn hỏi nhiều dã man luôn. Đây, sơ mi hồng đây, sơ mi hồng của mọi người đây. Đây này. Con này mặc xinh lắm. Con này mặc với lại là cái quần vẩy lúc nãy ấy. Nhưng mà em vừa cởi quần vẩy ra rồi, chẳng nhẽ bây giờ lại quần vẩy tiếp à? Thôi, livestream này em mặc 4 lần cái quần vẩy đấy rồi ấy. Đây nhá, cái này sẽ ghi giúp em là sơ mi hồng trơn hoặc sơ mi trắng trơn, nó có hai màu đây này. 138.000. Dã man luôn đây này. 100 bạn à, thôi, cho em quay lại cái áo phông một tí đi. Cái áo phông này đầu lại hot này, đẹp này. Quên mất chưa. Phông GC, lấy cho em cái phông GC. Cái phông GC đầu lại mặc đắt hàng kinh khủng luôn. À ừ, sơ mi cúc bọc đỏ đúng rồi. Anh lấy hộ em cái sơ mi cúc bọc đỏ trên kia ấy. Đỡ phải lên trên kia này. Đúng rồi, cho em lên cái sơ mi cúc bọc đỏ một tí nhá. Cái đấy cũng đắt hàng nhưng mà nó không được rẻ lắm. Bởi vì nó là hàng đắt ấy, nó không được rẻ lắm đâu. Đấy nhá. Sơ mi cúc bọc này là 179.000. Và em nói luôn này, nó không phải là màu đỏ đô đâu nhá, bởi vì tâm lý em thấy khách hàng thường ấy, số đông ấy thì người ta sẽ thích màu đỏ đô. Nhưng cái này chuẩn ảnh mẫu mặc và cũng như là chuẩn hàng của em bán, nó không phải đỏ đô nha. Sơ mi bò phối kẻ Burberry 5 ngày nữa hàng mới về cơ. Hôm nay không biết là bao nhiêu khách vào hỏi cái áo đấy rồi. Khổ tâm dễ sợ. Nói thật là bây giờ chỉ sợ không có hàng bán thôi, chứ thật hàng gì cũng hot. Hàng gì cũng thiếu luôn á mọi người. Ví dụ em mã này là sơ mi cúc bọc đỏ, mọi người lưu ý này. Đỏ này không phải đỏ đô đâu nha. Đỏ này nó là đỏ kiểu hơi tươi, đỏ chuẩn mực của nó, không phải đỏ, không phải là tươi hẳn nhưng mà nó cũng không phải là đỏ đô nha. Ví dụ em mã này là sơ mi cúc bọc đỏ 179.000. Nói chung là con này mặc vào giống như không mặc gì ấy, tại vì nó vừa rộng mà chất của nó mát ấy, nên là giống như là mọi người không mặc gì ấy. Đấy, sơ mi cúc bọc đỏ kèm số 179k. Bây giờ lúc nãy trước cái này em định lên áo phông GC. Đây nhá, phông GC của em đây này. Hề luôn, con này lúc nãy em mặc với quần vẩy. Áo này khẳng định luôn, chắc chắn là áo bán được nhiều nhất tối nay. Mặc dù nhìn nó rất là bình thường nhưng mà nó đẹp. Nó mặc kiểu cảm giác nó xịn sò, nó kiểu gọi là hàng hiệu.
Sơ mi GC, con này này, mặc đóng thùng với quần vẩy ấy, mọi người không nghe nhầm đâu nha. Mặc với quần vẩy cực kỳ hợp luôn, em không nghĩ là hợp như thế luôn ấy. Lúc nãy em mặc màu trắng. Lúc nãy em mặc màu trắng, đây này. Sơ mi GC, lúc nãy em bán bao nhiêu anh nhỉ? Xem lại không em cái. Đây. Yeah. GC này bao? Hả? 97.000, sơ mi GC trắng và sơ mi GC đen 97.000. Quần vải như chị, trời ơi em mặc 4 lần tối nay rồi em thôi các chị ơi. Sơ mi em mặc có mã là sơ mi cúc bọc đỏ 179.000. Rồi, tiếp. Áo phông hổ ok. À quên, chưa bán phông hổ nhỉ. Thôi lên nốt cái phông hổ này đi cho nó đủ mẫu này. Đây sẽ là mã phông cuối cùng ngày hôm nay nhá. Từ tối đến bây giờ là em có mấy mã áo phông là em đã lên hết rồi. Duy nhất mã này là chưa lên. Áo nó mặc không phải áo bờ ra đâu. Áo nó mặc là áo dây bún 38.000 một chiếc. Form dài nhá. Form dài chứ không phải form crop top đâu. Em không quen bán form crop top cho lắm. Em xem legging Muji. Legging Muji lúc nãy chị vừa bóc ra rồi đấy. Đây này, em chưa. Áo này mình sẽ ghi cho em này, màu sữa này đẹp thế. Cái này sẽ gọi là phông hổ nhá. Phông hổ kèm màu kèm số, em có hai màu là màu sữa và màu đen nha các chị nha. Phông hổ kèm màu kèm số hai màu. Chia sẻ like cho em đi. Hôm nay em like muộn quá. Sơ mi chun eo ngoài nâu, còn màu khác không Linh? Dạ có nâu và trắng chị ạ. Ừ, tí nữa chắc chắn em phải lên lại cái mã, không phải sơ mi chun mà là sơ mi xinh. Ở đâu anh nhở? Anh treo lại. Đây á. Đây này. Đây này. Tí nữa chắc chắn em phải lên lại mã này. Lần đầu tiên trong cuộc đời một mã sơ mi nha mà bán được hơn 1.500 chiếc trong một livestream. Chưa bao giờ đạt được đến cảnh giới đấy luôn đây này. Sơ mi gì ạ? Sơ mi xinh nâu và sơ mi xinh trắng mặc với quần vẩy. Đi con quốc một nữa thôi. Hết bài luôn. Hết bài luôn, không có gì để nói. Cái em mã này là phông hổ sữa này và phông hổ đen, giúp em hai màu như ảnh mẫu mặc nhá. Không có nhiều màu đâu ạ. Legging ngang gối, legging trên gối, tức là đến đây chị ơi. Chứ còn hẳn xuống dưới này thì không có. Và em nói thật, mặc thế cũng không đẹp. Mặc dài đến đây cảm giác mình lùn ấy. Chị chỉ mặc đến đây thôi. Chứ còn quần ngủ mà mặc đến đây thường rất là lùn. Nhìn, tức là khi mình mặc vào mình sẽ bị lùn đi ý. Mình dìm dáng của mình xuống ấy. Đây nha, ghi ở em mã này là phông hổ đen và phông hổ sữa. Mã cuối cùng trong livestream tối nay 97.000 đồng. Chốt nhanh giúp em. 97.000 một chiếc. Cú pháp cho em là gì ạ? Phông hổ sữa và phông hổ đen. Phông hổ kèm màu kèm số 97.000 đồng. Người nghe rõ giá nha. 97.000 đồng. Phông hổ đen và phông hổ sữa kèm số. Ok chưa? Sơ mi xinh nó là đẳng cấp thật sự, đẹp kinh khủng, đẹp kinh khủng luôn. Sơ mi hồng là 138.000, sơ mi hồng trơn. Mọi người sao mà thích cái con sơ mi hồng kia thế nhỉ? Sơ mi hồng ấy, từ nãy giờ bao nhiêu khách cứ comment sơ mi hồng, trong khi bình thường em hay là khách em thì đều kiểu không chuộng màu hồng cho lắm đâu. Thật. Sao mới đến cái mã này này? Không, lý do duy nhất là do mẫu mặc đẹp. Đây này. Đó. Đẹp chưa? À, để em lên lại cho mọi người cái mã này nữa. Đây, mã này. Mã này đầu livestream có phải A1 không anh nhỉ? Đây này. Ừ. A1 kèm màu kèm số, mọi người biết bao nhiêu tiền một cái không? 67.000 một cái. Đây. 67.000 một cái A1 này. U là trời. Đây nhá, em có tất cả là 5 màu. A1 kèm màu kèm số, em sẽ mặc cho mọi người màu đen đi. Em mặc màu đen đi. Em mặc đen xong em sẽ mặc với tắc ta màu nâu cho mọi người xem cái A1 này này. À, mặc với CV8 nâu. Ok. Mặc với CV8 nâu, anh treo bị ngược nhau hết rồi. A1 kèm màu kèm số em sẽ mặc cho mọi người xem. Áo này cực kỳ đẹp và đẹp nhất là cái gì? Là cái chất. Chất của nó mọi người nhìn này, giãn kinh khủng không? Đây. Và em sẽ mặc cái này với CV8 nâu cho các chị sẽ mặc CV8 ghi cho nó trẻ. Phông hổ, tất cả phông, những cái phông mà có hình này của nhà em này là con trai, con gái đều mặc được hết. Và em bao vừa đến 80 cân nha. Bao vừa đến 80 cân. Đối với con trai ấy, 80 cân và dưới 1m75, 1m77 là mặc được. Chỉ có là 1m8 thì mặc mới có thể cộc thôi. Còn 1m75, 1m77 và dưới 80 cân là auto mặc vừa. Bởi vì con gái mình là mặc dài đến tận đây và rất là rộng. Đấy, mình là con gái là mặc kiểu dấu quần. Chứ con trai đâu có mặc kiểu dấu quần đâu. Con trai mặc sẽ mặc kiểu vừa với người hơn, đúng không? Đây nha, em mặc cho một người A1 này. Nó rất là đơn giản nhưng mà em nghĩ là ai cũng nên có. Đây nhá, một cái áo rất là bình thường. Không, bình thường chất zip. Rất là đơn giản nhưng mặc vào vẫn rất là sang. Đây nè, em cho mọi người xem. Đây, em mặc một cái bộ này em nấu cơm thôi cũng ok rồi. Nhưng, vì em sẽ thay một cái chân váy. Đây, nói thật là em vừa livestream vừa run ấy. Lạnh quá. Đây này mọi người, mặc này vào, chè chưa?
Đó, hoặc là mặc với CV8 nâu, hoặc là mặc với CV8 ghi, tùy các chị. Hoặc nói một cách đơn giản là mặc với quần tắc ta như em đang mặc đây này. Đây, mặc với quần tắc ta nâu này, ví dụ luôn nhá, mặc luôn. Tắc ta này em có đen, em có nâu và em có sữa, 3 màu và 2 size SM, 40 cho đến 65 cân đổ về là mặc ok nhá. Lên sơ mi nâu có đường kẻ tay. Sơ mi nâu có đường kẻ tay là cái sơ mi này á. À, chờ em tí không biết cái đấy còn hàng không. Sơ mi bo chun ở eo còn không em hôm nay. Còn không em hôm nay nhận đẹp quá mua thêm. Chị Ngọc Hương comment này, áo sơ mi bo chun ở eo còn không em hôm nay nhận đẹp quá mua thêm. Đây chế ơi, chính là cái sơ mi xinh này này. Đấy, khách nhận được hàng ở đây này. Không đẹp không lấy tiền. Mọi người kiểm hàng không ưng thì mọi người hoàn luôn đây này. Khách đang nói đến cái này này. Mọi người này, sơ mi xinh đấy. Chờ một tí em mặc lại nhá. Đây này mọi người này, em mặc với quần tắc ta này. Đó, với A1 này, ok chưa? Rồi bây giờ em sẽ mặc với CV8 đi. Nhưng mà thôi em sẽ mặc màu nâu đi nhá. Mặc màu nâu để em mặc với sơ mi luôn. Tiện thể em sẽ mặc với sơ mi luôn. Lên sơ mi cọc tay trắng. Dạ, sơ mi cọc tay trắng em lên 2 lần rồi chị ơi. Quần xốp, ôi chết cha rồi. Quên không bán quần xốp rồi. Ừ đấy, mọi người nhắc em mình nhớ đấy. Trời ơi, nhiều mã quá. Quên đấy mọi người, đây này, A1 này, đẹp chưa? Đơn giản đúng không? Ai cũng mặc được đúng không? 67.000 một chiếc cho khách chia sẻ livestream. Đây nha, quần xốp này mọi người ơi, 2 size ML. Quần xốp của em có 2 size ML. Rẻ vật vã luôn. Em thề, quần xốp nâu, quần xốp vàng, quần xốp đen và quần xốp trắng cũng cái mác di phang hình trái tim giống cùng nhà sản xuất với quần tắc ta. 76.000 một cái quần xốp. Mọi người làm sao mà đỡ được. Đây, ví dụ em sẽ mặc như thế này. Đó, quần xốp này là 2 size ML, từ 40 đến 65 cân đổ về là thoải mái. Còn quần tắc ta là 2 size SM. Mình nghe rõ nha, tắc ta là 2 size SM. Quần xốp kèm màu kèm số và em đang treo ở đây tất cả đều là size M hết, 40 đến 65 cân nhá. Xốp mặc mùa hè chứ, quần xốp này mùa đông em có bán đâu. Xốp và tắc ta là quần của mùa hè nha mọi người ơi, chứ không phải là hàng mùa đông. Ví dụ em mã này là CV8 này, mặc với A1, em sâu lại màu A1 một lần nữa. Đâu rồi anh ơi? A1 anh mang đi đâu rồi? A1 đây nha mọi người ơi. Mọi người nhìn giúp em này. A1 em có màu đen, em có màu xanh, màu nâu, màu hồng và màu trắng. Màu trắng này cũng rất là đẹp, đẹp là đẹp. Chất của nó là chất zip. A1 này của em nó là chất zip. Thôi chết cha rồi, quên bán cái mã này rồi. Trời ơi, bỏ mẹ rồi. Em quên bán cái mã này rồi. Mã này đẹp mà em quên chưa bán này các chế ơi. Này, quên rồi. Thôi để like sau bán vậy. Nhục thế. Em quay bán mẫu này rồi. Mọi người có xem không? Nhiều mã quá. Đây này, đẹp chưa? Mà quên mất chưa bán rồi. Xốp đen kèm số kèm size nhá. Mọi người màu kèm size kèm số nhá. Đây này, ví dụ nhà áo này sẽ gọi là cổ vuông. Nhưng mà thôi để like sau bán. Bây giờ muộn, ít người xem bán nó phí mẫu. Đây nha mọi người ơi, kiểu em mã này là A1 xanh, nâu, hồng, trắng và đen. A1 kèm màu kèm số chất zip co giãn nha. Đây này, em đang mặc màu đen đây này. Đây em bảo là cái áo này rất là dễ mặc. Đầu livestream em mặc cái áo nâu với quần vẩy cũng rất là hợp. Hoặc mọi người mặc áo trắng này này, mặc với chân váy đây ví dụ nhá. Áo trắng này mặc với chân váy siêu hợp luôn. Màu nào cũng đắt hàng hết. Chỉ có màu xanh với màu hồng ấy thì là gọi là khó mặc thôi. Chứ ba màu nâu, màu đen và màu trắng thì thật sự rất là dễ mặc này. Cái áo này kiểu 10 năm nữa mà người mặc nó cũng không lỗi mốt. Tại vì nó là áo trơn. Và quan trọng là nó rẻ vãi chưởng. 67.000 một áo A1. 67.000 một cái áo này. Mọi người nhìn co giãn không? 70 cân mặc vẫn vừa tại vì nó là chất zip. Được chưa ạ? Mặc sơ mi hồng ok, chờ em một tí đi. Để em mặc nốt cái này đã nhá. Xong cái này em sẽ mặc cái gì nhỉ? Thử sơ mi hồng đi chị. Thử sơ mi hồng đi chị. Ok, chờ em chút xíu đi. Mọi người chờ em một tí đi. Khiếp, mọi người dục sơ mi hồng dã man. Quần tắc ta màu nâu ok đây này. Màu trắng này, mọi người thấy không? Dễ mặc chưa? Ai cũng mặc được, thấy chưa? Dễ mặc chưa? Mặc eo hết chưa? Đấy, mặc với cả CV8 trẻ trung nha. Đấy, 67.000 một chiếc. 67.000 một chiếc thì chả có lý do gì mà không múc luôn một đen, một trắng, một nâu, làm luôn ba màu, không một xanh, một đỏ, một vàng rồi tùy chị. Chân váy này là CV8 143.000 hàng tàu nha. Sơ mi đỏ cúc đi, sơ mi đỏ cúc bọc em lên rồi, em vừa lên cách đây mấy phút thôi. Đây này. Đó, mọi người thấy chưa? Dễ mặc chưa? Đơn giản đúng không? Thì em nói mọi người một cái áo trơn này thì 10 năm nữa mặc làm gì lỗi mốt đâu, nó không lỗi mốt được.
Ví dụ sơ mi này chẳng hạn đúng không? Năm nay mặc nhưng mà năm sau lỗi mốt là bình thường. Áo phông cũng thế. Nhưng mà cái kiểu mà phông trơn này thì 10 năm nữa vẫn mặc được. Đấy, các chị mặc đơn giản này đi xem phim, đi chơi, đi ăn uống. Đấy, ok mà đúng không? Chỉ là một cái chân váy và một cái áo phông thôi, nhưng mà tôn được cái vòng eo của các chị và mặc cảm giác nó trẻ trung nha. Cái sơ mi tay chun này hôm nay lấy cho em, cái sơ mi tay chun này em bán nốt, coi như là em bán thanh lý nốt thôi, chứ em không nhập nữa. Cho nên nói luôn giá này là giá thanh lý. Cái sơ mi tay chun ấy em không có nhu cầu bán tay chun nữa. Chị Trần Hiền lên số nhé. Đặt hàng không lên số là không có đơn đâu ạ. Không lên số là không có đơn. Đây, sơ mi tay chun nhà em đây. Form, mọi người nhìn form này. Nhìn hàng nhá. Đây, form to 65 cân đổi về mặc được. Và giá này là giá thanh lý nha. 69.000 bán nốt, không bao giờ em nhập thêm nữa. Em không có nhu cầu nhập thêm nữa, bởi vì em bán con này thật sự là cả vạn chiếc rồi. Chán lắm rồi, bán 2 năm nay rồi. 69.000 cú pháp giúp nhà em còn tầm khoảng 30 chiếc á. Ví dụ em mã này là sơ mi tay chun. Áo này chắc là các chị nhìn các chị chán luôn rồi ấy. Đây này, sơ mi tay chun bao nhiêu ạ? 69.000 một chiếc. Còn ít thôi, ai lấy thì chốt giúp em, con này em sẽ không mặc mẫu nhá. Mặc lại sơ mi xinh đi à, ok. Vẫn nhiều người thích sơ mi xinh nhỉ, ok. Em, à đúng rồi, lúc nãy em bảo em mặc lại sơ mi xinh. Mới mặc có một lần trong live hôm nay. Mấy cả, lúc nãy có khách vào hỏi Linh ơi, cái áo, khách không nhớ mã. Khách bảo Linh ơi, còn cái áo mà chun ở sau lưng không, để chị lấy thêm. Hôm nay vừa nhận hàng ưng quá. Là chính là cái sơ mi xinh ấy, em đặt tên nó là sơ mi xinh. Ok, em sẽ mặc lại sơ mi xinh cho mọi người. Chờ em tí nhá. Hôm trước gọi điện chốt đơn rồi chưa nhận được hàng thì là mình chờ thôi chị ơi, bởi vì thật sự là nó không thể nhanh được ấy. Bây giờ không thể nhanh nổi luôn ấy chị ạ. Ai cũng thế thôi, ai cũng phải chờ rồi mua hàng nha, em nói thật. Rẻ là chắc chắn rồi, rẻ đẹp là cái đấy mọi người không phủ nhận được đâu. Thế nhưng mà lâu lắm, chờ hơi lâu lắm, nên là mọi người thông cảm nhá. Chị khó chờ giúp em. Đây, sơ quen A1. Em nói lại màu A1 một lần nữa để em qua mẫu nhá. A1 trắng, xanh, nâu, hồng và đen. 67.000 một chiếc, chất zip dáng trơn như thế này. 67.000 một chiếc nha mọi người. Cứ lấy hai màu mà mặc cho đỡ phí tiền ship nha. Rồi tiếp, bây giờ em sẽ lên lại sơ mi xinh. Sơ mi xinh thì bây giờ em Linh sẽ mặc màu trắng đi. Em sẽ mặc màu trắng nhá. Để em cúc lại trước rồi hãng mặc cho nó dễ chứ, tại vì cái này nó có chun ở sau ấy. Không cúc mặc nó cứ bị khó cúc ấy. Hôm nay gọi chốt hàng rồi đi chưa? Gọi chốt rồi là đi đơn rồi, hoặc kể cả là chưa đi đơn thì cũng không dồn được đơn nha các chị nha. Thường là ví dụ như nhá, lại trước mọi người có đơn, đến live này mọi người có đơn thì hai đơn của hai live sẽ không bao giờ gộp nhau được. Nó sẽ là hai lần ship nha mọi người. Không gộp được đâu, bởi vì gộp như thế nó hay bị ấy lắm. Sục. Đây nha. Sơ mi xinh của em là có hai màu, màu trắng này và màu nâu này. Màu nâu này em nói thật là không ai có đâu. Cái màu nâu này không ai có đâu. Màu trắng thì nhiều, nhưng mà cái thiết kế của bọn nhà em là chun ở đằng sau, nó không giống trên thị trường. Mọi người cứ để ý là mọi người sẽ thấy. Rồi, bây giờ em sẽ mặc cái sơ mi xinh này trước nha. Sau đấy mọi người muốn xem cái gì nữa thì mọi người lại tiếp tục comment cho em. Tí nữa chắc chắn em sẽ lên lại quần vẩy một lần nữa và lên lại áo sơ mi hồng một lần nữa. Yên tâm, sơ mi hồng em mới chỉ mặc có một lần trong livestream này thôi. Sơ mi nâu của Bèo em cũng lên rồi, có nhiều mã mới chỉ lên được có một lần. A1 em bao vừa đến 70 cân bởi vì con đấy nó là siêu. Anh ơi pha thêm tí nước nóng vào đây cho em ấy. Nó là siêu co giãn, chân váy dài hiện tại chưa có. Chưa có chị ơi. Đi nha, mọi người nhìn này. Nhìn giúp em nhá. Đó. Thấy em không chị? Có thấy nhá. Không hiểu sao hôm nay tương tác nó kém hơn hẳn so với hôm trước ấy. Hay là do Facebook, hay là do mạng, hay là do như nào nhá. Sao tự nhiên hôm nay tương tác nó kém hơn hẳn so với hôm trước ấy. Không biết là tại sao. Đây nha. Đó, đẹp chưa? Xinh không? Đây là em đang mặc với chân váy nhá. Còn trong ảnh mẫu là ảnh mẫu mặc với quần dài. Và livestream từ đầu live đến từ lúc em bán áo này đến giờ em thường cũng đều phối với quần dài. Nhưng mà đây em đang tiện mặc với chân váy ngắn nên em sẽ phối với chân váy ngắn cho các chị luôn. Đây, sơ mi xinh trắng. Khi mọi người nhìn từ đằng trước mọi người sẽ thấy nó rất là eo đúng không? Nó tôn eo của mọi người vì nó có những cái đường ly. Thì mọi người sẽ thấy là live không có thông báo hả chị? Mọi người có ai nhận được thông báo trong livestream của em không? Chắc
là phần tùy người, người nhận được người không, chứ nếu mà không có thông báo hết thì không có đông người này đâu. Ý chỉ là kiểu nó không đông như live trước thôi. Đây nhá, mọi người thấy không, thiết kế của đằng sau nó sẽ là chun này, mọi người thấy không? Cho nên là thoải mái cho đến đây 65 cân vẫn vừa. Còn hàng trên thị trường thì không bao giờ có chuyện 65 cân vừa. Tại vì nó là ly bình thường như thế này thì làm sao 65 cân mặc được ạ? Đúng không? Bởi vì thiết kế có chun ở sau thì 65 cân mới mặc được. Cho nên mọi người yên tâm, hàng của em không giống hàng trên thị trường. Nay không nhận được thông báo à? Ôi giời ơi. Em hỏi những người đang xem livestream có ai nhận được thông báo livestream của em không? Hay là tất cả mọi người đều không nhận được thông báo? Đấy, em tự tìm Facebook thấy chị like nay không có thông báo. Thôi bỏ mẹ rồi, Facebook mình bị làm sao rồi. Có ai nhận được thông báo livestream của em không? Hay là không một ai nhận được luôn à? Cho em hỏi là có ai nhận được thông báo livestream của em không? Không nhận được chị ơi này. Có nhận được chị ơi. Em cũng không nhận được, có nhận được. Đấy, thì em mới bảo là tùy người, có người nhận được, có người không ấy. Tùy ấy. Cho nên em mới bảo là mọi người phải tương tác. Ví dụ như là bấm like cái livestream này này. Bấm thả tim, thả like, thế thôi. Để là nó không bị, kiểu như là nó tương tác với nhau. Thì là mọi người sẽ nhận được thông báo khi em livestream. Đó, đằng sau nó có chun. Sơ mi xinh kèm màu kèm số. Em có sơ mi xinh trắng và em có sơ mi xinh nâu nhá. Đây, hai màu này. Thật sự là nó đẹp kinh khủng. Sơ mi này, mọi người cứ mua áo này với quần vẩy, cả cái set này mà mặc. Nó chân thành luôn á. Facebook bị bóc tương tác rồi. Chị nhận được mà, rồi ok. Ok chị nhá, ghi vào em mã này là sơ mi xinh trắng và sơ mi xinh gì ạ? Sơ mi xinh nâu. Muốn nhận thông báo thì ấn trên đoạn 3 chấm. Đúng rồi, các chị sẽ bấm vào cái nút chuông ấy. Trên cái livestream này của em nó cũng sẽ có hình cái chuông. Mọi người bấm vào cái nút chuông đấy thì chắc chắn luôn luôn sẽ nhận được thông báo nha. Sơ mi xinh, sơ mi xinh trắng và sơ mi xinh nâu 130 bao nhiêu anh nhỉ? 39 này hay 39. 139.000. 139.000. Đó, được chưa? Vậy em sẽ mặc sang sơ mi hồng nhá. Rất nhiều người đang chờ cái sơ mi hồng này. Nên là em sẽ mặc cái sơ mi hồng này nhá. Mọi người chờ khá là lâu rồi đấy. Đây, sơ mi hồng này xong rồi mặc lại áo phông, mặc lại các mã áo phông nha. Áo phông từ nãy giờ tất cả các mã thì em mới đều lên đúng một lần. Mặc lại quần, ui dồi ôi, mọi người chốt sơ mi xinh nhiều thế. Mặc lại quần vẩy đi bạn. Bây giờ mọi người nào ai có ý kiến mặc lại quần vẩy để em mặc, chứ em sợ em mặc nhiều quá mọi người chán luôn ấy. Tại vì từ đầu giờ mặc 4 lần rồi. Về thêm chân váy đi chị. Ừ chị đang đặt rồi, nhưng mà thật sự là những chân váy chị bán thì hầu như nó là hàng tàu hết. Cho nên là nó sẽ bị lâu ấy. Chưa về, nó vẫn chưa về được mấy ý. Và em cũng quên là em đặt trước Tết thì em mặc đặt có mỗi mặc quần vẩy nữa chị. Trước Tết thì em mặc có mỗi cái em đặt có mỗi cái CV8 thôi. Chứ còn em lại quên không đặt chân váy dài này, sơ mi hồng này. Sơ mi hồng của các bác đây, trời ơi, từ nãy đến giờ không biết bao nhiêu cái comment bảo lên cái quần vẩy này. Dễ sợ luôn. Quần shop nhà em là 76.000. Full size ML 40-65 cân đổ phải mặc được nha. Sơ mi xinh là một cái áo sơ, thật sự luôn là sơ mi xinh và quần vẩy ấy. Em khuyên mọi người đừng bỏ lỡ cái set đấy. Mua cái gì thì mua, nhưng mà phải mua hai cái đấy. Em nói thật đấy, mặc quần vẩy nữa đi chị. Ok. Thật sự là áo này thì bây giờ là một là phối với cái chân váy em đang mặc, mà hai là quần vẩy. Thế thôi, chỉ có hai mã đấy là hợp thôi. Cho nên là em xin phép mặc lại quần vẩy nhá. Mặc dù là em mặc cũng hơi nhiều lần, thế nhưng mà vì nhiều người vẫn chưa xem được. Quần xốp thì thật ra mặc với áo này nó sẽ không hợp. Bởi vì áo này nó sẽ là kiểu công sở một tí. Mà quần xốp thì nó là kiểu quần đi chơi. Cho nên là chờ em một tí em sẽ mặc quần xốp. Hoặc là sẽ mặc với cái chân váy này này. Nhưng mà chân váy này thì màu nâu phối với màu hồng thật ra là nó không được hợp lắm. Mọi người công nhận không? Vì là có cả trắng nhưng mà từ nãy giờ mọi người chỉ thích màu hồng thôi. Cho nên là em mặc màu hồng. Nhưng mà màu hồng mà mặc với màu nâu thì thật ra là nó không hợp lý cho lắm. Nên là em sẽ mặc quần vẩy màu đen nhá. Cho nó đúng chuẩn cái set này cho mọi người. Sau cái này thì em sẽ quay lại. Quần vẩy nhà em có full size, 4 size. Mọi người nhìn đây này, có size đây này. Thấy không? Em đang mặc size S đúng chưa? Mark là mà size là máy ở Mark luôn này. Là size S, em mặc size S. Từ 40 đến 65 cân đổ về sẽ mặc được quần vẩy. Và có giá là bao nhiêu ạ? 118.000. Cú pháp là quần vẩy kèm size. Nếu không biết mặc size gì để lại cân nặng nhân viên chuyện chút size nha mọi người. Và thêm một cái quần legging nhà em thì em khuyên các chị là nên lấy thử quần legging Muji ấy. Mặc thử đi. Không sướng hoàn hảo lại cho em. Thật luôn ấy. Quần đấy bạn bán hơn 1 vạn quần rồi. Đấy nha.
Đây này, đúng cái set này luôn cho mọi người này. Từ nãy đến giờ mọi người cứ sơ mi hồng đây này. Đây, sơ mi hồng của các chế đây. Đẹp chưa? Đó. Mã này, áo này có mã là sơ mi hồng trơn và sơ mi trắng trơn. Đây mọi người để trùng trùng áo ra một tí cho nó xinh. Mặc sơ mi cứ phải trùng trùng ra một tí. Đấy. Sơ mi hồng trơn và sơ mi trắng trơn, nói thật là em chẳng bao giờ bán màu hồng đâu. Ít khi mà bán sơ mi hồng lắm, gần như là không có. Đây nhưng mà riêng mã này tại vì hot girl người ta mặc đẹp quá. Và đúng thật là nó đẹp thật mọi người ạ. Hồng này nó là kiểu cái hồng nó không phải là cái hồng xến xến đâu, mà hồng kiểu gọi là nhạt nhạt thôi. Đấy. Ví dụ em mã này là sơ mi hồng trơn và sơ mi trắng trơn, nó có hai màu là màu hồng và màu trắng nhá. Đây, mọi người mặc cả set này, mọi người đi thêm cái guốc nữa và đeo thêm một cái túi nữa. Quần legging nhà Linh mặc thích lắm, em cảm ơn chị Mai Vũ nhá. Legging nhà em nếu như mà ai chưa mua ấy, anh ấy lấy hộ em cái legging Muji không biết ở đâu rồi. Nếu như mà ai chưa mua thì em nói thật là nên thử cái quần legging Muji này này. Nó là một mã legging dài. Bán nói chung là siêu tuyệt vời luôn nha. Bán hơn một vạn quần rồi mà toàn khách khen, không thấy ai chê hết trơn, chỉ có khách chê nhầm size, ship nhầm size thôi. Chứ còn ai hầu như đến 95-98% là khen. Thật sự luôn, 98% ấy. Đây nha, đẹp chưa? Sơ mi hồng trơn mặc với quần vẩy, mọi người thấy form quần vẩy đỉnh không? Có phải tự nhiên mà một live stream em bán hết 2.500 cái quần vẩy đâu mọi người ơi. Chưa bao giờ đạt đến cảnh giới đấy luôn. Phong đôi giày ấy, chị không tính nhập nữa cơ, tại vì chị bán trước Tết chị bán nhiều rồi ấy. Nên là chị không muốn nhập phong đôi giày nữa. Được chưa? Ghi của em mã này là sơ mi hồng trơn. Sơ mi hồng trơn và quần vẩy nha. Quần vẩy kèm size hoặc kèm cân nặng nhân viên chốt size. Đó. Sơ mi hồng trơn mọi người nhớ giúp em là có cả màu trắng nha. Hai màu trắng hồng. Nhưng mà em thấy chủ yếu là khách thích màu hồng. Không hiểu sao. Bình thường thì lúc nào cũng sẽ hot màu trắng hoặc màu nâu, chứ còn chưa bao giờ hot màu hồng. Bây giờ hot màu hồng hơn cả màu trắng. Legging Muji của em ai mặc rồi cứ comment cảm nhận vào đây cho em nhé. Thật lòng luôn ấy, là phải đến 98% khách ưng ý. 98% bán chỉ bán trong vòng có hơn khoảng tầm 1 tháng thôi mà em bán được hơn 1 vạn. Tại vì cái này đến gần Tết thì em mới bán, còn trước đấy là em bán loại khác. Đây này, legging Muji kèm size kèm số, size S, size M, size L và size XL. Từ 40 cho đến lúc đầu ấy thì em tư vấn cho khách, em chỉ tư vấn là 65 cân thôi. Sau đấy thì khách của em bảo 68 cân mặc thoải mái thì em mới tăng lên là 68 cân. Mọi người ơi, nếu như mà mình không có sao free thì mình thả like để nó không bị ẩn comment nhá. Với cả là nó tương tác với em, để mỗi lần em live stream thì mọi người sẽ có thông báo ấy. Chứ không là sẽ không có thông báo đâu nhá mọi người. Nhớ giúp em nhá, thả tim này, thả like này, thả phẫn nộ gì cũng được. Nếu mà có sao free tặng cho em, để mỗi lần em live stream mọi người sẽ nhận được thông báo. Mọi người nhớ nha. Đây này, em bảo mọi người muốn có thông báo ấy, mọi người bấm vào cái nút đây này, cái live stream của em đây đúng không? Mọi người sẽ bấm vào hình cái chuông này này. Đây, em chỉ cho. Bấm vào hình cái chuông này nhá, khi em đang live nhé đúng không? Mọi người bật vào live stream của em sẽ thấy cái hình cái chuông. Đâu rồi? Đấy, mất rồi. Bấm vào hình cái chuông ấy. Nãy hay là em vừa bấm rồi nên nó không thấy nữa. Nó sẽ có hình cái chuông mà mình bật vào cái chuông đấy thì mỗi lần em live stream mọi người chắc chắn sẽ có thông báo, không bao giờ phải kiểu hên xui đâu, chắc chắn sẽ có nha. Bạn dơ của legging Muji tới xem. Dạ đây, legging Muji trước Tết em bán là 113.000 và bây giờ ra Tết em bán cho mọi người là 109.000. Còn em nói thật, trong Tết đó, em không bao giờ giảm 1.000 nào cái legging Muji này luôn, không giảm 1.000 nào hết. Đây này, đó, legging Muji nha, legging Muji kèm size hoặc kèm cân nặng nhân viên chốt size. Ưu điểm của nó mọi người nhìn này, đấy, cái cạp của nó rất là cao, mọi người thấy không? Cạp siêu cao, tính từ đũng này. Tính từ đũng mọi người thấy không? Em cái gang tay của em là hơn 20 cm. Đấy, mà nó còn từng đây nữa. Đấy, cho nên là mặc ấy, em mặc là đến tận đây này. Thứ nhất là nó cạp cao, nó ôm vào bụng. Mà thứ hai là mặc cạp cao lúc nào nhìn người nó cũng sẽ kiểu là, tức là tóm lại là mặc quần cạp cao lúc nào nó cũng sẽ đẹp hơn cái quần cạp thấp. Và nó có cái phần cạp này dày và nó ôm vào bụng, giống như mọi người cảm giác mọi người sẽ mặc quần ghen bụng ấy. Và cái quan trọng ưng nhất của cái quần này là cái chất và cái form. Nói chung là mọi người cứ mặc thử đi. Em lấy hai chiếc để mặc rồi và giặt máy rất nhiều lần rồi, cảm nhận rồi nha các chị ơi. Được chưa? Rồi bây giờ cho em lên cái áo phông GC này này. Cái phông GC này tối nay là cái phông hot nhất. Đây này, phông GC này tối nay là cái phông hot nhất, 97.000 một chiếc đây này. Form giấu quần nhá. Thế nhưng mà em đang muốn là em sẽ mặc với cái quần này luôn, cho nên là em sẽ mặc màu trắng. Thật sự luôn là nó rất là đẹp. Đây này,
Bây giờ em mặc cho mọi người xem nhá. Ai lấy cái sơ mi này nữa ghi giúp em là sơ mi hồng trơn hoặc sơ mi trắng trơn. Có thể cúc hẳn vào như thế này cũng ok nha. Legging Muji, chị ơi lên sơ mi kẻ trắng đen. Sơ mi kẻ trắng đen là mã nhào đấy. Từ nãy giờ em đóng thùng nó cũng không nhăn đâu, mọi người thấy chưa? Em đóng thùng từ nãy giờ nó không nhăn đâu. Cái chất này nó là cái chất gì? Tóm lại là nó không nhăn. Xem mẫu bra, ừ đấy em quên đăng cái mẫu bra trường. Không phải, à em có đăng nhưng mà em quên không bán. Tại vì là lúc nãy khi em mặc thử á thì em thấy nó hơi ngắn. Em sợ là không phù hợp với khách của em đâu. Ngắn đến đây này, ngắn đến đây này. Em mặc thử rồi đấy chứ, nhưng mà sao em thấy ngắn thế là em lại thôi. Vải thun chữ xanh. Nhà em không bán hàng ở shop, cũng không có shop và cũng không nhận khách qua lấy. Mọi người nhìn lại form quần một lần nữa này nha. Lại sao chắc là em sẽ không mặc quần này nữa đâu. À tắc chắc là vẫn bán, thế nhưng mà ý là nó, ý là sẽ không tập trung vào bán nhiều như line này nữa. Giúp em sơ mi bèo ở cổ lúc nãy em vừa lên rồi á. Chờ em tí. Quần shop tí nữa chị ơi. Đây nhá, em bảo này. Đó. Đẹp chưa? Mặc này thì cảm giác bình thường. Nếu như mà mình mặc thả ra thì mình sẽ mặc với quần đùi hoặc quần ngố. Nhưng mà khi mình mặc với quần vải ấy, mình đóng thùng vào cho em. Đấy, nhiều chị sẽ không bao giờ nghĩ là áo phông sẽ mặc với quần vải đâu, là các chị hơi bị nhầm. Vẫn mặc bình thường. Mặc dáng baggy thì là bình thường rồi. Mặc dáng vẩy vẫn mặc được luôn nha. Quần vẩy không có màu trắng đâu chị ơi. Tại vì màu trắng em nói thật, quần mà màu trắng em chẳng bán được mấy đâu. Nhất là quần dài lại càng không bán. Quần đùi thì còn tạm tạm. Chứ còn quần dài mà kiểu quần vải thì gần như là chắc chắn em không bán, em cũng biết là không bán được. Vì em biết gu của khách em mà. Đây nhá. Đấy, mọi người thấy không? Mặc trẻ lắm luôn. Mọi người mặc áo phông này, xong rồi mặc với lại là áo này là áo phông hot nhất tối nay, em thề luôn. Này, thấy chưa? Mọi người mặc áo phông này, xong mọi người mặc với quần vải như này này. Đó. Đóng thùng vào. Đây là em đang mặc hai áo, một áo ở trong và hai quần. Hai quần và hai áo luôn á. Đây mọi người thấy chưa? Mọi người mặc đi với cái đôi sục này, form này. Đấy. Rất là ok nha. Áo phông như thế này, áo phông mấy cái kiểu này nó là kiểu chảnh chảnh chứ nó không phải là kiểu ngộ nghĩnh đáng yêu. Cho nên là những cái phông này mình mặc với những cái quần này ok. Chứ ví dụ như cái phông chó này chẳng hạn thì mặc như thế này lại không ok. Hoặc hay là ví dụ phông gấu mà mặc đóng thùng với cái quần này thì cũng không ok lắm đâu. Nhưng mà cái phông GC này nó là phông kiểu đơn giản và kiểu chảnh chảnh ấy. Đấy, thì mọi người mặc thế này ok này. Và áo này chắc chắn áo đôi là cực kỳ hot luôn. Đây này. Đó, hai màu đen trắng thì mọi người có thể mua cho bạn nam, bạn trai, người yêu hoặc chồng cái áo màu đen và mình ngắm màu trắng, hoặc ngược lại, hoặc hai bạn mặc cùng một màu đều ok. Chất cốt tông 100%, tối đa đến 80 cân đổ về vẫn vừa, form to lắm luôn, mọi người thấy không? Em mặc đến tít tận đây cơ, dài, to và rộng, và quan trọng nhất là cái chất siêu đẹp luôn. Kiểm hàng ưng rồi mới ra tiền, mọi người nhớ giúp em nhá. Phông GC đen và phông GC trắng đấy. Thì ví dụ như áo con chó này chẳng hạn mà mặc với quần này đóng thùng thì nó chẳng liên quan gì cả. Nhưng mà áo này mặc với quần này đóng thùng thì là rất ok nha mọi người. Đấy, hề luôn là rất là hợp luôn ấy. Trời ơi, cái này đẹp quá. Đây nha mọi người, ghi em mã này là phông GC kèm màu kèm số 97.000 một chiếc. Ở đâu rẻ hơn em cho hoàn hàng lại, với điều kiện form phải to như thế này và chất phải chuẩn cốt tông chứ không phải là pha ni lông nha mọi người nha. Ghi em mã này là phông GC kèm màu kèm số, tay nó là tay lỡ đến đây này. Đó, được chưa ạ? Ôi, mặc cái set này thật sự là hợp quá. Hợp lắm luôn ấy, hợp ngoài sức tưởng tượng. Ship toàn quốc là 30.000 chị ơi, ở đâu cũng thế. Em cao 1m6 ạ và nặng 49 cân. Cao 1m6 và nặng 49 cân. Rồi em dừng làm ngụm nước đã nha, khát nước quá. Ôi, phông GC, quần này là chất kiểu gọi là chất như nào nhỉ? Em không biết gọi là chất gì cơ. Nói chung là nó rất là dày dặn, nó không bị bay xù. Và nó gì nhỉ? Mọi người kiểm hàng, mọi người bóc hẳn quần ra, mọi người sơ chất. Chứ nói thật là em không biết gọi là chất gì đâu. Sơ mi hồng trơn bao nhiêu tiền chị ơi? 138.000 nhá. Nhà em dừng bán vét lâu rồi. À không phải lâu rồi mà là trước Tết. Có nghĩa là ra Tết thì em sẽ bán hàng hè rồi, chứ em không bán hàng đông nữa nha. Đây, ai lấy set này chốt giúp em là phông GC. Rồi sau mã này mọi người muốn em lên mã gì nữa? Sau mã này mọi người muốn em lên mã gì nữa để em lên tiếp nhá. Từ nãy giờ lên được những cái gì rồi nhỉ?
Bây giờ lên cái gì mọi người ơi? Bây giờ lên cái gì hay là lên lại sơ mi caro? Quần này của em là 118.000 full size, túi siêu to khổng lồ nhá mọi người, nhìn thiết kế kỹ của nó này. Một cúc, một khóa. Bên hai bên sườn này không có túi nhưng mà nó có một cái túi ẩn ở cái đoạn cạp này này nhá. Túi này là túi ẩn vào trong ấy. Đây, mọi người sẽ mặc, mọi người cho điện thoại vào này. Đây, mọi người hình dung được cái vị trí của cái túi chưa? Ok chưa? Túi siêu sâu luôn. Phông trơn là mã nào chị ơi? Em làm gì có mã nào là phông trơn? Cái đấy là A1 chứ đúng không? Chứ làm gì có mã nào mà em gọi là phông trơn đâu nhỉ? Phông GC trắng. Ok, bây em sẽ lên quần xốp. Nốt tiện mặc áo này em sẽ mặc quần xốp nha. Ok, quần xốp đây. Quần xốp của em có tất cả là 4 màu. Đây nha. Quần xốp của em có tất cả là 4 màu này. Nâu này, vàng, trắng và đen. Nâu, vàng, trắng và đen. 2 size. 2 size ML. 2 size ML 40 cho đến 65 cân đổ về là thoải mái. Em sẽ mặc cho mọi người một màu nhá. Thật ra là form của quần xốp và quần tắc ta nó là một. Nó là một form. Nó chỉ khác chất thôi. Nó là một form, nó cùng một nhà sản xuất, cùng một cái loại mác đấy luôn. Nó chỉ khác cái chất thôi. Chất kia nó là chất tắc ta, còn chất này nó là chất xốp. Đây này, form rất là to. Hiện tại ở đây là em đang mặc size M. Và cái này có đến tận size L nữa cơ. 40 đến 65 cân đổ về mặc được. Đây này, mọi người thấy chưa? Đấy, mặc với áo phông như này rất là ok. Một là đóng thùng, mà hai là mặc giấu quần. Bây giờ em sẽ sang cái mẫu phông chó. Lấy hộ em cái phông chó với. Em sẽ quay lại phông chó nhá. Tất cả áo phông line này là đều mới mặc có một lần. Đây này. Cái này mới mặc đến lần thứ hai này. Đấy, mọi người mặc dấu quần này xinh hơn này. Cho em chó nâu nữa, hai màu. Đây này, con chó này đẹp. Con chó này đẹp lắm, thật luôn. Đây này. Siêu đẹp luôn á, em thề. Mọi người thấy không? Xinh không? Chó này là em nhập đắt hơn cái con này mà. Đắt hơn con này 7.000. Tại vì cái hình nó to này. Con này em bán là 99.000. Phông chó. Còn cái phông GC này 97.000. Đây nhá, mọi người nhìn này. Đó, đẹp chưa? Phông chó này của em có tất cả là hai màu, 99k. Nhận hàng, kiểm hàng nhá, hình in này. Hình in to, chất cốt tông, form to. Cao 1m6 và mặc dấu hẳn quần như này này, đến nửa đùi luôn. Chứ không phải là hàng ngắn như thế này, mọi người nhớ nhá. Sơ mi tăm trắng với sơ mi caro, sơ mi tăm em lên rồi. Sơ mi caro thì cũng mới lên có một lần. Hai mã đấy thì mỗi mẫu đều gần như là live stream, thời lượng nó ngắn ấy. Nên là chỉ live toàn mặc một lần thôi. Toàn là mặc có một lần thôi. Sơ mi tay chun em không mặc đâu, em sale nốt là 69.000, ai lấy chốt giúp em nhá, em không mặc nữa đâu. Sơ mi tay chun bây giờ là gọi là bán thanh lý rồi, không phải là để bán ăn lãi nữa. Sơ mi hồng 138.000, áo GC là 97.000, áo chó, phông chó này là 99.000, sơ mi cổ bèo nâu là 159.000. Đây mọi người nhìn này, ấy, form đẹp chưa? Mặc dấu hẳn quần này, đây mọi người mặc này xong mọi người đi sụp. Bên dưới mọi người có thể mặc cái quần tắc quần xốp này, hoặc đơn giản chỉ mặc một cái quần ngố. À không phải, quần này là quần đùi thái nha. Dáng của nó là quần đùi. Quần đùi thái, còn ngố thái nó dài đến tận đây cơ. Đây là đùi thái nha mọi người nha. Đấy, đùi thái nha. Cú pháp ghi giúp em mã này là phông chó trắng và phông chó nâu 99k. Mọi người nhìn cái hình in mọi người đã thấy sướng rồi. Này. Đấy, hai màu nha, chị nào lấy chốt luôn giúp em phông chó trắng và phông chó nâu. Quá xinh. Nói chung là áo phông là không thể nào mà là cái thứ mà không thể nào thiếu ở tất cả các độ tuổi, đúng không? Tất cả giới tính và tất cả độ tuổi không thể không có áo phông được. Mới cả nhất là con gái bây giờ em thấy rất là thích áo phông. Mà như em từ cái lúc bán mấy chục người xem là cũng chỉ bán áo phông thôi. Như em mã này là phông chó kèm màu kèm số nha. Đó, form rộng, dài, cute, hạt me, trắng và nâu. À đúng, lên lại sơ mi bò, ok. Sơ mi bò cũng mới mặc có một lần, đúng không? Hôm nay chỉ có một mã sơ mi bò thôi. Bởi vì bây giờ sơ mi bò thật sự là mã nào cũng hết. Mã nào cũng hết. Em nói thật, bây giờ mà em có cái con bò Burberry mà con bò mà gì nhỉ? Bò kẻ Burberry của Rai trước ấy, thì nói thật là 1.000 cái cũng hết. Nhưng mà hàng đấy nó không thể. Hàng tàu nó lâu lắm mọi người ơi. Lâu lắm. Đây nhá, bây giờ em sẽ mặc chân váy bò nhá. Chân váy bò quần xốp, ai lấy quần xốp nó chốt giúp em nha. Phông chó kèm màu kèm số. Phông chó này quá đẹp chứ không phải đẹp. Đấy, em treo xuống đây cho mọi người ngắm nhá. Đây, quần xốp em sâu lại màu một lần nữa. Nãy giờ ai giúp em mặc quần xốp thì xem kỹ giúp em nhá. Quần xốp em có màu em đang mặc là màu nâu nhá. Màu này em gọi là màu nâu đây này. Nói với anh đơn giản nhá. Ví dụ cái set em đang mặc mọi người đi chơi mùa hè buổi tối. Chỉ mặc thế này thôi. 76.000 cộng 38.000. Đây, cả set này mặc đi uống nước, cà phê là ok rồi mà.
Quần jean này nó có hai size ML và hiện tại là em Linh đang mặc size M. Mọi người nhìn thấy size đúng không? Quần jean em có màu này là màu nâu, bò, đen và trắng. Hai size ML 40 đến 65 cân đổ về mặc được 76.000 một chiếc. Rồi, tiếp. Bây giờ em sẽ mặc lại cái sơ mi bò này. Sơ mi bò này là mình ghi giúp em là sơ mi bò mặt cười. Sơ mi bò mặt cười của em Linh có giá là bao nhiêu ạ? 199k, cam kết hàng loại 1. Đừng so sánh với hàng loại 2, em nói thật. Màu nó dại, chất nó mỏng và nói chung là nó không thể giống được đâu. Em nói thật, áo này của em chỉ cần rẻ hơn 10 hay 15 nghìn cũng khẳng định luôn với các chị là nó không giống hạng loại hàng của em rồi nha. Cái này nó nhiều loại lắm. Còn em nói thật, mọi người mua của Hot Girl thì không bao giờ có cơ hội dưới 350. Không có cửa. Không có cửa dưới 350. Lúc nào cũng phải tầm 350, 380 nếu như mà áo này của Hot Girl bán này. Ví dụ em mã này là sơ mi bò mặt cười. Sơ mi bò mặt cười nha các chị nha. Sơ mi bò mặt cười. Đó, 199k. Cái này thì mọi người mặc với chân váy cũng ok. Mã kèm số giúp em đi ạ. Bò mặt cười này thì không có nhiều đâu. Áo bò không có nhiều đâu. Và nó về rất là lâu nên là ai thích thì chốt luôn nhá. Chứ bây giờ cái line này mọi người cứ hỏi đi hỏi lại em cái áo á, bò Burberry của line trước ấy, không còn một cái nào. Ơ, nhân viên chưa về. Về lúc nào? Đây nha mọi người. Đó, đẹp chưa? Mọi người có thể mặc sơ mi bò với chân váy ở bên dưới, hoặc mặc quần tắc ta, hoặc là đây này, mọi người có thể sắn tay lên cũng được. Sắn tay lên thì cảm giác nó sẽ trẻ hơn. Áo crop top em chưa lên chị ơi. Áo đấy em thấy nó ngắn quá, em sợ mọi người không mua mặc đâu, ngắn lắm. Sơ mi nâu kẻ tay. Sơ mi nâu kẻ tay là cái gì nhỉ? Mặc kẻ caro đi ạ. Ok, đây nhá. Cái em mã này là sơ mi bò mặt cười giúp em nhá. Em qua mẫu nhá. Form to 65 70 cân đối với vẫn vừa. Nói chung là rất là to. Ví dụ em mã này là sơ mi bò mặt cười, rồi em lên lại sơ mi caro nhá. Lấy hộ em cái sơ mi caro. Sơ mi caro đến giờ phút này nó vẫn cứ hot hơn hot. Sơ đây mọi người ấy, em bảo là cái sơ mi bò gấu của line trước và sơ mi bò kẻ Burberry của line trước bây giờ không còn một mẫu nào luôn. Đấy. Thế sạch mà, thích lúc nào là phải chốt luôn. Chứ đừng có thấy em like xong bảo thôi để like sau, hoặc là thôi để hôm sau ngắm thêm mẫu rồi lúc đấy mua luôn. Thì đến lúc đấy mẫu đấy lại hết rồi. Đây nhá, sơ mi caro này đỉnh của chóp, chưa có một ai bán đâu. Em bán livestream này live thứ 2 rồi. Chị nhận lại xỉ chưa? Chị nhận lại xỉ rồi em nhá. Thế nhưng mà nói chung là tầm này á thì thôi mỗi người một ít thôi, chứ cũng không có nhiều. Nói thật là tầm này khách xỉ to em cũng không làm gì được ấy. Không có hàng, khách lẻ em còn chưa bán xong thì làm sao có hàng cho khách xỉ, đúng không? Cho nên là xỉ nhỏ nhỏ là ít ít thì được, chứ xỉ nhiều là không có hàng. Trừ những cái mã mà ví dụ như legging này, hay là sơ mi trắng kia các thứ, là những cái mã mà em luôn luôn có số lượng lớn ấy. Chứ còn cái hàng thời trang, kiểu hàng thời trang thì là số lượng bây giờ đang rất là hạn hẹp ấy. Đây nhá, em bảo áo này thiết kế là như thế này, nhưng mà em khuyên mọi người là mọi người nên gập nó vào trong cho nó gọn. Chứ mặc này nó rất là lộn thuộn và nói thật nó cũng không đẹp. Chỉ có hợp để chụp ảnh như thế này này, chứ còn để mà bình thường thì để này nó không đẹp và nó lộn thuộn. Nên là mọi người ấy, chỗ này có chun, mọi người cho cái bèo này vào trong, mặc nghe là đẹp nhất. Em mặc thử các kiểu rồi, sắn lên không đẹp bằng, mặc này là đẹp nhất. Ví dụ em mã này là sơ mi caro kèm số. Nói chung là con này mặc rất là chảnh, tiểu thư, nhìn nó kiểu tiểu thư nhẹ nhàng và rẻ. Chốt lại là không mua hơi phí. Like trước em bán được hơn 700 con này. Hơn 700 con này. Sơ mi đỏ cúc bọc em không lên nữa nha. Em lên một lần thôi, vì mã này em không bán nhiều. Ví dụ em mã này là sơ mi caro kèm số. Đây là em đang mặc suông bình thường này. Đấy. Hai nữa, mọi người có thể đóng thùng vào cũng ok. Cúc của nó là kiểu cổ tim, dài rộng, có cúc này, to này, siêu to khổng lồ, 70-75 cân đổ về vẫn mặc được. Được chưa? Ví dụ em mã này là gì ạ? Sơ mi caro kèm số. Sơ mi caro kèm số, nhẹ nhàng xinh xắn đúng không? Đấy, sơ mi caro kèm số, mọi người mặc này, mọi người trẻ hơn được vài tuổi. Còn nếu thích nữa thì mình đóng thùng vào, không thì mình bỏ suông ra nhảy cũng được. Áo bên trong em mặc có mã là, áo bên trong em mặc thì có mã là gì nhỉ? Dây 4. Dây 4 38.000. Em không mặc lại cúc bọc đỏ nữa nha, em mặc rồi. Và mã đấy em cũng không bán nhiều nên là em chỉ mặc một lần thôi. Sơ mi caro kèm số. Áo bò đấy là 199.000 chị ơi, còn sơ mi caro này là 138.000. Đố mọi người đi mua được ở đâu rẻ hơn ấy. Mà nói tóm lại là áo này chả có ai bán. Thật.
Đây, đẹp chưa? Mọi người có thể đóng thùng vào như này. Ok chưa? Đấy, đóng thùng cũng xinh đấy, bỏ tay này nó hợp lý hơn. Nó hợp lý hơn nhiều so với cái việc để tay như thế này. Đấy. Cái này chỉ phù hợp chụp ảnh thì đẹp chứ còn để này nó lộn thuộn, làm cái gì nó cũng khó. Đây nhá. Cho nên là khi mọi người về á, mọi người không phải lăn tăn, cũng không phải sửa gì hết, cũng không phải cắt. Vì chỗ này nó có chun, nó sẽ giữ được. Nó sẽ giữ được và cái tay, cái xòe xòe nó không bị rơi ra được đâu nha. Thun 2 giây là cái gì chị? 2 giây 4, 2 giây em đang mặc bên trong là 2 giây 4, 38.000. Ngoài ra hôm nay em có một mã quần mới, đó là quần legging đùi Thái. Đây nhá. Vỏ của nó là màu xanh. Legging đùi Thái đây này, nó là quần đùi. Nó là quần đùi, mặc có chỉ đến đây thôi. Bình thường là quần ngủ mặc đến đây đúng không? Quần đùi chỉ mặc đến đây thôi. Đấy. Thì cái này thường là mặc trong váy hoặc mặc ngủ hoặc là mặc với áo phông cũng được. Đây, 37.000 một quần legging đùi Thái và 41.000 một quần legging ngủ Thái. Đối với ngủ Thái thì mặc nó sẽ đến đây và mặc với áo phông thì rất là hợp. Ngủ Thái thì nói thật là em bán mấy vạn rồi, nhưng đùi Thái thì hôm nay là lần đầu tiên bán. Lần đầu tiên bán. Năm nay mới có, năm ngoái chưa có kiểu này. Nha mọi người. Cái em bán này là semi caro đi ạ. Semi caro. Xinh nhỉ? Xuất sắc thật. Cái set này đẹp thật, cái CV8 này chắc bán 3 năm mới bỏ mẫu quá. Tụi em đang đeo thì em bán nhiều lắm rồi nhưng mà hết chị ạ. Hiện tại thì em đang đặt thêm và hàng tàu thì chắc là phải tầm 7 ngày đến 10 ngày nữa hàng mới về. Chiều nay là em đã đặt rồi. Legging đùi Thái là 37.000 một quần và em bán tối thiểu là 2 quần nhá. Một quần thì bên em sẽ không bán. Một quần kể cả ngô Thái cũng không bán ạ. Chân váy là CV8 143.000, có mã là CV8, có 3 màu nâu ghi đen. 3 size SML 40 đến 58 cân đổ về là mặc được nha. A5 màu nâu, A5 là mã nào nhỉ? Tự nhiên em quên. Gấu. À, con gấu này hôm nay cũng đắt hàng, đúng rồi. Đâu rồi? Cho em xin cái con gấu này. Con gấu này là có ảnh hot girl mặc. Đúng rồi, con gấu này hôm nay cũng đắt hàng. Chắc là chỉ đắt hàng sau mỗi con GC này thôi. Đây này. À, con chó cũng đắt hàng. Nói chung là áo phông bây giờ nó không có quá nhiều mẫu, nhưng mà thật sự là nó mẫu nào cũng hot. Đây này mọi người này. Đấy, đẹp chưa? Phông gấu nâu. À không phải, em xin lỗi nha. A5. A5 nâu. A5 đen. Nhờ người nhà chốt là sao hả chị? Là sao ạ? Và A5 sữa nha. A5 sữa. A5 kèm màu kèm số. 98.000 đồng. 97 là con 97.000 thôi mọi người ơi. Trời ơi, bán rẻ quá. 97.000 cú pháp cho em là A5. Áo sơ mi em đang mặc có mã là sơ mi caro chị ơi, sơ mi caro, sơ mi caro. Đấy. Sơ mi caro 138.000. Còn A5 này là 97.000, em có 3 màu. Con này chuẩn 3 màu nhảy hot girl mặc luôn, không sai một ly nào luôn. Đây. 3 màu nha. Mọi người nha. Đây. Ồ, hôm nay quên không bán đai rồi. Hôm nay quên không bán đai đây. Ví dụ như cái đai này mọi người đeo vào đây. Quên không bán đai này. Thôi, để mặc với em. CV8, ok chị. A5 ai lấy cho giúp em là A5, A5 nhá. Còn cái áo dây ở trong em mặc thì có mã là 2 dây 4. Sơ mi caro kèm số, chỉ có một màu thôi. Em cảm ơn chị Lan Lan Lê nhá. Còn quần loe không? Dạ em còn nhá chị Hương Săn ơi. Em gọi nó là quần vẩy chị nhá. Full size SML XL. Nói chung là con quần kỷ lục trong cái cuộc đời bán hàng của em. Kỷ lục luôn ấy. Gọi là quần vẩy. Gọi là quần vẩy chị ơi. Livestream này là mặc 4 lần hay 5 lần rồi ấy. Và thật sự là live đầu tiên em bán được 2.500. Và live này chắc nhẹ nhàng ấy cũng phải bán tầm 1.500, 2.000. Thật sự luôn. Hầu như khách nào có đơn cũng sẽ có cái quần vẩy này. Đây này. Kể cả là cái áo em đang mặc với quần vẩy này thì nó lại đẹp quá. Đây này mọi người thấy chưa? Kể cả cái áo em đang mặc này mà mặc với cái quần vẩy này thì nó cũng xuất sắc. Đấy. Em mặc với áo phông nhá. Áo phông trơn dáng ôm. Mặc với áo phông giấu quần đóng thùng. Mặc với tất cả các mã sơ mi đều hợp với cái quần vẩy này. Đấy. Nếu như mình mặc với áo phông thì mình sẽ đi với sục. Còn nếu như mình mặc với sơ mi thì mình có thể đi với guốc hoặc là giày cao gót. Đấy. Nói chung là nó có nhiều cách phối và rất là dễ phối. Gọi giúp em là quần vẩy kèm size hoặc quần vẩy kèm cân nặng nhân viên chốt size. Quần vẩy 118.000 trong live stream nhá. Sơ mi caro 138.000. Sơ mi xinh là 100
cũng 139.000, sơ mi xinh là semi. Nói chung là đắt hàng lắm. Áo con chó bao nhiêu? Áo con chó của em là 99.000 nha chị nha. Hai màu, màu nâu này và màu trắng này, hai màu nhá, 99k. Gọi là áo chó, phông chó. Sơ mi bò của em là 199.000. Ô, tưởng anh có máy, không có. A1 có màu gì? A1 em có 5 màu, em đọc lại nha. 67.000 một áo. Đây. À, màu trắng nữa, màu trắng. Đây nhá, A1 em có xanh, có nâu, có hồng, có đen và có trắng. Màu trắng lúc nãy em mới mặc mẫu ấy. Đấy, nói chung là nó có 5 màu, thêm màu trắng nữa. 67.000 một chiếc. Cú pháp cho em là A1, 67.000 một chiếc, chất zip. Mọi người nhìn đồ coi dã nha. Mọi người nhìn này. Em cho mọi người xem. Ôi trời, rơi mẹ. Đây nhá, nói chung là siêu giãn luôn. Đây này. Đó, giãn lắm luôn ấy. Đây mọi người nhìn này. Thấy chưa? 70 cân đổ mình mặc được. A1 kèm màu kèm số. Nói chung hầu như khách cần lấy hai cái thôi. Vì cái này ai cũng có nhu cầu mặc và ai cũng mặc được. Cái quan trọng là nó rẻ. Đấy. 5 màu nha. Cú pháp cho em là A1 kèm màu kèm số 67.000 một chiếc. Thì nếu mà không, ví dụ như là mình có đơn áo sơ mi hoặc váy này chẳng hạn, thì mình dồn một cái A1 vào mặc cùng và mà đi đơn cùng cho nó đỡ tiền ship. Sơ mi sọc nâu. Cái này gọi là, cái này em gọi là A5 hay sao nhỉ anh nhỉ? À không, con này em gọi là A3. A mấy nhỉ? A6. Con này em gọi là A6. A6. À có một mã sơ mi nữa chưa mà. Đây. Quên. Sơ mi caro. À không phải, chết bỏ mẹ rồi. Sơ mi zig zag. Em xin lỗi, sơ mi zig zag nha các chị. Mẫu này trước Tết bán đắt hàng kinh khủng. Thế này, em lại gọi về thêm. Sơ mi zig zag, con này mặc với quần vẩy là ui giời, bao phê luôn. Sơ mi sọc nâu giải tay. Cái này gọi là A6 nha chị ơi. A6. Cổ bèo lúc nãy em cũng lên rồi đây. Em lên rồi. Thôi em sẽ bỏ cái caro này xuống luôn, không treo nữa nhá. Thật sự là không biết có đủ hàng không ấy. Chỉ biết là mai về thôi. Mà nãy bán rồi, nãy giờ nhiều quá. Đùi to 1m53 mặc quần loe được không? Được em nhá. Mặc thoải mái, mặc quần ống vậy. 1m53 mặc thoải mái. Có sai mà, em 49 cân nhá, đợt này em 49 cân lận mà em mặc chỉ mặc sẽ thôi. Quần legging Muji của em là 113 và chốt trong live hôm nay là 109. Tại vì em bán nhiều rồi, phản hồi nhiều cho nên là bây giờ em bán rẻ đi một tí. Sao cái mác để vô lý thế nhỉ? CV8 của em có 3 màu. Màu nâu như em đang mặc, màu đen và màu ghi. Tổng 3 màu nha chị ơi. Sơ mi sọc đen mấy? Sơ mi sọc đen là mã nào nhỉ? Cái váy này cũng đẹp này. Cái váy này là V mấy nhỉ? Quên mất rồi. Một. Không phải. V1 là cái đợt hôm cái hôm trước. V3. Cái đuôi cá này V3 này. Mặc đẹp lắm, thề luôn. Sơ mi 65 cân vừa không linh. Mã nào chứ nhà em nhiều mẫu sơ mi lắm. Nhưng mà chị đang hỏi mã nào, nói rõ mã giúp em nhé. Tại vì tùy mã chứ. Sơ mi nâu chiếc eo còn tình yêu ơi. Thật ra là hết nhưng mà nó, em đặt áo đấy nhiều lắm. Em đặt 2.000 con cơ. Nên là nó vẫn đang về. Nó vẫn về. Mà nó về ít. Tức là nó cứ về từ từ ấy. Đây. Cái đấy là gọi là V3 chị ơi, ok. Lấy hộ em cái V3 xuống em mặc lại cho khách cái. Đây nhá, áo sơ mi em đang mặc đây này. Béo kéo dây này xuống một tí đã này. Đấy, đẹp chưa? Sơ mi zig zag nâu 113.000. Đấy, đẹp chưa? Chất lụa, mặc với CV8 xinh này. Chất lụa. Sơ mi zig zag nâu 113.000 nhá. Ok, chờ em một tí. Váy này đúng không ạ? Váy này em gọi nó là V3. Váy này mặc đẹp lắm. Đây này. V3 159.000. 159.000. Bên dưới này là thô lụa. Bên trên này là pha cốt tông. Đấy, nó pha như này này. Pha tay này. Pha. Nói chung là cái kiểu này năm nào cũng bán. Nhưng mà mỗi năm thì nó sẽ ra những cái bản. Nó kiểu khác nhau. Ví dụ như năm nay pha ít, năm sau pha mấy tầng. Hay là pha nó, tóm lại là cái kiểu này năm nào cũng bán. Nhưng mà mỗi năm nó sẽ khác nhau một chút. Ghi của em mã này là sơ mi zig zag nâu kèm số. Hoặc là sơ mi zig zag là được, bởi vì em chỉ bán một màu thôi. 113.000 sơ mi zig zag này. Ví dụ cái này phối với cái này hợp đúng không? Hoặc phối với quần vẩy đỉnh luôn. Mọi người cứ hỏi cái áo sơ mi xinh nhiều nhỉ. Đến bây giờ mọi người vẫn hỏi sơ mi xinh, vẫn cứ hỏi sơ mi xinh.
Lên A6 đi chị. A6 em lên rồi. A6 em lên rồi nha. Em lên một màu thôi. Cái nào mà nhiều màu thì thường em sẽ lên một màu thôi. Rồi bây giờ em sẽ lên lại cái váy V3 kia nhá. Có vẻ mọi người cái váy V3 đấy đẹp mà lúc nãy em mặc rồi. Em mặc rồi, đẹp đấy. Đây nha, váy V3 nha mọi người ơi. V3 này là 159.000. Thật ra là bây giờ chưa có nhiều váy đâu, nhưng mà cái nào mà nhìn được được thì em sẽ nhập. Chứ bây giờ chưa phải là mùa váy. Mùa váy phải là từ tháng vào tháng 3. Tháng 3 đến tháng 3, tháng 4, 30 tháng 4 ấy. Các thứ mới nhiều váy vì lúc đấy mọi người đi du lịch nhiều. Đây nhá. Đấy, đẹp chưa? Xinh chưa? Dài nha. Em cao 1m6 vào mặt này. Thấy không ạ? Dài. Nói chung là form dài đẹp này. Thoải mái cho đến 70 cân. Bầu bí mà con váy này thì chuẩn luôn. Đi chơi, đi du lịch. Đấy. V3 kèm số nhá, một màu thôi. V3 kèm số 159.000. V3 kèm số 159.000. Đấy. Đeo thêm cái túi nữa là ok nhá. V3 kèm số giúp em. Quần ống vẩy là chất như nào, em chẳng biết gọi chất gì không. Nói chung là nó không mỏng đâu. Nó dày dặn. Mọi người cứ hình dung là những cái quần vải với cả quần Âu, quần Tây của mọi người ấy. Đấy. Nó là làm bằng cái chất như thế. Nhưng mà bây giờ gọi là chất gì thì em có biết đâu. Túi sách em đang hết rồi chị ơi. Túi sách em đang hết rồi, đang trên đường về thêm nha chị nha. Ghi em mã này là V3 kèm số. V3 kèm số. V3 kèm số nha. Đó. 159.000. Legging Muji, ok, em sẽ giới thiệu lại Legging Muji nhá. Đâu nhỉ? Nói chung là Legging Muji là một cái quần mà mọi người không thể không mua, em nói thật. Không cần mua nhiều, mua thử một cái, thích thì mua thêm. Và cái sơ mi xinh này này, không thể không mua. Vì nó quá đẹp luôn, chả biết lại vứt Legging Muji đâu rồi. Đâu nhỉ? Tìm một em gái. A6 này là 158.000. 158. Sục em đi có bán, chị ghi giúp em là sục NI kèm size từ 35 cho đến 39 nha chị nha. Đây, Legging Muji của em đây mọi người nhìn. Em bán hơn 1 vạn chiếc rồi. Và thật sự là nó phải đến tầm 500 cái feedback luôn ấy. Cái lúc mà trong Tết em bán trời ơi. Lên livestream là chỉ có khen và khen thôi. Thật luôn. Cái Legging Muji này full size từ 30 full size từ không phải 3, nhầm. SML và XL từ 40 cho đến 68 cân đổ về là thoải mái nha. 40 đến 68 cân đổ về là thoải mái đây này. Mọi người nhìn đây này. Đó. Thấy không ạ? Nó có mác này, đằng trong nó có một cái mác vải. Full size SML XL 40 đến 68 cân mọi người được. Mọi người nhìn cái cạp của nó này, dài như thế này luôn. Nó ôm vào người, nó đanh. Nói lại là mặc sướng vô cùng luôn. Giá cũ bình thường em bán là 113 và bây giờ bán cho mọi người là 109. Mọi người không cần mua nhiều đâu, em nói thật, mua thử một cái thôi. Sau này mặc ưng thì lúc đấy mình mua tiếp, mà không ưng thì thôi. Đúng không? Sơ mi trắng tay ngắn á, cái đấy chị ghi giúp em là sơ mi trắng cộc tay. Phông cổ bẻ hiện tại nhà em không có mẫu nào cả. Phông cổ bẻ hiện tại là nhà em Linh là không có mẫu nào nha. Legging Muji kèm size, không biết size gì để lại cân nặng nhân viên chốt size. Quần vẩy kèm size, không biết size gì để lại cân nặng nhân viên chốt size mọi người nha. Chứ không cần phải là nghe em tư vấn đâu. Cái đấy là nhiệm vụ của nhân viên. Đến khi nhân viên chốt đơn cho mọi người, nhân viên phải tư vấn cho mọi người size số này kia nha. Nhớ giúp em là thả tim, thả like nha. Để không bị ẩn comment. Không bị ẩn comment thì mình mới có đơn. Không là ẩn comment là mình sẽ không có đơn đâu ạ. Sơ mi màu nâu hàng thứ 2 là cái nào nhỉ? Màu nâu hàng thứ 2. Váy màu ghi treo trên kia. Váy này gọi giúp em là V1. V1 159.000. V1 ghi và V1 đen. Còn váy em đang mặc gọi là V3. V3 nhá. Quần xốp là 76.000. Legging Muji là 109.000 trong live hôm nay. Em có thấy chị Trịnh Vân Anh nha. Sơ mi cổ bèo là 159.000. Sơ mi cổ bèo là 159. 159 hay 158 gì đó em cũng không nhớ lắm. Áo bản to để em không lên nha, tại vì nó ngắn lắm. Áo đấy ngắn lắm. Ngắn đến đây này, ngắn đến đây này. Mặc với cả quần cặp cao mà nó còn cách nhau từng này thì nói thật là không bán được mấy đâu.
mấy. Chị cứ lên mã kèm số là có đơn, chứ không quan trọng lúc đấy là bao nhiêu người xem, mấy ca người xem, thì nhà em ngày nào có lúc nào like cũng là mấy ca người xem. Nhưng mà chị cứ lên mã và phải kèm số điện thoại, sau đấy là nhớ inbox địa chỉ thì thôi nhá. Đúng cú pháp chứ em sẽ không đọc chốt đơn đâu. Ví dụ như ngày xưa lúc ít khách hơn thì em có thể đọc rồi em ném đồ này kia, chứ còn bây giờ thì em không, em chỉ đọc comment hỏi thôi, còn comment chốt đơn thì em sẽ không đọc. Đây nhá, cái này là sơ mi sinh, mọi người thì cứ gọi nó là chớt chiết eo, nhưng mà em đặt tên cho nó là sơ mi sinh, nhưng mà đúng là đằng sau nó có eo gì nhỉ, eo chun đấy, như thế này này nha. Ghi hiểu em mã này là gì nào, ghi hiểu em mã này là sơ mi sinh, sơ mi sinh kèm số hai màu nâu trắng 139.000. Mã áo sơ mi mà một like đầu tiên bán được hơn 1.500 chiếc đấy, hot kinh khủng, là hot luôn. Sơ mi sinh nâu đẹp dã man, cảm ơn Huyền Trang nhé. Đấy mọi người đọc comment đi, sơ mi sinh nâu đẹp dã man, đẹp kinh khủng khiếp luôn, thề đẹp lắm ấy. Cái này ấy nếu như mà có chân váy dài mặc vào cũng rất là hợp. Anh trên kho nhà mình còn cái váy tặng đợt trước không, cái chân váy tặng ấy, nhớ không? Chân váy tặng mà 76.000 ấy, hình như còn chục con hay sao ấy. Lấy hộ em này, để em mặc vào cái áo này cho mọi người, hợp lắm. Chị mặc sơ mi sinh đi ạ, hợp lắm luôn, thề. Tại vì hiện tại những cái chân váy dài của em nó chưa về được, nên là chưa có mẫu để like cho mọi người á. A6 có hai màu em nhá, đây. A6 có hai màu là màu dê và màu nâu, đây nè, hàng tàu nhá, 159.000. A6 à, màu bò, em xin lỗi, A6 bò và A6 rêu, A6 bò và A6 rêu nhá, A6 kèm màu kèm số. Sơ mi cổ bèo hai màu, đây sơ mi cổ bèo có hai màu đấy, đây. Sơ mi cổ bèo đây, hai màu trắng nâu. Con này tổng chỉ có 500 con thôi. Sơ mi cổ bèo nâu và sơ mi cổ bèo trắng 159.000 hay là 58, không nhớ, em toàn nói sao em không nhớ đâu. 59 hay 58 mình không quan trọng đâu mà. Đây nhá. Xinh lắm, đây này. Chất nó suông, chất nó kiểu dày nhưng mà nó không bị nhăn, nó suông suông ấy, mặc nó kiểu là gọi như nào. Đây, tóm lại là em treo lên là nó như thế này, chứ em không làm bất cứ một cái sản phẩm nào mà trước khi livestream cả. Đây nhá. Đó, ghi hiểu em là sơ mi cổ bèo nâu và sơ mi cổ bèo trắng 159.000. Sơ mi cam trên cùng, cái này gọi là cả cái dòng năm áo này là nó cùng một mã, và nó có mã là sơ mi tăm, có giá là 148.000 nha. Đây, em mặc cho mọi người lại sơ mi này. Váy chân váy tặng này, chân váy tặng tặng mọi người 76.000 nhá. 76.000, sốc chưa? Đấy, nó là kiểu chân váy xếp ly ấy. 76.000 rồi thì em sẽ mặc với sơ mi sinh cho các chị nhá. Chờ em một tí. Mặc nốt cái đấy rồi em lên nghỉ nha mọi người nha. 12:30 rồi. Muộn rồi. Live 3 tiếng thôi. Bây giờ em sẽ không live lâu như đợt trước đâu. 2 tiếng rưỡi 3 tiếng là nghỉ thôi. Không live kiểu 4 tiếng. Ồ, đợt trước có đợt live 4 tiếng. Nhưng mà căn bản lúc ý là xả hàng nữa nên là live lâu. Nhưng mà ít hôm nữa chắc em cũng phải xả hàng một buổi. Tại vì cái đơn hoàn về ấy, hàng bom trước Tết thì mấy trăm đơn luôn. Nhiều lắm. Phải xếp lại xong rồi là phải like cho mọi người ấy. Chứ không thì chắc em chết quá. Đây này mọi người này, mặc với quần vẩy thì đương nhiên là đẹp rồi, nhưng mà bởi vì quần vẩy em đã phối rất nhiều lần rồi ấy, nên là em muốn thay đổi một tí, thử mặc với cái váy này nó có xinh không. Đấy, như này này. Đấy, mặc như này này mọi người. Mặc với chân váy này, chân váy tặng 76.000. Nó là dáng kiểu chân váy xếp ly nhưng mà dáng dài. Còn đây là sơ mi sinh. Đây, mọi người nhìn, mọi người sẽ biết tại sao mà cái này đắt hàng, nó quá đẹp luôn. Đây này, sơ mi hồng phía sau đi chị. Sơ mi hồng là, sơ mi hồng là gì nhỉ? Trơn. Sơ mi trơn hồng 138.000. Em hai lần rồi chắc là em không mặc nữa đâu ạ. Đây nhá, đó. Mọi người thấy không, thiết kế của hàng của em ý là đằng sau nó có chun, còn thiết kế hàng trên thị trường nó không có chun đâu. Mọi người thấy không, 65 cân đổ về vẫn vừa thoải mái. Cho nên là khi ở nhìn ở đằng trước mọi người sẽ thấy là ai mặc vào cũng eo. Thực tế đằng sau nó có chun đây này. Cho nên là dù 65 cân vẫn mặc được cái sơ mi sinh này. Thắt đai ngoài xem có hợp không? À, ý là thắt một cái đai vào đây hả chị? Hợp chị ạ. Hợp đấy. Ok. Chiều ý khách luôn nhá. Đây. Khách bảo em là thử thắt một cái đai vào xem có hợp hay không. Hợp đấy chị ạ. Hợp.
Đai này thì em bán quanh năm suốt tháng. Em cứ nhập lần mấy trăm cái rồi hết em lại gọi tiếp. Mùa đông thì hay mặc hơi hay phối với váy. Mùa hè thì em, mùa hè mà đến lúc mà cái mùa bán váy hoa ấy, đai này bán chạy lắm luôn. Chẳng qua là bây giờ chưa có váy mấy. Đấy, cũng hợp chị ạ, hợp đấy. Một gợi ý khá là ok đấy ạ. Đây, nó sẽ tôn thêm cái vòng eo của chị hơn, tại vì nó có cái đai này này. Đó, mặc này này. Như là em bán này là đai GC nhá, sơ mi xinh. Đai GC và chân váy tặng. Đấy, em bảo rồi. Cái sơ mi này nó là đỉnh của đỉnh, đẹp lắm. Đây này, mọi người mặc này này. Được chưa? Cái em mã này là sơ mi gì ạ? Sơ mi xinh nâu chân váy tặng và đai GC nhá. Váy đen kia bao nhiêu? Váy này ghi giúp em là váy đuôi cá. 159.000 chị ơi. Áo này mặc với quần legging cũng được luôn chị ạ, cũng được luôn. Chắc chắn là được luôn chứ không phải là. Đai GC là 50 nhá, nói chung cứ đai này em là auto 50. Em được 5.000 một cái thì thôi. Bán kèm thôi chứ không phải là bán ăn lại cái đai này. Đấy, đẹp chưa? Đai GC mặc với sơ mi xinh hợp nha chị nha. Nhưng mà với cái váy này em nghĩ là mặc sơ mi xinh trắng còn hợp hơn sơ mi xinh nâu ấy. Thật. Sơ mi xinh trắng đấy, có màu trắng nữa mà. Nhớ giúp em là nó có hai màu nha. Đai GC 50. Sơ mi tăm chứ không phải len tăm chị ơi, sơ mi tăm. Thôi em nghỉ nha, 12 rưỡi rồi. Vẫn 430 chị đang xem livestream nhưng mà thôi. Em mệt lắm rồi. Em live 3 tiếng rồi đấy. À chưa được 3 tiếng nhưng mà thôi. Nghỉ hôm nay nhà em bị mất điện. Thế nên là bị lên muộn ấy, 10 giờ kém 10 mới lên livestream. Nên là bị ít người xem ấy, không nhiều người xem lắm. Bây giờ em nghỉ nha. Bye bye mọi người nha. Cảm ơn mọi người. Mọi người nhớ giúp em, ai có đơn rồi thì vào cái page mà em đang livestream, chủ động inbox địa chỉ số điện thoại vào đấy giúp em. Nếu mà mình nhớ mã hàng thì mình cho cả mã hàng vào. Nếu như mà không nhớ mã hàng thì chỉ cần nhắn địa chỉ số điện thoại và để ý nghe điện thoại để bên em gọi điện chốt đơn. Hôm nay chắc là bên em sẽ chốt trong vòng khoảng 2 cho đến 3 ngày thì sẽ chốt xong đơn. Cho nên là mọi người lưu ý là để ý nghe điện thoại nha. Để ý nghe điện thoại để bên em gọi điện chốt đơn nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream và ủng hộ em nhé. Bây giờ em tắt like nha, em chúc mọi người ngủ ngon ạ. Và nếu như mà ngày mai mà ai xem lại livestream thích sản phẩm gì thì khi nhân viên chốt đơn mọi người có thể báo dồn đơn. Nếu như mà bên em mà còn cái sản phẩm đấy ấy, thì các bạn ấy vẫn chốt cho các chị nha. Tặng quà thì ngày mai em chạy game xong thì lúc đấy em sẽ công bố 3 người chia sẻ livestream nhiều nhất sẽ được 500.000 chia đều cho 3 người. Chứ không phải là mỗi người 500 đâu ạ. Mỗi người 500 là em chết đó. 500.000 chia đều cho 3 người chia sẻ like này nhiều nhất nha. Cảm ơn mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon ạ. Bye bye. Phông gấu trên cùng này có mã là A5 nha chị nha. Không phải là phông gấu nha. A5. A5 nâu đen và sữa. A5 nha mọi người. Nghe rõ mã. Rồi đấy mình chốt để tránh trường hợp bị ship nhầm hàng và ship sai hàng nha. Bye bye. Chúc mọi người ngủ ngon ạ.